Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 594, một có người thì có giang hồ. Vương Tử Quân mặc một bộ tây phục xanh đen, nhìn qua có vẻ cực kỳ trầm ổn. Vu Thế Tiến vô tình ngẩng đầu, hắn chợt phát hiện Vương Tử Quân nhìn mình, thế là cảm thấy trên mặt như có kiến bò, rất ngứa ngáy. Hơn nữa con kiến này giống như chẳng kiêng nể gì hắn, nó tiến vào sâu trong da thịt, muốn bắt lại không thể được, làm hắn sinh ra cảm giác như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Nhưng ngay sau đó Vu Thế Tiến lại phát hiện mình căn bản chỉ là tự mình đa tình, ánh mắt Vương Tử Quân nhìn như gần như xa, giống như bao phủ tất cả mọi người, thực tế lại chẳng chú tâm vào bất kỳ ai. Nếu nói ánh mắt thì chẳng bằng nói rằng khí thế của Vương Tử Quân thật sự làm cho Vu Thế Tiến sợ hãi thì đúng hơn. Vu Thế Tiến ý thức được điều này, hắn ngại ngùng cười với Tào Kiến Thư nhưng trong lòng lại tuyệt đối không thoải mái. Người với người khó thể so sánh với nhau, hắn cũng không giống như Tào Kiến Thư, không có gia tộc hùng mạnh trèo trống sau lưng. Hắn là một cán bộ bò từ cơ sở lên vị trí bí thư huyện ủy, hắn biết rõ sự việc lần này không đơn giản như vậy. Quan trường không phải là ai cũng có thể nhìn thấu, dù có thể nhìn thấu cũng chưa chắc có thể xử lý ổn thỏa được. Hơn nữa Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố, cũng không phải là một người có thể dễ dàng ứng phó. Nếu không phải Vương Tử Quân đứng vững chân ở thành phố Đông Bộ và ra tay xử lý, Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình sao có thể đành lòng ảm đạm rời khỏi thành phố Đông Bộ chỉ sau một năm như vậy được. Hơn nữa Đồng Quốc Khánh là một vị lãnh đạo từng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, bây giờ xuống nhận chức bí thư thị ủy với tư cách là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng vẫn bị Vương Tử Quân chèn ép cho không ngẩng đầu lên được. Đừng nghĩ Vương Tử Quân còn trẻ mà xem thường, cách đối nhân xử thế của người này cực kỳ xảo quyệt, mỗi bàn cờ đều có mưu kế, đều được thiết lập cực kỳ vững vàng không chê vào đâu được. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì có thể thấy tâm trí của Vương Tử Quân làm cho người ta không thể chê vào đâu được. Tiếng máy móc lại vang lên ầm ầm, Vu Thế Tiến nhìn máy cắt thép bắn ra những đốm lửa chói mắt, trong lòng thầm cầu nguyện chuyện ngày mai nhất định phải mã đáo thành công. Biết đâu Vương Tử Quân sẽ vì nghi thức ngày mai mà tỏ ra cố kỵ với con đường này. Khoảng thời gian qua những tai họa ngầm của con đường Trần Vũ thật sự làm cho cuộc sống hàng ngày của Vu Thế Tiến không được bình an. Gần đây Vu Thế Tiến thường có một giấc mơ kỳ quái, đặc biệt là chỉ cần dùng cơm với Tào Kiến Thư, sau đó đi ngủ thì nhất định sẽ bị bóng đè. Thật ra giấc mộng của hắn rất đơn giản, luôn cảm thấy mình đi lại trong khu dân cư vào lúc nửa đêm, giữa màn đêm đen đặc thì hắn giống như một bóng ma lượn qua lại, giống như lạc đường. Vu Thế Tiến vất vả lắm mới tìm được đường về nhà, nhưng hắn chợt phát hiện trước cửa nhà mình có một con sói gầy dơ xương đang ngồi chồm hổm chờ đợi, miệng máu đỏ lòm với những chiếc răng trắng nhởn. Hắn cực kỳ sợ hãi và xoay người bỏ chạy, thế nhưng lúc vội vàng lại vấp vào thứ gì đó và ngã lăn ra nền đất. Hắn còn chưa kịp đứng lên vững vàng thì ngạc nhiên phát hiện có một con hổ nằm trên mặt đất, lúc này con hổ bị đánh thức, nó gầm lên một tiếng và mở rộng miệng máu, Vu Thế Tiến chợt sinh ra ý nghĩ bi ai, xem như mình xong đời. Khi tính mạng đang ở vào giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc thì Vu Thế Tiến phát hiện vợ đang đứng trên ban công nhìn về phía mình. Hắn cực kỳ vui sướng, muốn hô hào lên để vợ cứu mình, đúng lúc này có người đập lên vai hắn, nhìn lại thì thấy đó là Tào Kiến Thư. Hắn dùng giọng vừa mừng vừa sợ nói. Giám đốc Tào, là anh sao? Tào Kiến Thư chợt nở nụ cười cực kỳ quỷ dị nói. Trước kia tôi là người, bây giờ không còn là người nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vu Thế Tiến vì vậy mà kinh hoàng thức tỉnh, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Những giấc mộng như vậy cứ liên tục lặp lại làm cho Vu Thế Tiến giống như bị tra tấn mà phát bệnh. Mỗi khi đến tối có tiệc xã giao thì hắn uống rượu vào và không dám ngủ sớm. Đến khi hai mí mắt sụp xuống thật sự không chịu đựng được nữa thì hắn mới mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Hắn chưa từng nói với ai về hiện tượng bị những giấc mơ như vậy tra tấn, hắn đã bỏ ra nhiều công sức tìm cách loại sách để xem xét, thế nhưng căn bản không tìm được câu giải thích hợp lý. Hắn thầm ngách si đến câu nói trước kia là người, bây giờ không phải là người của Tào Kiến Thư mà thấy rét run. Tào Kiến Thư không phải là người thì là thứ gì? Chẳng lẽ là quỷ sao? Vu Thế Tiến là cán bộ lãnh đạo, là người kiên định chủ nghĩa duy vật, căn bản không tin trên thế gian này có quỷ, trên đời này sao có thể có quỷ? Hắn thầm an ủi mình như vậy. Biết đâu con người thật sự có hồn, ví dụ như chuyện nằm mơ, có câu ngày nghĩ nhiều đêm nằm mộng, người nằm trên giường lại thấy nhiều chuyện xảy ra, thấy nhiều người xuất hiện, đây là cái gì? Rõ ràng đó là lúc mà hồn hoạt động. Vu Thế Tiến nghĩ như vậy mà cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn không thích ban đêm một chút nào. Màn đêm đối với hắn khá đáng sợ, một khi bóng đen phủ xuống,
hắn nằm trên giường và sinh ra cảm giác mình như một con chuột, không dám trực diện đối mặt với lòng mình, giống như đang lảng tránh cái gì đó, tháo chạy một cái gì đó. Ánh mặt trời chiếu xuống làm bóng đêm dần tiêu tán, mặt trời hôm nay đỏ rực và sáng ngời giống như biết rõ hôm nay là ngày vui. 9 giờ sáng Vương Tử Quân mới xuất phát ở thành phố Đông Bộ, hắn cũng không trực tiếp chạy đến huyện Cảnh Tùng, lại đưa theo người của phòng giao thông công tránh và phòng cầu đường đến đầu đường cao tốc chào đón lãnh đạo tỉnh. 10 phút sau một chiếc xe 24 chỗ được hai chiếc xe con hộ tống từ đường cao tốc chạy đến, Vương Tử Quân thấy ba chiếc xe trước mặt, ba chiếc xe cũng phát hiện đám người đang đứng chào đón, thế là bắt đầu chạy chậm lại. Trên mặt Vương Tử Quân lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn nhanh chóng tiến lên, đi về phía chiếc xe 24 chỗ. Khi hắn tiến lên thì chiếc xe cũng đã dừng lại, cửa mở ra, một người đàn ông hơn 40 từ trên xe bước xuống. Chủ tịch Tử Quân, anh nghênh đón long trọng như vậy rõ ràng là quá khách khí rồi. Người đàn ông này dáng người không cao nhưng nhìn qua lại làm cho người ta sinh ra cảm giác 10 phần khí thế, hắn vừa nói chuyện vừa duỗi bàn tay ra. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người đàn ông này, tuy người này chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, thế nhưng lại chủ quản một ban ngành quan trọng, vì thế xem như là người rất có quyền uy trong tỉnh. Vương Tử Quân đã từng có vài lần liên hệ với vị phó chủ tịch Cát này, cũng từng ngồi cùng bàn dùng cơm, thế nhưng ngoài những tình huống như vậy thì căn bản không còn chút giao tình nào khác. Chương 594-2 có người thì có giang hồ. Vương Tử Quân nhanh chóng vươn hai tay tiến lên bắt chặt hai tay của phó chủ tịch Cát, trong miệng càng cười nói. Chủ tịch Cát, chào mừng anh đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác. Đáng lý ra bí thư Đồng muốn cùng tôi đến đón ngài, thế nhưng anh ấy cần phải lên tỉnh tham gia một hội nghị quan trọng, không thể không đi. Vì vậy khi đi đến đây đón anh ấy nhờ tôi chuyển lời, nói rằng mong anh ở lại thành phố Đông Bộ thêm một ngày, đến tối anh ấy sẽ quay về uống vài ly với lãnh đạo. Vương Tử Quân nói làm cho phó chủ tịch Cát cảm thấy rất hưởng thụ. Hắn là phó chủ tịch tỉnh, hắn biết rõ vị trí hiện tại của mình, đừng nói là hai người Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân đến chào đón, thực tế chỉ một mình Vương Tử Quân đi đến cũng là vượt quá quy cách rồi. Dựa theo quy tắc ngầm trên quan trường, hắn là phó chủ tịch tỉnh, vì vậy mà hai vị lãnh đạo địa phương không thể nào cùng đến nghênh đón cho được. Chủ tịch Tử Quân, tôi cũng hy vọng có thể ở lại thành phố Đông Bộ lâu hơn một chút, chỉ là những người như chúng ta đều là như vậy, thật sự là thân bất do kỷ, vì thế chuyện cơm nước buổi tối cứ để sau rồi tính. Nhưng có một chuyện tôi phải nói trước, hôm nay là ngày vui của thành phố Đông Bộ, trưa nay chúng ta phải uống vài ly, tôi nghe nói tửu lượng của Chủ tịch Vương cũng khá tốt phải không? Vì nơi này cũng không phải địa phương nói chuyện, thế nên hai người nói vài câu khách khí, sau đó Cát Chấn Điền kéo Vương Tử Quân lên xe. Chiếc xe 24 chỗ nhìn từ bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng trang thiết bị bên trong lại rất tốt, ghế da cực kỳ thoải mái làm cho người ta nhìn qua và biết đó là đặc biệt trang bị thêm. Cát Chấn Điền ngồi lên một chiếc ghế da như vậy, sau đó hắn vỗ tay lên chiếc ghế bên cạnh nói. Chủ tịch Tử Quân, mời anh ngồi, chiếc xe này của Sở Giao thông Công Tránh tuy đã có niên hạn thế nhưng vẫn sử dụng rất thoải mái. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn đặt mông người xuống bên cạnh Cát Chấn Điền. Lúc này vị giám đốc vừa nhận chức ở Sở Giao thông Công Tránh là Trần Diệu Thăng cũng đang ngồi một bên, sau khi nghe được lời của Cát Chấn Điền thì nhanh chóng cười nói. Chủ tịch Cát, chiếc xe này càng ngày càng kém, hai ngày trước Sở Giao thông Công Tránh mở hội nghị ban ngành, chúng tôi còn thương lượng ngày nào đó mong lãnh đạo ký bút duyệt cho chúng tôi một chiếc xe mới. Vì nói đến những chuyện ngoài lề nên bầu không khí trên xe rất thuận hòa, Vương Tử Quân hạ thấp tư thái của mình, điều này làm cho Phó Chủ tịch Cát Chấn Điền cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Phó Chủ tịch Cát, thế là hắn cũng có chút thỏa mãn vì thái độ của chính mình, càng cảm thấy con người nên là như vậy, ăn nói nhỏ nhẹ, không quá cao ngạo kiêu căng. Có đôi khi muốn nói cho hay thì phải có thái độ bình thản, hơn nữa thái độ này chẳng những có thể gia tăng hảo cảm của người khác, lại càng làm cho người ta đẩy mạnh độ nặng lời nói của mình. Tất nhiên độ nặng lời nói cần phải chèo chống, Vương Tử Quân biết mình có thể chèo chống như vậy, thế cho nên hắn luôn cố gắng hạ thấp tư thái của mình ở trước mặt Cát Chấn Điền. Vì hôm nay đến tham gia nghi thức thông xe nên Cát Chấn Điền cũng không đi vào trung tâm thành phố Đông Bộ, trực tiếp chạy xe đến huyện Cảnh Tùng. Trên đường đi, thái độ nhiệt tình của Vương Tử Quân làm cho Cát Chấn Điền càng thêm ôn hòa, liên tục nở nụ cười. Nói thật, trước khi đến Cát Chấn Điền cũng đã nghĩ về chuyện liên hệ với một vị phó chủ tịch trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Hắn đã nghe được nhiều tin đồn về Vương Tử Quân, trong số đó có rất nhiều tin tức nói về sự bá đạo của Chủ tịch Vương, người này ngạo mạn xảo trá, cực kỳ trầm ổn,
cay nghiệt khó chơi. Vì thế lần này hắn đến thành phố Đông Bộ đã chuẩn bị tâm lý rất đầy đủ, nếu như đối phương căn bản không dễ tiếp xúc, như vậy ngoài những tình huống bắt buộc đôi bên phải tiếp xúc, hắn sẽ không quá đi sâu và đi sát chủ tịch Vương. Tuy Cát Trấn Điền là phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là thường ủy tỉnh ủy, nói ra cũng chỉ là một người chấp hành ý đồ chính trị của tỉnh ủy mà thôi. Vương Tử Quân là một đại tướng ngoài biên cương của tỉnh Sơn Nam, địa vị của Cát Trấn Điền căn bản chưa thể nào quyết định được vận mệnh của người này. Nếu đã không thể làm gì được người ta, như vậy muốn chặn họng người ta thì cũng rất khó khăn. Đặc biệt đối phương lại là cán bộ lãnh đạo tuổi trẻ tài cao, đang xuân phong đắc ý, là nhân vật phát triển mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là kẻ kiêu ngạo không phục bất kỳ ai, vì vậy Cát Trấn Điền nghĩ rằng mình không thể trêu chọc vào thì có thể tránh đi. Nhưng Cát Trấn Điền không ngờ một Vương Tử Quân được người ta đồn thổi nóng hôi hổi cũng không giống như những gì mình tưởng tượng. Người này không những tự mình đến đường cao tốc đón mình, trên đường đi còn ra sức phục vụ lãnh đạo, tư thái cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ ẩn nhẫn. Điều này làm cho Cát Trấn Điền cảm thấy rất có thể diện, đồng thời cũng tăng hảo cảm với Vương Tử Quân. Cát Trấn Điền cảm thấy thoải mái cũng không quên đi mục đích của mình ngày hôm nay, tuy hắn biết rõ trong đó có chút vấn đề, thế nhưng có một số việc không thể không xử lý cho xong. Càng tiến lên trong quan trường thì Cát Trấn Điền càng cảm thấy các mối quan hệ quan trọng và rắc rối như mạng nhện. Lần này hắn cũng không ngờ có quá nhiều người kéo đến tấn công, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chọn phương án thỏa hiệp mà thôi. Cát Trấn Điền nghĩ đến mục đích của mình, thế là đưa mắt nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, trong lòng khẽ động. Chủ tịch Tử Quân, thành phố Đông Bộ thật sự biến đổi rất lớn, vài ngày qua tôi đã xem một bài viết về việc đẩy mạnh phát triển các quận huyện trong thành phố, khi đó tôi cảm thấy rất thừa nhận quan điểm của tác giả. Vì vậy tôi cho người xem xét, để xem có thể kéo vị tài tử kia về văn phòng khối chính quyền tỉnh hay không. Anh đoán xem, tôi cho người đi nghe ngóng cho ra kết quả gì. Cát Trấn Điền là một lãnh đạo có kinh nghiệm và khá cao tay, thế cho nên những gì nói ra khỏi miệng nhất định là 7 cong 8 lượt, sẽ không bao giờ chịu nói thẳng vấn đề. Giám đốc Sở Giao thông Công Chánh Trần Diệu Thăng ngồi bên cạnh nở nụ cười nói. Có thể được Phó Chủ tịch Cát coi trọng thì, hi hi, người kia xem như bước lên mây. Ngồi đây ngoài Vương Tử Quân và Cát Trấn Điền thì còn có Trần Diệu Thăng, lúc này hai người bọn họ nói vài lời vui đùa, không khỏi làm cho đám người trong xe cũng ồn ào theo. Thế là trong xe liên tục vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Cát Trấn Điền chỉ vào Trần Diệu Thăng rồi nói. Anh Trần, rõ ràng là anh muốn làm cho tôi xấu mặt. Tôi nói cho anh biết, tôi cho người đi hỏi thăm, sau đó mới biết bài viết đó chính là tác phẩm của Chủ tịch Vương. Chủ tịch Tử Quân là người có quan điểm mới lạ độc đáo làm cho người ta không thể nào không vỗ tay cảm thán. Lúc này thành phố Đông Bộ ở vào giai đoạn xã hội ổn định, giao thông phát đạt. Tất cả là nhờ ý nghĩ của Chủ tịch Vương được áp dụng đúng chỗ. Chương 594, ba có người thì có giang hồ. Vương Tử Quân nghe Cát Trấn Điền nói về bài viết trước đó của mình, hắn cảm thấy lời nói của Phó Chủ tịch Cát thật sự có ý nghĩa khá sâu. Chủ tịch Cát khích lệ cao độ như vậy, tất nhiên Vương Tử Quân hiểu đối phương muốn nói gì. Xã hội ổn định, giao thông phát đạt, hai thứ này không có gì liên quan với nhau lại được Chủ tịch Cát Trấn Điền nối lại làm một, lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Hơn nữa câu nói này chỉ có thể hiểu mà không nên truyền ra, khi liên hệ với tình huống vào lúc này, Vương Tử Quân cảm thấy dù mình có giả vờ hồ đồ cũng thật sự rất khó khăn. Cát Trấn Điền rõ ràng đang dùng lời cực kỳ ẩn giấu để nhắc nhở chính mình, vào tình huống này tốt nhất nên an tâm làm việc của mình, nếu cứ vung tay vạch trần vấn đề, không những phá hoại tình huống ổn định xã hội của thành phố Đông Bộ, lại càng là sự việc không hay cho chính mình. Vương Tử Quân xem xét lời nói của Cát Trấn Điền, hắn cười cười nói. Chủ tịch Cát, ngài khích lệ như vậy thật sự làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Nói thật với ngài, nếu sớm biết Chủ tịch Cát coi trọng như vậy, tôi đã đến văn phòng khối chính quyền tỉnh phục vụ ngài từ lâu rồi. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho bầu không khí trên xe càng thêm vui vẻ, gương mặt Cát Trấn Điền tràn đầy nụ cười nhưng trong lòng lại thật sự không vui. Vương Tử Quân rõ ràng đang lẩn tránh chủ đề vừa rồi của mình, đối phương không lên tiếng đáp lại, chỉ cần nhìn vào đó thì thấy thái độ đã quá rõ ràng rồi. Hơn 20 phút sau xe chạy đến địa phận của huyện Cảnh Tùng, lúc này hai người Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân đang đứng chung một chỗ chờ đợi các vị lãnh đạo giá lâm. Vương Tử Quân nhìn hai vị lãnh đạo cấp huyện mập ốm không đồng đều ở phía bên kia mà cười nói với Cát Trấn Điền. Chủ tịch Cát, các đồng chí huyện Cảnh Tùng đang chờ phía trước, anh xem, để cho bọn họ đi theo chúng ta, hay để bọn họ đi dẫn đường đây? Cát Trấn Điền nhìn thoáng qua Vương Tử Quân,
thầm nghĩ Vương Tử Quân này rốt cuộc có ý gì? Không phải muốn điều tra sự việc ở huyện Cảnh Tùng sao? Thế nào lại nể mặt hai vị lãnh đạo huyện Cảnh Tùng như vậy? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cát Chấn Điền, hắn cười cười nói. Các đồng chí tuyến dưới cũng không phải dễ dàng công tác, bọn họ đã đứng đợi cả buổi, chúng ta lại không quen đường ở huyện Cảnh Tùng, thôi thì để cho bọn họ dẫn đường, thuận tiện cũng có thể nghe bọn họ giới thiệu về phong cảnh địa phương. Hai người Cát Chấn Điền và Vương Tử Quân đã có quyết định, thế là xe chậm rãi dừng lại. Vương Tử Quân nói với Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân đi đến bên cạnh xe. Hôm nay đến địa bàn của hai anh, các anh nên làm tốt công tác chỉ dẫn đường cho Chủ tịch Cát và Giám đốc Sở Giao thông Công Chánh, thuận tiện giới thiệu tình huống phát triển của huyện Cảnh Tùng cho lãnh đạo tỉnh. Vu Thế Tiến nhìn Vương Tử Quân cười tươi hớn hở mà trong lòng bùng sóng, thế nhưng áp lực trong lòng không hiểu vì sao lại giảm đi vài phần. Hắn thầm nghĩ, không phải thật sự giống như những lời của Tào Kiến Thư đấy chứ. Vị chủ tịch Vương này vì có quá nhiều áp lực mà quyết định không nắm chặt sự kiện lần này rồi sao? Nếu quả thật là như vậy, mình cũng xem như được giải thoát rồi. Sau khi trao đổi ánh mắt với Trần Quý Tân, Vu Thế Tiến leo lên xe. Khi đứng chờ xe thì Vu Thế Tiến đã nhận được tin tức, đó là quyền chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân có một hội nghị quan trọng không thể đến được, chỉ có phó chủ tịch tỉnh Cát Chấn Điền đến mà thôi. Tất nhiên đây không phải là tin tức tốt với Vu Thế Tiến, hắn thấy chủ tịch tỉnh không đến. Chỉ có một vị phó chủ tịch tỉnh đến tham gia nghi thức thông xe, như vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao thì hắn cũng khá hiểu rõ về chủ tịch Vương, nếu chỉ là một vị phó chủ tịch tỉnh bình thường thì căn bản không thể nào gây ra bao nhiêu áp lực với vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ này. Nhưng nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, hơn nữa lại luôn xuất hiện nụ cười, Vu Thế Tiến thầm nghĩ biết đâu trong sự việc lần này đã có thỏa hiệp gì đó. Tuy hắn vẫn cảm thấy không yên. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng để trở thành một người dẫn đường có tư cách, liên tục giới thiệu phong cảnh và tình hình phát triển của huyện Cảnh Tùng cho Cát Chấn Điền và Vương Tử Quân. Trong mắt cán bộ quần chúng huyện Cảnh Tùng thì Vu Thế Tiến là một vị bí thư huyện ủy ăn nói cực kỳ cẩn trọng, gương mặt luôn nghiêm túc, có thể nói người nào nhìn vào cũng sợ. Nhưng lúc này bí thư Vu lại cười tươi hớn hở, căn bản giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Vu Thế Tiến đã có chuẩn bị rất đầy đủ trong công tác báo cáo về huyện Cảnh Tùng. Vì vậy lúc này hắn báo cáo cực kỳ trật tự rõ ràng, nói đúng trọng điểm, trình tự rõ ràng. Lúc này dù là Vương Tử Quân nghe vào tai cũng thầm gật đầu. Chủ tịch Tử Quân, thành phố Đông Bộ các anh thật sự lắm nhân tài, đồng chí Thế Tiến thật sự rất tốt. Cát Chấn Điền sau khi nghe xong Vu Thế Tiến báo cáo thì nhanh chóng cho ra đánh giá khá cao. Lời cổ vũ kèm theo chút khẳng định của Phó Chủ tịch Cát rõ ràng làm cho Vu Thế Tiến cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy sung sướng vì hợp tác với Tào Kiến Thư. Lúc đó hắn hợp tác với Tào Kiến Thư thứ nhất là suy xét về phương diện kinh tế, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là suy xét đến tương lai của mình. Vu Thế Tiến ngồi trên vị trí bí thư huyện ủy, hắn biết bây giờ sức mình đã lạt, lực mình đã mòn, nếu hắn muốn tiếp tục tiến lên, ngoài phương diện làm ra thành tích thì quan trọng nhất chính là bên trên phải có người nâng đỡ. Vu Thế Tiến đã cảm nhận được sâu sắc về vấn đề này vào thời điểm tranh chấp vị trí thường ủy thị ủy với Bành Quang Binh năm xưa. Nếu nói về thành tích và năng lực thì hắn cảm thấy mình căn bản không có gì kém hơn Bành Quang Binh, thậm chí hắn cảm thấy mình còn vượt trội hơn Bành Quang Binh ở vài phương diện, nhưng kết quả cuối cùng là Bành Quang Binh tiến lên, chính hắn lại xem như mất công bận rộn chạy quan hệ, ảm đạm ở lại vị trí cũ. Vu Thế Tiến không phải chỉ một lần phân tích về nguyên nhân thất bại, phân tích kết quả đau nhói lòng kia, kết luận cuối cùng của hắn trình là bên cạnh mình căn bản không có người, mà Bành Quang Binh lại có quan hệ rất gần với bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến. Khi đó dưới sự giúp đỡ của Tiết Diệu Tiến, Bành Quang Binh tiến lên nhận chức là chuyện quá bình thường, căn bản chẳng có gì ngạc nhiên. Khi Tào Kiến Thư tìm gặp Vu Thế Tiến, giám đốc Tào ném cho Vu Thế Tiến khá nhiều lợi ích kinh tế, cũng đồng ý sẽ ra mặt cho Vu Thế Tiến ở phương diện chính trị, điều này làm cho Vu Thế Tiến đâm đầu vào trong mối quan hệ với Tào Kiến Thư mà căn bản không chùn chân. Đời người là như vậy, cũng không biết được ai sẽ là quý nhân của mình. Dưới tư thái khiêm tốn của Vu Thế Tiến, đoàn xe chạy đến địa điểm tổ chức nghi thức thông xe, lúc này đám người bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi đoàn xe chạy đến thì nhanh chóng xếp lại thành đội hình cực kỳ trật tự. Chương 594-4 có người thì có giang hồ. Vương Tử Quân nhìn đội ngũ vài trăm người mà có hơi nhíu mày, Vu Thế Tiến đi ở phía sau lại giống như cảm nhận được chủ tịch thành phố đang mất hứng, hắn vội vàng giải thích. Chủ tịch Vương, nghi thức thông xe đều do công ty Tây Hưng phụ trách. Bọn họ xem nghi thức thông xe lần này là một chuyện vui lớn. Vương Tử Quân cười cười không nói gì,
lúc này Tào Kiến Thư đại biểu của công ty xây dựng Tây Hưng đã tươi cười tiến lên nghênh đón, bên cạnh hắn không phải là tiểu thư Đỗ Ước Lăng như mọi ngày, lại là một người đàn ông trung niên với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Chào chú Cát. Tào Kiến Thư liếc mắt nhìn thấy Vương Tử Quân, sau đó hắn nhanh chóng tiến lên trước mặt Cát Chấn Điền rồi lớn tiếng nói. Cát Chấn Điền đầu tiên là sững sốt một giây với cách xưng hô của Tào Kiến Thư, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười hiền lành nói. Kiến Thư, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không ngờ tiểu tử cậu đã đảm nhiệm trọng trách của một giám đốc công ty, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tào Kiến Thư cười cười nói. Cái gì mà giám đốc, chỉ là lăn lộn kiếm miếng cơm mà thôi, chú cũng đừng khen ngợi cháu như vậy. Cháu thật sự cảm thấy hai chân nặng như chì, thế nhưng chú khen ngợi như vậy cũng không khỏi làm cháu sinh ra cảm giác lâng lâng muốn bay lên. Tào Kiến Thư bắt tay với Cát Chấn Điền, sau đó hắn cười hì hì vươn tay với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, công ty cầu đường chúng tôi xin miếng cơm trên địa bàn của anh, sau này kính mong chủ tịch Vương quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Tào Kiến Thư, hắn khẽ cười nói. Giám đốc Tào đầu tư xây dựng ở thành phố Đông Bộ chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. Hai người khẽ bắt tay nhau, gương mặt vui tươi hớn hở giống như chỉ hận gặp mặt quá muộn. Chú Cát, cháu giới thiệu cho chú hai vị chuyên gia, chính là hai ngôi sao sáng trên bầu trời xây dựng cầu đường trong nước chúng ta. Công ty Tây Hưng chúng cháu sở dĩ có được thành tích như hôm nay, thật sự không thể nào tách rời sự giúp đỡ nhiệt tình của bọn họ. Tào Kiến Thư chỉ về phía hai người đàn ông hơn 50 tuổi sau lưng, sau đó cười nói. Hai người đàn ông nghe thấy Tào Kiến Thư giới thiệu về mình thì nhanh chóng tiến lên hai bước, nhưng khi người đàn ông đứng trước một bước chân khẽ quay đầu lại nhìn, người đàn ông phía sau nhanh chóng dừng bước. Vương Tử Quân nhìn động tác không đồng nhất của hai người đàn ông trước mắt, trong lòng không khỏi xuất hiện một cảm xúc khác lạ. Xem ra dù ở bất kỳ lĩnh vực gì, chỉ cần có người là có giang hồ. Chú Cát, đây là giáo sư Liễu Sinh, là chuyên gia nổi tiếng của Hiệp hội xây dựng cầu đường trong nước, là một người có quyền uy rất lớn trên phương diện xây dựng cầu đường, chính là một cố vấn của công ty Tây Hưng chúng cháu. Tào Kiến Thư xem như hồn nhiên không thấy hành động của hai vị chuyên gia, hắn chỉ về phía người đàn ông có hơi hói đầu ở phía trước rồi giới thiệu cho Cát Chấn Điền. Cát Chấn Điền vươn tay nói. Giáo sư Liễu, tôi đã nghe qua đại danh của ngài, trước nay ngài từng tham dự nhiều hội thảo trọng điểm của quốc gia. Sau này mong giáo sư chỉ bảo nhiều hơn trong công tác xây dựng cầu đường của tỉnh Sơn Nam. Liễu Sinh vội vàng duỗi hai tay ra đón chào, hắn cùng bắt tay với Cát Chấn Điền, lại cười nói. Chủ tịch Cát quá khách khí rồi, chỉ cần quý tỉnh có gì cần, tại hạ nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Sau khi giới thiệu xong giáo sư Liễu Sinh, Tào Kiến Thư lại giới thiệu người đàn ông còn lại. Người này cao hơn Liễu Sinh một chút, cũng mập hơn một chút, thế nhưng danh tiếng lại kém hơn. Cũng là một chuyên gia cầu đường trong nước, tên là Triệu Nhất Bình. Nhìn Cát Chấn Điền nói chuyện vui vẻ với hai người Liễu Sinh, Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác rét run. Hắn biết rõ tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là vì một mục đích, chính là muốn thông qua nghi thức này để thúc đẩy vấn đề kiểm tra chất lượng con đường Trần Vũ đi qua huyện Cảnh Tùng, xem như mai táng vấn đề kiểm tra chất lượng trong bầu không khí vui vẻ. Người ta có kịch bản tốt, có diễn viên giỏi, còn có một số lượng khán giả rất đông. Tất cả được chuẩn bị rất tỉ mỉ, tất nhiên sẽ được tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, bí thư huyện ủy Vu Thế Tiến là người chủ trì hội nghị, hắn tuyên bố lễ thông xe chính thức bắt đầu. Một người ngồi bên cạnh bí thư Vu Thế Tiến bắt đầu dùng tiếng bản địa của huyện Cảnh Tùng để thông báo cho nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh phó chủ tịch tỉnh Cát Chấn Điền, giám đốc sở giao thông công tránh Trần Diệu Thăng và chủ tịch Vương, đồng thời cũng tỏ ra cảm tạ công ty cầu đường Tây Hưng đã thi công con đường Trần Vũ qua huyện Cảnh Tùng. Vu Thế Tiến nói không nhiều thế nhưng rất dõng dạc và khí phách, chỉ cần vài câu đã đưa nghi thức thông xe tiến lên tầm cao mới. Người đại biểu cho công trình không phải là Tào Kiến Thư, lại là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, tình huống người này tiến lên phát biểu cũng đã được sắp xếp sẵn rất tốt. Vương Tử Quân lần đầu tiên thấy mặt người này, nhưng khi nghe Vu Thế Tiến giới thiệu người này chính là Tổng Giám đốc Pháp Nhân của công ty Tây Hưng, Vương Tử Quân chợt nhìn về phía Tào Kiến Thư theo bản năng. Tào Kiến Thư kia thật sự là một kẻ có đầu óc, tuy đối phương là giám đốc pháp nhân nhưng thực tế chẳng khác gì con rối. Lấy con rối ra để miêu tả về vị giám đốc kia là cực kỳ phù hợp, vì có chuyện gì xảy ra thì hắn ta sẽ chính là người đứng ra chịu tội thay. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy thủ đoạn phòng ngừa chu đáo của Tào Kiến Thư là rất hèn mọn, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận nó rất hiệu quả. Nắm quyền nhưng không gánh trách nhiệm, sắp xếp này là rất tốt. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
giáo sư Liễu Sinh là khách mời đặc biệt bắt đầu đứng lên phát biểu. Trong lúc lên tiếng, giáo sư Liễu bắt đầu tán thưởng con đường được xây dựng với chất lượng cao vời, hàng loạt số liệu được vị giáo sư này nói ra giống như suối phun làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể không tin. Chủ tịch Vương, hy vọng sau này ngài quan tâm nhiều hơn đến công ty Tây Hưng chúng tôi. Con người của tôi có khá nhiều vấn đề, thế nhưng lại có vài phương diện đáng khen, chính là có tình có nghĩa, có thể không tiếc mạng sống vì bạn bè. Tào Kiến Thư cười cười, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu không nói gì, Tào Kiến Thư lại tiếp tục. Chủ tịch Vương, giáo sư Liễu là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng cầu đường trong nước, hơn nữa còn là giáo sư Đại học Tây Kinh, có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Giáo sư Liễu nói một hai câu ở phương diện xây dựng cầu đường, chắc chắn sẽ có uy tín hơn gấp chục lần những người khác. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Tào Kiến Thư, hắn vừa định mở miệng thì giáo sư Liễu Sinh ở trên đài đã dùng giọng cực kỳ khí thế nói. Nếu muốn giàu thì phải làm đường, khi quan điểm này ngày càng xâm nhập nhân tâm thì độ quan trọng của sự việc lại càng được nhiều người tiếp nhận. Theo công tác thống kê sơ bộ, những công trình cầu đường năm nay đã tăng gấp đôi năm ngoái, tất nhiên những con đường như vậy sẽ mang đến sức sống mới cho địa phương nó đi qua. Khi số công trình cầu đường tăng tiến theo thời gian thì chất lượng công trình càng được chú trọng, càng trở thành một vấn đề làm cho người ta khó thể nào bỏ qua được. Chương 595, nâng lên cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng. Công ty Tây Hưng là nhà thầu xây dựng con đường Trần Vũ qua địa phận huyện Cảnh Tùng, tôi cảm thấy tất cả đều phù hợp quy hoạch, ở phương diện chất lượng. Chất lượng không phù hợp. Khi giáo sư Liễu chuẩn bị nói, phương diện chất lượng cực kỳ phù hợp yêu cầu đề ra thì một âm thanh chói tai vang lên trong đám người. Âm thanh này được truyền đến bằng loa phóng thanh, nghe rất chói tai. Tào Kiến Thư đang cười cười nói chuyện với Vương Tử Quân cũng không ngờ sự kiện thông xe hôm nay lại xuất hiện sự việc như vậy, hắn có chút sững sốt, sau đó trợn mắt nhìn qua Vu Thế Tiến. Hai người Tào Kiến Thư và Vu Thế Tiến đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt Vu Thế Tiến cũng không phải chỉ là cực kỳ khó coi. Những ngày qua hắn là người chỉ đạo chủ bị công tác thông xe, không ngờ lại xuất hiện cục diện này, tất nhiên nó làm cho hắn mất hết mặt mũi. Năng lực khống chế không tốt sẽ là công tác bất lực, tại sao lại có người công khai quấy rối ở trường hợp này? Căn bản không cần Vu Thế Tiến phân phó, đã có vài người chạy về phía phát ra âm thanh. Khi đám người đang rối loạn, có một người cầm loa phóng thanh chạy đến, hắn vừa chạy vừa lớn tiếng nói. Công ty Tây Hưng xây dựng đường Trần Vũ luôn cắt xén nguyên vật liệu, không những dùng những nguyên vật liệu với chất lượng kém nhất, hơn nữa khi xây dựng còn không chấp hành đúng quy trình. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông đang cầm loa hét lớn mà không khỏi nhíu mày, vì người đó chính là Trần Hiểu Ba. Trần Hiểu Ba không phải đã được mình sắp xếp tốt rồi sao? Thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Khi Vương Tử Quân nhíu mày thì Triệu Quốc Lương đi đến bên cạnh, hắn khẽ nói. Chủ tịch Vương. Vừa rồi giám đốc khách sạn Đông Bộ gọi điện thoại đến nói Trần Hiểu Ba đã trốn mất. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, hắn không nói gì, nhưng Triệu Quốc Lương biết chủ tịch Vương đang rất mất hứng. Trần Hiểu Ba còn chưa kịp nói thêm thì đã bị hai người tiến lên giữ chặt, loa phóng thanh trong tay cũng bị người ta cướp mất. Tôi nói cho các người biết, con đường này làm không ra gì, không bao lâu nữa sẽ nát như tương. Trần Hiểu Ba vừa cố gắng giữ lấy chiếc loa phóng thanh vừa gào lên về phía đám người. Nhưng đối mặt với 7-8 tên thanh niên trai tráng thì Trần Hiểu Ba căn bản không có sức chống trả, hắn còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị người ta khống chế, bản thân cũng bị người ta kéo ra ngoài. Vẻ mặt Cát Trấn Điền thật sự không tốt đẹp gì, Trần Hiểu Ba giống như lên tiếng vạch trần bộ mặt một tên trộm lẩn trong đám người, lời nói vừa rồi giống như một đứa trẻ không chút cố kỵ, chỉ cần một câu như vậy đã xem như rạch mặt lẫn nhau, mất đi tất cả thiên cơ, như vậy phải làm sao bây giờ? Chủ tịch Cát, chủ tịch Vương. Người vừa lớn tiếng la lối là một kẻ tâm thần, trước đó vừa chạy khỏi bệnh viện tâm thần. Chúng tôi không làm tốt công tác, vì thế mới để cho hắn trà trộn vào trong đội ngũ tham gia nghi thức thông xe lần này. Vu Thế Tiến nhìn thoáng qua Cát Trấn Điền, sau đó khẽ lên tiếng kiểm điểm với Vương Tử Quân và Cát Trấn Điền. Cát Trấn Điền không mở miệng, Vương Tử Quân chỉ khẽ gật đầu. Hắn dù biết Trần Hiểu Ba đều nói những lời cực kỳ đúng đắn, thế nhưng tình huống này hắn là một vị chủ tịch thành phố. Vấn đề lớn nhất chính là bảo đảm sự ổn định, nếu như có chuyện gì xảy ra sẽ chẳng có gì tốt cho sự việc lần này. Chủ tịch Cát, chuyện này để nói sau. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Cát Trấn Điền rồi khẽ nói. Cát Trấn Điền khẽ gật đầu, hắn là phó chủ tịch tỉnh, hắn tất nhiên phải có tâm tính cao vời. Thế là hắn khẽ gật đầu,
sau đó nghi thức tiếp tục được tiến hành. Nhưng có tình huống như vậy xảy ra thì dù là người chủ trì hay người đến tham gia nghi thức cũng không còn bao nhiêu hào hứng, Cát Chấn Điền phát biểu vài lời xem như kết thúc trong qua loa đại khái. Cuối cùng nghi thức thông xe con đường Trần Vũ qua huyện Cảnh Tùng được kết thúc trong tình huống đầu voi đuôi chuột. Chủ tịch Tử Quân, công tác ở thành phố Đông Bộ cần phải tăng cường mạnh mẽ hơn. Cát Chấn Điền ngồi trong phòng khách của nhà khách huyện Cảnh Tùng, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi dùng giọng chân thành đáp. Chủ tịch Cát, hôm nay vốn là một sự kiện ủng hộ nhân tâm, chúng tôi không làm tốt công tác, sau khi quay về tôi nhất định sẽ xem xét lại thật kỹ, ngăn chặn những sự kiện như vậy phát sinh. À, chủ tịch Tử Quân, cũng không cần xé bé ra to, có một số việc chỉ là ngẫu nhiên phát sinh mà thôi. Không phải các cụ đã từng nói, Gia Cát cả đời cẩn thận nhưng cuối cùng lại mất nhai đình, chúng ta làm việc cố gắng sao cho tốt nhất, thế nhưng lại có bao nhiêu chuyện coi như hoàn hảo. Tên vị trí của anh thì chú trọng nắm chặt buông khẽ, giơ lên cao mà hạ xuống nhẹ nhàng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy Cát Chấn Điền nói lời hai nghĩa nhưng hắn vẫn cảm thấy ý nghĩa của nó là rất hay. Chủ tịch Cát, nghe ngài nói chuyện một buổi giống như học tập cả chục năm, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của ngài. Cát Chấn Điền khẽ gật đầu nói tiếp. Gần đây tỉnh Sơn Nam chúng ta có thay đổi lãnh đạo cấp tỉnh, tuy Bí Thư Hào Nhất Phong trước kia là chủ tịch tỉnh chúng ta. Thế nhưng điều mà các lãnh đạo lúc này chú trọng nhất và muốn được thấy nhất chính là tính hài hòa và ổn định đại cục. Không làm tốt công tác cơ sở thì trời rung đất chuyển, chỉ có ổn định mới có thể phát triển, chỉ có ổn định thì chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý xây dựng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn tất nhiên hiểu ổn định là thứ gì, vì vậy cũng không nói nhiều lời mà mỉm cười gật đầu xưng vâng. Vu Thế Tiến ngồi ở gần bên, lúc đầu vẻ mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Lúc này đã chậm rãi khôi phục lại. Vương Tử Quân nghe và hiểu rõ lời nói của Cát Chấn Điền, hắn tất nhiên cũng hiểu rất rõ ràng. Cát Chấn Điền nói đến vấn đề ổn định, nói rằng dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thực tế chính là đang giải vây trách nhiệm cho Vu Thế Tiến. Vu Thế Tiến cũng không quan tâm đến câu nói dù có cẩn thận thế nào cũng có sai sót, hắn chỉ động lòng khi Chủ tịch Cát nói đến vấn đề ổn định đại cục. Ổn định là cái gì? Vu Thế Tiến thấy ổn định chính là không để xảy ra chuyện. Đây chính là ý nghĩa thứ hai trong lời nói của Chủ tịch Cát với Vương Tử Quân. Cát Chấn Điền không hy vọng gặp chuyện không may, Vương Tử Quân nếu muốn động đến huyện Cảnh Tùng thì phải tự định giá lại xem có đáng hay không. Chủ tịch Cát nói rất hay, tôi đồng ý với quan điểm cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót. Hôm nay một người bệnh tâm thần đến quấy rối, tôi cảm thấy nó không là gì cả, chất lượng con đường Trần Vũ đã quá rõ ràng, cho dù người kia có nói rách hỏng cũng không ai tin. Liễu Sinh ngồi bên trái Cát Chấn Điền. Hắn dùng giọng điệu với ngôn từ chính xác nói. Liễu Sinh là chuyên gia được người ta mời đến áp trận, tất nhiên sẽ nói rất chuyên nghiệp và đạo đức. Hắn dù không điều tra cẩn thận, thế nhưng hắn hiểu người ta bỏ tiền mời mình, như vậy mình phải chống đỡ tình huống, nếu không sau này còn ai mời mình nữa. Chuyên gia Triệu Nhất Bình đi theo Liễu Sinh cũng mỉm cười phụ họa. Tôi đồng ý quan điểm của giáo sư Liễu, chủ tịch Cát, tôi cảm thấy cơ quan chính quyền vừa chú ý dân ý, lại vừa chú trọng khoa học. Nói có vấn đề thì phải có chứng cứ rõ ràng, không thể dựa vào vài lời nói của kẻ điên mà sinh ra nghi ngờ lung tung. Hai người Liễu Sinh và Triệu Nhất Bình kẻ sướng người họa làm cho Tào Kiến Thư cảm thấy vui sướng, cảm thấy 100.000 mình bỏ ra chẳng phải phí công vô ích. Tuy mỗi ngày 100.000 thế nhưng xem như giao tốt dùng đúng việc, những lời nói phát ra từ miệng hai người kia cũng không làm cho mình thất vọng. Chủ tịch Cát, Chủ tịch Vương, sai lầm hôm nay là trách nhiệm của huyện Cảnh Tùng. Sau khi chuyện này xảy ra, huyện Cảnh Tùng chúng tôi nhất định sẽ đẩy mạnh công tác tập trung trách nhiệm. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh học tập, để cho cán bộ toàn huyện có ý thức mới về trách nhiệm, tiến thêm một bước trong công tác phục vụ dân sinh. Vu Thế Tiến rất biết cách nắm cơ hội, sau khi hai người Liễu Sinh nói xong thì nhanh chóng tỏ thái độ. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Cát Chấn Điền. Lúc này Cát Chấn Điền tập trung tán thưởng về hoạt động của huyện Cảnh Tùng. Nói rằng huyện Cảnh Tùng nên nắm chặt công tác đẩy mạnh học tập, không thể làm cho hay cho đẹp, không nên đi ngang qua sân khấu rồi bỏ mặc cho nó tự phát triển. Sau khi dùng cơm ở huyện Cảnh Tùng, Cát Chấn Điền và Giám đốc Trần Diệu Thăng Sở Giao thông Công Tránh cùng nhau rời khỏi huyện Cảnh Tùng. Vương Tử Quân tiễn chân đám người Cát Chấn Điền rời khỏi địa phận thành phố Đông Bộ, sau đó để anh Đồng lái xe về thành phố Đông Bộ. Chủ tịch Vương, tôi không làm tốt công tác, vì vậy để cho khách trốn ra ngoài. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, lúc này giám đốc Nhâm Vĩnh Cách của khách sạn Đông Bộ đã chờ sẵn,
hắn nhanh chóng dùng giọng kính sợ nhận trách nhiệm. Vương Tử Quân khoát tay áo dùng giọng không quan tâm nói. Tay chân của người ta cũng không mọc trên người anh ấy bỏ đi thì cũng không liên quan đến anh. Nhâm Vĩnh Cách nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì sợ đến mức toàn thân phát lạnh, hắn là người lăn lộn cơ quan nhiều năm, hiểu rõ chuyện xảy ra trong quan trường. Nếu phạm sai lầm giác ngộ, nếu lãnh đạo mở miệng mắng chửi như bão táp mưa sa thì căn bản sau đó sẽ thấy cầu vồng, nhưng nếu lãnh đạo lạnh nhạt không quan tâm, ngược lại còn mở miệng an ủi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, điều này nói rõ lãnh đạo vẫn đang canh cánh trong lòng. Chương 596, một chính trị chú ý đại cục và kỷ luật. Nhâm Vĩnh Cách giống như gặp phải đại địch, hắn ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Từ khi Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ, hắn luôn xem Vương Tử Quân là một con thuyền có thể giúp hắn thực hiện những khát vọng lớn. Chỉ cần là những gì Vương Tử Quân sắp xếp thì trước nay hắn luôn chú ý hầu hạ cực kỳ chu toàn, có thể nói là toàn tâm toàn ý, chỉ sợ không làm tốt công tác làm cho lãnh đạo mất hứng. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc thì Nhâm Vĩnh Cách nhanh chóng tìm được cảm giác. Hắn biết rõ nếu bên trên không có ai quan tâm đến anh, lãnh đạo không vừa mắt anh, như vậy anh sẽ biến thành một kẻ đứng ngoài rìa, rất khó thi triển khát vọng chính trị của mình. Xem ra lần này dù hắn có cẩn thận cách mấy cũng xem như có sơ sót. Chủ tịch Vương, chuyện này là tôi không hoàn thành trách nhiệm, mong chủ tịch cho tôi một cơ hội. Ngài cứ yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng tăng cường trách nhiệm, đảm bảo sẽ không cho bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kính sợ của Nhâm Vĩnh Cách. Hắn dùng giọng ôn hòa nói. Việc đã qua, anh nhớ kỹ lần sau đừng tái phạm là được. Nhâm Vĩnh Cách vội vàng gật đầu xưng vâng, sau khi nói thêm vài câu với Vương Tử Quân thì nhanh chóng rời đi. Hắn đi được vài phút thì Thái Nguyên Thương đi đến. Lúc này vẻ mặt Thái Nguyên Thương thật sự khó coi như cả muối. Hắn là người đứng đầu văn phòng khối chính quyền thành phố, những năm nay luôn công tác chặt chẽ cẩn trọng, đến nay còn chưa từng xảy ra sai lầm nào. Không ngờ lần này Chủ tịch Vương giao người cho hắn, người này lại chạy đến tham gia nghi thức thông xe ở huyện Cảnh Tùng, sự việc phát sinh náo loạn, tất nhiên sẽ có trách nhiệm của Thái Nguyên Thương. Chủ tịch Vương, sự kiện Trần Hiểu Ba, tôi. Vương Tử Quân không chờ Thái Nguyên Thương nói hết lời, hắn khoát tay nói. Nguyên Thương, chuyện này không liên quan gì đến anh, hơn nữa Trần Hiểu Ba chạy đến gây rối cũng không phải là một chuyện xấu. Vương Tử Quân cười cười, giọng nói có vài phần trầm thấp. Thái Nguyên Thương chợt sững sờ, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì Vương Tử Quân đã nói tiếp. Anh mời bí thư La của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy đến đây, tôi có chuyện cần bàn với anh ấy. Thái Nguyên Thương nghe thấy Chủ tịch Vương yêu cầu mình cho mời bí thư Ủy ban Kỷ luật La Kiến Cường, vẻ mặt hắn khẽ động. Hắn khẽ gật đầu, sau đó vừa định bỏ đi thì đã thấy Vương Tử Quân gọi lại. Nguyên Thương, đừng để bí thư La đến chỗ tôi, anh cầm kết quả giám định này đưa cho bí thư La. Để anh ấy và Ủy ban Kỷ luật điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thái Nguyên Thương tiếp nhận tài liệu Vương Tử Quân đưa đến, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, đó chính là bản giám định của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đông Bộ với Trần Hiểu Ba, kết quả giám định chính là Trần Hiểu Ba không có vấn đề, là một người bình thường. Thái Nguyên Thương hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn gật đầu thật mạnh, sau đó cầm bản kết quả gá âm định rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trong tầng cao nhất của nhà khách huyện Cảnh Tùng, Tào Kiến Thư đang uống trà, Vu Thế Tiến đứng cẩn thận ở bên cạnh, trên mặt còn treo nụ cười nịnh nọt. Anh Vu, huyện Cảnh Tùng các anh nên chỉnh đốn lại cho thật tốt. Anh xem, đây là nhà khách huyện ủy, thậm chí còn không bằng một khách sạn 3 sao ở thủ đô. Tào Kiến Thư miễn cưỡng dựa lên lưng ghế, hắn dùng giọng không chút khách khí nói với Vu Thế Tiến. Vu Thế Tiến xoa xoa bàn tay nói. Giám đốc Tào, chúng tôi đã có kế hoạch, bước tiếp theo sẽ chuẩn bị tu sửa nhà khách huyện ủy. Ngài cứ yên tâm, lần sau ngài đến thì chỗ này sẽ không còn giống như bây giờ nữa. À, bí thư Vu, anh cũng không cần rằng co làm gì, huyện Cảnh Tùng các anh cũng không phải nơi tốt, sau này cơ hội tôi đến đây cũng không nhiều. Tào Kiến Thư phất tay dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Vu Thế Tiến nghe thấy Tào Kiến Thư nói như vậy, hắn là bí thư huyện ủy huyện Cảnh Tùng, tất nhiên trong lòng cũng có chút mất hứng. Nhưng hắn dù sao cũng là cán bộ bò lên từ cơ sở. Lòng dạ sâu sắc hơn rất nhiều so với Tào Kiến Thư. Hắn cười cười nói. Giám đốc Tào, huyện Cảnh Tùng chúng tôi thật sự không là gì với thành phố lớn, thế nhưng chỗ này dân phong thuần phác, non xanh nước biếc, ngẫu nhiên đến du ngoạn cũng rất tốt. Hừ, trong nước thiếu gì các tụ điểm du lịch nghỉ dưỡng, chỗ các anh cũng không phải quá đặc sắc, tôi nên ít đến một chút thì hơn. Tào Kiến Thư khoát tay nói,
trên mặt thật sự có vài phần mất kiên nhẫn. Vu Thế Tiến nhìn thấy vẻ mặt của Tào Kiến Thư thì trong lòng thật sự có vài phần hèn mọn, hắn biết rõ loại người như Tào Kiến Thư tuyệt đối không phải đầu đường xó chợ, nhất định phải trải qua nhiều tình huống và hoàn cảnh khác nhau. Đối phương nếu nói là không quan tâm đến cảnh sắc non xanh nước biếc ở huyện Cảnh Tùng, không bằng đang so đo với Chủ tịch Vương Tử Quân. Cùng vì một tên khốn Trần Hiểu Ba tự nhiên nhảy sổ ra mà mối quan hệ giữa bọn họ có chút vấn đề, miễn cưỡng mãi mới được như lúc này. Chủ tịch Vương có lẽ không nên nắm chặt không chịu buông tha, dù sao thì Chủ tịch Cát cũng đã mở lời biện hộ, ít nhất cũng có vài mạng lưới quan hệ dệt quanh sự việc này. Cho dù Vương Tử Quân là Chủ tịch thành phố Đông Bộ thì cũng không khỏi không bận tâm đến những phương diện kia. Nước quá trong không có cá, người đến nhìn vào chằm chằm sẽ không có tương lai, điều này đã quá rõ ràng, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không phải không hiểu. Nếu như nghi thức thông xe vừa mới qua vài ngày mà Vương Tử Quân đã bắt tay điều tra cầu đường Trần Vũ, như vậy chẳng khác nào tát vào mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Cát sẽ không chịu ngồi yên. Vu Thế Tiến cười cười, hắn rót trà cho Tào Kiến Thư, sau đó nói tiếp. Giám đốc Tào, hai người chúng ta xem như là người quen cũ, ngài là người quan hệ rộng, mánh khóe thông thiên, bạn bè nhiều. Tôi có vài việc căn bản không dám nghĩ, thế nhưng nếu đó là ngài, chỉ sợ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng động tay động chân mà thôi. Tào Kiến Thư nhìn thoáng qua Vu Thế Tiến, sau đó nở nụ cười đắc ý. Trong lòng hắn hiểu rõ Vu Thế Tiến muốn làm gì, thế nhưng hắn cũng không chán ghét, thậm chí có thể nói là hắn rất hưởng thụ loại cảm giác người ta hạ mình cầu xin như thế này. Giám đốc Tàu, tôi đã công tác ở thành phố Đông Bộ này hơn nửa đời người, đã 8 năm công tác ở huyện Cảnh Tùng, thật sự có cảm tình rất sâu với địa phương này. Nhưng người thường đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, dù thế nào thì ở lâu một chỗ sẽ sinh ra cảm giác phiền chán. Vì vậy kính xin giám đốc Tàu nói vài lời tốt về tôi với Phó Chủ tịch Cát, đến thời điểm thích hợp có thể tác động để tôi có thể chuyển chỗ. Vu Thế Tiến vừa nói vừa lấy từ trong cặp của mình ra một bức tranh thư pháp, hắn khẽ mở ra nói. Giám đốc Tào, tôi biết ngài thích tranh thư pháp của Trịnh Bản Kiều, đáng tiếc là chỗ này của chúng tôi không có. Trước đây ít năm tôi trùng hợp có được một bức thư pháp giả của Trịnh Bản Kiều, tuy không đáng tiền nhưng cũng không tệ, bây giờ đưa lên cho anh đánh giá một chút. Chương 596, 2 chính trị chú ý đại cục và kỷ luật. Tào Kiến Thư căn bản không có nghiên cứu gì về tranh thư pháp, lại càng không có hứng thú với tranh của Trịnh Bản Kiều, nhưng hắn lại biết rõ giá trị của tranh Trịnh Bản Kiều trên thị trường hiện tại. Hắn nhìn gương mặt gầy gò của Vu Thế Tiến, trong lòng thầm nghĩ, người này tuy gầy nhưng thật ra trên người lại có khá nhiều thịt béo. Để tôi xem thế nào. Tào Kiến Thư tùy ý mở bức tranh ra nhìn qua, sau đó đặt sang một bên, bộ dạng giống như không quá quan tâm. Hai người Vu Thế Tiến và Tào Kiến Thư lúc này xem như đều đã đạt được mục đích, trên mặt hai người là nụ cười vui vẻ. Sau khi nói chuyện thêm vài câu thì Vu Thế Tiến chuẩn bị cáo từ, đúng lúc này một người vội vàng đẩy cửa đi vào. Khi thấy người kia thì gương mặt Vu Thế Tiến chợt trầm xuống, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương rồi nói. Đi ra ngoài. Bí thư Vu, tôi có. Người đi vào trong phòng là một thanh niên hơn 20 tuổi, bộ mặt hốt hoảng. Tôi đã nói rồi, ra ngoài, có việc gì thì phải biết gõ cửa. Giọng điệu của Vu Thế Tiến rất lạnh lẽo, cặp mắt dài hẹp nhìn chằm chằm, không giận mà sinh uy. Tên thanh niên cố gắng cắn răng, cuối cùng mới đi ra ngoài cửa. Sau khi đóng chặt cửa lại thì bắt đầu gõ cửa. Giám đốc Tào, thư ký của tôi không hiểu chuyện, sau này tôi nhất định sẽ dạy bảo chu toàn hơn. Vu Thế Tiến nói rồi đi về phía cửa. Tào Kiến Thư cười cười mà không nói gì, Vu Thế Tiến thì chuẩn bị bỏ đi. Đúng lúc này cửa phòng lại được mở ra, Trần Quý Tân với gương mặt sốt ruột đi thẳng vào trong. Bí thư Vu, giám đốc Tào, không hay rồi, người của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy vừa đến, không những đem theo Trần Hiểu Ba, còn mang theo cả giám đốc bệnh viện tâm thần huyện Cảnh Tùng. Lúc này trên mặt Trần Quý Tân tràn đầy vẻ sợ hãi, giống như trời sắp sập xuống đến nơi rồi. Người của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy đưa Trần Hiểu Ba và giám đốc bệnh viện tâm thần huyện Cảnh Tùng đi rồi sao? Đây là muốn làm gì? Vu Thế Tiến hiểu rất rõ vấn đề này. Hắn có hơi ngây ngốc, sau đó đưa mắt nhìn Tào Kiến Thư đang ngồi trên ghế salon. Đối với hắn thì Vương Tử Quân là một con quái vật khổng lồ. Hắn biết mình còn kém xa tình huống có thể đối đầu với Chủ tịch Vương Tử Quân, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào Tào Kiến Thư mà thôi. Tào Kiến Thư có chút sững sốt, vẻ mặt cũng trở nên âm trầm. Hắn cảm thấy những gì mình thể hiện đã chứng tỏ thực lực mạnh mẽ của bản thân, dù là Vương Tử Quân không nói chuyện tình cảm cũng không dám động vào sự kiện cầu đường Trần Vũ.
nhưng lúc này Tào Kiến Thư mới cảm thấy mình đánh giá thấp Vương Tử Quân, đối phương không động vào cầu đường Trần Vũ, lại bắt đầu từ chính bản thân Trần Hiểu Ba. Tào Kiến Thư hoàn toàn tin tưởng vì giám đốc bệnh viện tâm thần huyện Cảnh Tùng căn bản không thể nào chịu nổi thủ đoạn xử lý án của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy. Chuyện gì xảy ra? Vu Thế Tiến thấy Tào Kiến Thư không mở miệng thì trầm giọng hỏi Trần Quý Tân. Bí thư Vu, nghe nói người nhà của Trần Hiểu Ba tố cáo bệnh viện tâm thần huyện Cảnh Tùng, yêu cầu bệnh viện tâm thần thành phố Đông Bộ cho ra giám định, kết quả là Trần Hiểu Ba hoàn toàn bình thường. Bây giờ bệnh viện tâm thần huyện Cảnh Tùng không những cho ra giám định Trần Hiểu Ba có bệnh, hơn nữa còn tiếp tục nhốt anh ta vào trong khu chữa bệnh, điều này làm cho người nhà anh ấy cảm thấy có vấn đề. Cái quái gì mà người nhà của Trần Hiểu Ba cảm thấy có vấn đề? Rõ ràng là chủ tịch Vương kia thấy có vấn đề, nếu không thì ủy ban kỷ luật thị ủy cũng không cho ra hành động nhanh chóng như vậy. Vẻ mặt Tào Kiến Thư trở nên cực kỳ âm trầm, hắn hiểu sự kiện giám định bệnh tình của Trình Hiểu Bình chỉ là một lời chỉ dẫn mà thôi, chỉ là một ngòi nổ, nếu như nắm chặt lấy đó thì đám người bọn họ sẽ bị xách đầu lôi ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó bọn họ giống như có hét lên rằng cầu đường Trần Vũ không có vấn đề thì có thể thế nào. Chỉ cần bắt giữ những quan viên nhận hối lộ khi xây dựng con đường Trần Vũ, không cần suy đoán cũng có thể biết được chất lượng của con đường này là như thế nào. Xem ra chính mình suy nghĩ sự việc lần này có chút đơn giản, Tào Kiến Thư nhìn thoáng qua Vu Thế Tiến, sau đó khẽ nói. Bí thư Vu, anh cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải tìm người gánh vác chuyện này. Vu Thế Tiến trầm ngâm giây lát, sau đó bàn tay khẽ đấm xuống bàn. Bây giờ không phải là lúc tính toán với Tào Kiến Thư, nếu không đồng tâm hiệp lực thì kết quả của bọn họ sẽ rất thảm thương. Tìm ai gánh vác bây giờ? Tào Kiến Thư lại đưa mắt nhìn Vu Thế Tiến rồi trầm giọng hỏi. Vu Thế Tiến nhìn Tào Kiến Thư, hắn dùng giọng trầm thấp nói. Trần Hiểu Ba là người của cục cầu đường, chủ tịch Trần, anh thông báo cho cục trưởng Đinh Phúc Minh, anh ta sẽ biết nên làm thế nào. Trần Quý Tân có thể tiến lên vị trí chủ tịch huyện cũng là nhờ sự giúp đỡ của Vu Thế Tiến. Vu Thế Tiến nhìn Trần Quý Tân bỏ đi mà trong lòng có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên cảm thấy người trợ thủ của mình có gì đó hơi ngốc, một vấn đề nhỏ nhặt như vậy lại chạy đến đây khơi ra làm cho mình đứng ngồi không yên. Nhưng năm xưa Trần Quý Tân có thể tiến lên làm chủ tịch huyện cũng không phải vì đối phương nhất nhất nghe lời mình sao. Vu Thế Tiến chợt cười khổ, sau đó thu nạp tất cả tâm tư của mình. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, Vu Thế Tiến trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Tào Kiến Thư. Giám đốc Tào, chỉ sợ sự việc lần này khó thể chấm dứt được. Tào Kiến Thư dù là người không có kinh nghiệm đối nhân xử thế bằng Vu Thế Tiến, thế nhưng hắn cũng biết sự việc lần này căn bản là rất khó. Hắn dù tìm được người gánh tội thì sơ hở vẫn bày ra rõ ràng, hầu như Vương Tử Quân muốn đánh lúc nào cũng được. Vậy anh nói xem nên làm sao bây giờ? Tào Kiến Thư dùng giọng có chút vội vàng sao động nói. Giám đốc Tào, anh có biện pháp di rời vị trí của Vương Tử Quân hay không? Vu Thế Tiến dương mắt nhìn Tào Kiến Thư rồi trầm giọng nói. Tào Kiến Thư rất muốn nói mình có thể, thế nhưng thực tế thì hắn căn bản không có năng lực kia. Tuy hắn rất không muốn biểu hiện năng lực của mình chỉ có hạn, thế nhưng hắn cũng biết rõ lúc này không phải thời điểm tự đắc khoe khoang, vì vậy mới mở miệng nói. Không thể. Giám đốc Tào, ngài nắm chắc lần này có thể đối phó với quá trình điều tra của Vương Tử Quân không? Vu Thế Tiến ép sát từng bước, hắn lên tiếng hỏi. Không thể. Lúc này Tào Kiến Thư căn bản không cần suy xét mà trực tiếp trả lời Vu Thế Tiến. Giám đốc Tào, anh cảm thấy chúng ta ngồi chờ chết sẽ có kết quả gì không? Vu Thế Tiến khẽ gõ gõ bàn rồi nói tiếp. Tào Kiến Thư đã hiểu ý của Vu Thế Tiến, trên mặt hắn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Bí thư Vu, anh muốn nói gì thì tôi cũng hiểu, nhưng này bí thư Vu, anh cũng biết rõ tôi và công ty Tây Hưng không có quan hệ gì cả. Tôi không phải là pháp nhân của công ty, tôi căn bản không có chức vụ gì trong công ty cả. Chương 596, 3 chính trị chú ý đại cục và kỷ luật. Vu Thế Tiến thầm mắng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử ngươi xem như đã chuẩn bị khá tốt, lúc này muốn chơi trò vò mẻ lại sức, muốn đẩy chúng tôi ra gánh trách nhiệm sao? Hừ, còn lâu, không có cửa đâu. Thế là hắn cười cười nói. Nếu như giám đốc Tào đã nói như vậy, tôi cũng không còn lời gì để nói. Thế nhưng, giám đốc Tào, có một số việc một khi đã làm cũng không phải mất đi tất cả chứng cứ, ngài thấy sao? Tào Kiến Thư nhìn Vu Thế Tiến, trong lòng sinh ra cảm giác muốn kéo người này vào trong miệng mà cấu xé cho hả giận. Nhiều năm trôi qua căn bản chưa từng có ai uy hiếp mình, bây giờ hắn đi xuống một huyện nhỏ xa xôi,
lại bị một vị bí thư huyện ủy mà trước đó mình căn bản không quan tâm mở miệng công khai uy hiếp. Nhưng cuối cùng Tào Kiến Thư cũng phải nuốt câu mắng chửi sắp ra khỏi miệng vào trong bụng, hắn biết rõ mình và Vu Thế Tiến kết giao với nhau thật sự là không bị kiềm chế. Nếu như để cho Vu Thế Tiến có được manh mối hay chứng cứ, chỉ sợ cực kỳ bất lợi cho mình. Anh Vu, chúng ta là những con trâu chấu trên một sợi dây, nếu như họ Vương kia truy cứu trách nhiệm, tuy chúng ta không chạy thoát, thế nhưng cũng không thể không vùng vẫy một chút. Càng là lúc này thì chúng ta càng cần đồng tâm hiệp lực, không phải sao? Tào Kiến Thư trầm ngâm giây lát, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nói. Lúc này nụ cười nịnh nọt trên mặt Vu Thế Tiến vừa biến mất lại xuất hiện, hắn cười cười nói với Tào Kiến Thư. Giám đốc Tào nói đúng, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Bí thư Vu, anh là người thành phố Đông Bộ, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Tào Kiến Thư thở dài một hơi, sau đó khẽ nói với Vu Thế Tiến. Cúi đầu với Chủ tịch Vương. Vu Thế Tiến trịnh trọng nói ra những suy tính trong lòng mình. Cúi đầu với Vương Tử Quân, Tào Kiến Thư tất nhiên sẽ không vì Vu Thế Tiến cúi đầu mà cúi đầu theo. Vu Thế Tiến là bí thư huyện ủy huyện Cảnh Tùng, cho dù Vương Tử Quân không nắm trong tay bất kỳ thứ gì bất lợi, thậm chí chỉ cần Vương Tử Quân vẫy tay thì sợ rằng Vu Thế Tiến cũng phải sợ hãi chạy ra nghênh đón, cố gắng leo lên con thuyền lớn của Chủ tịch Vương. Vu Thế Tiến sẽ không có vấn đề, mà vấn đề chủ yếu chính là Tào Kiến Thư, thế cho nên hắn cắn răng trầm giọng nói. Bí thư Vu, trước đó chúng ta đánh giá quá thấp Chủ tịch Vương, anh cũng biết đấy, nếu chúng ta có cúi đầu thì chưa chắc Chủ tịch Vương đã quan tâm. Đó là vì chúng ta không đủ thành tín. Vu Thế Tiến cười khổ nói. Giám đốc Tào, tôi thấy lúc này chúng ta nên mời Chủ tịch Vương nói ra điều kiện là vừa. Tào Kiến Thư cắn cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Sau khi Đinh Phúc Minh được đưa đi, Vương Tử Quân lại gặp mặt Vu Thế Tiến và Tào Kiến Thư trong phòng làm việc của mình. Lúc này Tào Kiến Thư luôn cúi đầu không nói lời nào, còn Vu Thế Tiến lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Chủ tịch Vương, giám đốc Tào rất có cảm tình với thành phố Đông Bộ, vì giúp đỡ xây dựng huyện Cảnh Tùng. Anh ấy quyết định giúp đỡ huyện Cảnh Tùng chúng tôi nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Anh ấy chuẩn bị đầu tư vào 10 triệu giúp đỡ huyện Cảnh Tùng chúng tôi xây dựng 100 km đường nông thôn. Vu Thế Tiến nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân uống trà mà không nói gì, ánh mắt nhìn thoáng qua Vu Thế Tiến và Tào Kiến Thư. Vu Thế Tiến cắn răng nói tiếp. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy huyện Cảnh Tùng chúng tôi nên tích cực đồng ý nghĩa cử đẹp của giám đốc Tào. Nên nắm chắc công tác làm đường nhựa ở nông thôn. Huyện chúng tôi cũng đã chuẩn bị tài chính, đảm bảo nửa năm sau sẽ hoàn công những con đường được xây dựng trong huyện. Vương Tử Quân vẫn không nói lời nào, hắn vẫn uống trà. Tào Kiến Thư nãy giờ luôn cúi đầu, hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt có vài phần bạo ngược. Chủ tịch Vương, 10 triệu đã là con số cực hạn mà công ty Tây Hưng chúng tôi có thể bỏ ra được. Chúng tôi tuy có chút vấn đề, thế nhưng dù sao cũng phải có một con đường sống chứ. Vương Tử Quân cười cười nói. Giám đốc Tào đã nói quá rõ ràng, tôi hoàn toàn giơ hai tay tán thành việc thiện của giám đốc Tào. Vu Thế Tiến nhìn gương mặt bình thản của Vương Tử Quân, hắn biết rõ sự việc đang phát triển về phía xấu nhất. Tuy hắn thật sự không cam lòng, thế nhưng hắn vẫn có tinh thần dùng dao cắt đứt cổ tay, hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, những năm qua tình trạng sức khỏe của tôi đã dần kém cỏi, đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy huyện Cảnh Tùng đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Tôi hy vọng tổ chức có thể suy xét tình huống thực tế, để cho tôi có cơ hội được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chuyện này anh nên phản ánh với trưởng phòng tưởng hoặc đi tìm bí thư Đồng thì hay hơn. Vương Tử Quân khoát tay áo, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. Vu Thế Tiến cười cười khổ sở, hắn nhìn Vương Tử Quân buông ly nước mà hiểu sự việc xem như đã xong. Nhưng hắn vẫn thật sự cảm thấy đau lòng vì những gì mà chính mình phải buông ra. Vài phút sau Vu Thế Tiến và Tào Kiến Thư rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này trên mặt Vương Tử Quân vẫn là nụ cười nhạt, hắn nâng ly nước lên, thật sự rất muốn nện xuống thật mạnh. Nhưng cuối cùng Vương Tử Quân vẫn chậm rãi hạ xuống, hắn ngồi trên ghế salon mà lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng đầu óc lúc này lại liên tục vận chuyển như cánh quạt. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi phá tan không gian yên ắng của Vương Tử Quân. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Chào Bộ trưởng Nhiếp. Tiếng cười của Nhiếp Hạ Quân từ đầu dây bên kia truyền đến, lão nói. Sự việc tiến triển thuận lợi đấy chứ. Vương Tử Quân hiểu Nhiếp Hạ Quân nói đến chuyện gì, hắn cười cười nói. Coi như thuận lợi,
nhưng trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Chuyện này giống như những gì tôi đã nói với cậu, thật sự không thoải mái chút nào. Nhưng này Vương Tử Quân, cậu bây giờ là chủ tịch thành phố, không phải là bí thư ủy ban kỷ luật thị ủy, có một số việc cần xuất phát từ đại cục. Hơn nữa ở vị trí của cậu cũng không thích hợp với những tình huống đấu tranh, như vậy sẽ không tốt với cậu. Nhiếp Hạ Quân lúc này khá hào hứng, hơn nữa lão đã rời khỏi tỉnh Sơn Nam, bây giờ nói chuyện với Vương Tử Quân cũng thẳng thắn hơn. Vương Tử Quân hiểu Nhiếp Hạ Quân đang nói những gì, thế nhưng hắn hiểu cũng không có nghĩa là hắn sẽ thỏa hiệp. Hắn gật đầu với lời nói của lãnh đạo. Bí thư Nhiếp, tôi hiểu. Hiểu là tốt rồi, Tử Quân à, càng lên cao thì càng phải nói về phương diện chính trị, có một số việc quá chấp nhất cũng không quá hay, nếu cố chấp không thay đổi thì sẽ rất xấu, bị liệt vào phần tử cổ hủ. Nhiếp Hạ Quân nói đến đây thì thở dài một hơi nói. Tôi đang đọc Sử Thời Minh, thật sự rất cảm khái. Cậu cũng nên xem xét tình huống của hai người Trương Cư Chính và Hải Thụy. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì hai người Trương Cư Chính và Hải Thụy, tuy chỉ nói hai người, thế nhưng khuynh hướng của Nhiếp Hạ Quân lại được biểu hiện trong tình huống đối lập giữa hai người này. Chương 596 4 Chính trị chú ý đại cục và kỷ luật. Bộ trưởng Nhiếp, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đã bố trí, chờ tôi đọc qua sự tích về hai người kia, tôi sẽ ghi ra vài phần cảm tưởng cho ngài xem xét. Vương Tử Quân dùng giọng thoải mái nói. Cảm tưởng, à, tốt, tôi chờ được đọc cảm tưởng của cậu. Tâm tình của Nhiếp Hạ Quân vì câu nói của Vương Tử Quân mà tốt hơn vài phần, hắn cười cười nói tiếp. Tử Quân, nói thật nhé, cậu tức giận cũng không có lý do. Người ta chỉ là rơi vào trong tay của cậu, bây giờ đã bồi thường tiền, cậu cũng đã đồng ý, anh Tào ở thủ đô cũng đã nói sẽ cho Tào Kiến Thư học tập thêm. Tiểu tử cậu xem như đã chiếm hết tiện nghi. Bây giờ lại bắt tôi phải an ủi, như vậy có phải là được tiện nghi còn khoe mẽ không? Nhiếp Hạ Quân nói đến đây thì cười ha hả nói. Nếu như kế hoạch của cậu toàn thắng mà còn cần an ủi, như vậy cậu nói xem tôi biết phải làm sao đây? Vương Tử Quân cười ha hả, chút bóng tối trong lòng tan biến sạch sẽ. Tuyết rơi làm cho thành phố Đông Bộ biến thành màu trắng, nhưng khi ngày Tết đến gần thì các đơn vị ban ngành của thành phố Đông Bộ cũng không thoải mái vì tuyết rơi. Khác biệt là càng đến cuối năm thì càng bận rộn, càng có đủ loại tổng kết. Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn luôn cảm thấy bận rộn nhiều việc, nhưng bây giờ là cuối năm, hắn thật sự cảm thấy mình còn bận rộn hơn ngày thường 3 phần. Vương Tử Quân phải đi kiểm tra công tác của các đơn vị ban ngành trong thành phố, lại phải chịu sự kiểm tra của đảng ủy chính quyền tỉnh, còn có nhiều tổng kết khảo hạch công tác cuối năm. Tất cả giống như một cái lưới ép xuống tất cả ban ngành, lúc này dù là ai muốn thoải mái cũng không thể được. Bình thường các ban ngành trong tỉnh xuống kiểm tra thì chỉ cần phái một vị phó chủ tịch hoặc là thường ủy ra tiếp đón là được. Nhưng đối với những ban ngành có quyền lực như phòng tài chính và sở giao thông công chánh thì Vương Tử Quân là chủ tịch phải bận rộn tiếp đón, cũng phải cố gắng rút thời gian tham gia tiệc rượu. Có những ngày thậm chí hắn phải tham gia 6-7 bữa tiệc rượu, nhưng càng là như vậy thì Vương Tử Quân càng cảm thấy thiếu phương pháp phân thân. Uống rượu thì đều có thức ăn. Nhưng người đến tiếp rượu lại càng làm cho đối phương cảm nhận được mức độ được coi trọng. Trong thành phố Đông Bộ thì Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh là hai người tiếp rượu cấp cao nhất, dù sao thì vị trí của hai người cũng là cao nhất, nếu có bữa tiệc nào đó mà chỉ cần một trong hai người ra mặt, như vậy sẽ làm cho người đến kiểm tra chỉ đạo công tác cực kỳ có thể diện. Nhân gian có câu quan huyện không bằng quan đang nắm quyền, tuy Vương Tử Quân cũng xem như là người có thanh danh trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng thành phố Đông Bộ muốn phát triển. Nếu muốn có được tài nguyên từ trên tỉnh, ngoài tình huống ra tay với các vị lãnh đạo tỉnh, cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của bọn họ. Vương Tử Quân định sẽ về thủ đô vài ngày chăm non Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được. Tuy Mạc Tiểu Bắc ở bên kia không nói gì, thế nhưng Vương Tử Quân cũng có thể căn cứ vào lời nói để biết nàng có chút thất vọng về tình huống mình còn chưa chịu về. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Tuy hắn đã khống chế uống không nhiều, thế nhưng một buổi sáng tham gia 3 bữa tiệc rượu, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng hôm nay Vương Tử Quân uống rượu vào có được giá trị kha khá, ít nhất thì phó chủ nhiệm Nghiêm của Ủy ban Cải cách cũng đồng ý dưới điều kiện ngang nhau sẽ ưu tiên cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Chỉ riêng điều này cũng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy mình uống những ly rượu kia là chính đáng. Chủ tịch, chúng ta đi đâu đây? Anh Đồng thấy Vương Tử Quân leo lên xe thì khẽ hỏi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Đi vài vòng dạo mát, sau đó quay về ủy ban thành phố.
Anh Đồng đồng ý một tiếng rồi chậm rãi chạy xe, một khúc nhạc nhẹ vang lên như một con suối nhỏ chảy trên sườn núi. Anh Đồng là lái xe cho Chủ tịch Vương Tử Quân, hắn có thể nói là tận tâm tận lực, vì muốn tìm hiểu thật kỹ về Vương Tử Quân và mỗi ngày hắn đều quan sát kỹ lưỡng, lúc nhàn hạ cũng không quên liên lạc với Chủ tịch xã Thái Thần Bân. Hắn nhờ Thái Thần Bân mà biết được Chủ tịch Vương leo lên xe thích nghe nhạc nhẹ, thế là kéo Triệu Quốc Lương đi tìm vài người làm đĩa, đặc biệt cho người đến thành phố An Dịch làm ra vài chiếc đĩa phù hợp với lãnh đạo. Vương Tử Quân nghe nhạc rồi chậm rãi nhắm mắt, tuy lúc này hắn cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được. Vương Tử Quân không muốn nói gì vào lúc này, hắn lặng lặng thưởng thức nhạc nhẹ vang lên trong xe, những tình xuống xảy ra gần đây lại bùng sóng trong lòng. Bên kia có tranh chấp gì vậy? Sau khi xe chạy vào ủy ban thành phố, Vương Tử Quân thấy có vài người giống như đang tranh chấp thứ gì đó trước cổng ủy ban. Lúc này là cuối năm, nếu không có người đứng ngoài cổng ủy ban cũng xem như không bình thường. Vương Tử Quân rất coi trọng những tình huống chặn cổng kêu oan, vì kiếp trước hắn là một thầy giáo, hắn biết rõ tâm lý của dân chúng. Trong mắt người bình thường thì thị ủy chính là một nơi thần thánh, là nơi không thể tùy ý xông vào. Nếu là người bình thường, nếu không bị ép đến mức không gì hơn được nữa thì sẽ không chạy đến cổng ủy ban để kêu oan. Vì muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người kêu oan, Vương Tử Quân đã triển khai những hoạt động phù hợp trong ủy ban thành phố. Cứ mỗi ngày sẽ có phân công rõ ràng, các vị chủ tịch như Tôn Quốc Lĩnh và Lữ Hạ Cường sẽ dựa theo phân công để tự mình tọa trấn ở phòng văn thư, sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề cho dân. Lúc đầu thị ủy bên kia có phản ứng rất nhạt với sắp xếp của Vương Tử Quân, nhưng cuối cùng phương thức này lại càng được người tiếp nhận. Đồng Quốc Khánh cuối cùng cũng họp thường ủy và quyết định biến nó thành một chế định ở ủy ban thành phố. Anh Đồng cho rằng Vương Tử Quân đang ngủ, thế nên khi nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì cảm thấy trái tim vọt lên cổ họng. Hắn chậm rãi giảm chân ga, sau đó nhìn về phía trước, cuối cùng trầm giọng nói. Chính là một cán bộ trẻ của phòng giáo dục huyện Lâm Hoàn, cậu ta đến tham gia công tác thi tuyển cán bộ lần này, cậu ấy tỏ ra bất mãn vì quy trình tuyển chọn. Vương Tử Quân khẽ động tâm, hắn nhìn thoáng qua đám người vây quanh bên kia, sau đó nói với anh Đồng. Chút nữa anh hỏi thăm Thần Bân xem có chuyện gì xảy ra. Nếu như tiểu tử kia tình nguyện, có thể cho cậu ta đến gặp tôi. Gặp ngài, tiểu tử kia sao lại không muốn? Anh Đồng thầm nói, nhưng hắn chỉ đồng ý một tiếng mà căn bản không nói thêm điều gì khác. Vương Tử Quân quay về phòng, lúc này Triệu Quốc Lương đã pha trà sẵn. Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà, hắn cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút, hắn cầm điện thoại lên nhìn qua, sau đó gọi cho Mạc Tiểu Bắc. Trước kia Mạc Tiểu Bắc đều dùng di động, thế nhưng mẹ vợ của Vương Tử Quân không biết nghe đâu thông tin điện thoại có phóng xạ không tốt cho phụ nữ có thai, thế cho nên điện thoại của nàng đã bị mẹ thu mất. Tuy Mạc Tiểu Bắc trịnh trọng yêu cầu Vương Tử Quân giúp mình kháng nghị chuyện này, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không chút nghĩa khí mà ném qua đầu. Điện thoại không có ảnh hưởng với thai nhi hay không thì Vương Tử Quân không rõ ràng, nhưng con cái lúc nào cũng quan trọng, Vương Tử Quân chỉ có thể hy sinh quyền lợi của nàng mà thôi. Chương 597, một cái răng hô thay đổi tương lai. Còn có thể làm gì nữa? Đang ngủ. Mạc Tiểu Bắc lười biếng vỗ vào miệng của mình, sau đó nàng khẽ nói. Ngủ nhiều một chút sẽ tốt hơn, hai ngày trước Vương Tử Quân gọi điện thoại đến và nhận được giọng nói mơ màng của Mạc Tiểu Bắc. Hắn cảm thấy vợ mình đang ngủ, thật sự xem như quấy rầy giấc mộng đẹp của vợ, như vậy cũng không hay. Ngủ nhiều sẽ có lợi cho phụ nữ có thai. Vương Tử Quân vừa dựa lưng lên ghế vừa khẽ nói với đầu dây bên kia. Mạc Tiểu Bắc một lúc lâu không lên tiếng, đến khi Vương Tử Quân nghĩ rằng Mạc Tiểu Bắc thật sự đã ngủ mất thì nghe thấy một giọng phàn nàn. Mỗi ngày đều ăn ngủ, ngủ ăn, thật sự xem em như một con heo. Vương Tử Quân nghe thấy giọng nói phàn nàn với ngữ điệu ngây thơ của Mạc Tiểu Bắc mà thật sự không nhịn được cười. Lúc này nàng căn bản không thể nào để cho hắn liên hệ đến hình tượng một nữ quân nhân đầy khí thế trước kia được nữa. Vương Tử Quân nói đùa vài câu với Mạc Tiểu Bắc, sau đó đồng ý vài ngày sau sẽ về thủ đô thăm nàng, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tuy cúp điện thoại nhưng trong lòng Vương Tử Quân vẫn rất ngọt ngào, vài tháng sau con của hắn và Mạc Tiểu Bắc sẽ đi vào thế giới này, thậm chí sau đó sẽ có thêm một đứa con thứ hai của hắn sẽ đi vào thế giới này. Vương Tử Quân nghĩ đến Y Phong thì lại cầm điện thoại lên, nhưng hắn không gọi điện thoại được cho nàng. Sau khi thử hai lần thì hắn cúp điện thoại. Lúc này Y Phong đã xuống phương Nam, chủ yếu ở cùng một chỗ với Tần Hồng Cầm. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân còn có chút lo lắng về quan hệ giữa hai người, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện ra những lo lắng của mình căn bản là dư thừa.
Vương Tử Quân vốn chuẩn bị cùng Y Phong qua về huyện Hồng Bắc, dù thế nào thì những chuyện như vây đã xảy ra, hắn vẫn phải dũng cảm đối mặt. Nhưng Y Phong lại có tính toán khác, cuối cùng nàng quyết định mình có thể quay về huyện Hồng Bắc, thế nhưng phải chờ đến khi sinh con xong cái đã. Vương Tử Quân rời vào đường cùng chỉ có thể phó thác Y Phong cho Tần Hồng Cẩm, đây cũng là một biện pháp không còn cách nào khác, vì nếu để Y Phong ở một mình thì hắn căn bản không cam lòng. Vương Tử Quân lắc lắc đầu, hắn cảm thấy men say bừng bừng trong lòng, hắn dựa lưng lên ghế salon, ngay sau đó đã rơi vào giấc ngủ. Không biết trải qua bao lâu, Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh từ trên ghế. Hắn nheo mắt nhìn đồng hồ trong phòng làm việc, nhìn thấy kim giờ chỉ vào con số 3, hắn ra sức lắc đầu. Tốt bây giờ đang trong giờ làm việc thế nhưng cũng không ai đến kiểm tra chính mình, Vương Tử Quân đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó châm một điếu thuốc bắt đầu hít khói thả xương. Khi hút được một nửa điếu thuốc, Vương Tử Quân nhấc điện thoại lên, nửa phút sau Triệu Quốc Lương đi đến. Vương Tử Quân nghe Triệu Quốc Lương báo cáo một vài việc, sau đó hắn khẽ hỏi. Bây giờ có việc gì khẩn cấp cần giải quyết không? Không có sự việc gì quá gấp. Triệu Quốc Lương mở văn kiện ra xem, sau đó dùng giọng chăm chú nói. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì. Triệu Quốc Lương đứng bên cạnh hắn lại có chút do dự, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Sao vậy, Quốc Lương, có phải có chuyện gì không? Triệu Quốc Lương có hành vi mờ ám, thế nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo, hắn thấy thư ký của mình muốn nói lại thôi, thế là không khỏi trầm giọng hỏi. Chủ tịch, viên cán bộ huyện Lâm Hoàn đến kêu oan muốn gặp ngài. Triệu Quốc Lương có chút do dự, cuối cùng cũng khẽ nói với Vương Tử Quân. Viên cán bộ huyện Lâm Hoàn đến kêu oan, đây là chuyện gì? Vương Tử Quân thật sự có chút khó hiểu, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Triệu Quốc Lương. Sau đó nghe thấy Triệu Quốc Lương lên tiếng. Chủ tịch, là đồng chí có tranh chấp với các đồng chí phòng văn thư khi ngài quay về ủy ban, vừa rồi tôi và anh Đồng đã đi tìm hiểu vấn đề, chuyện là thế này. Triệu Quốc Lương lên tiếng, Vương Tử Quân biết tên cán bộ huyện Lâm Hoàn kia họ Trần, gọi là Trần Hào Vũ. Trần Hào Vũ này cũng giống như tất cả cán bộ trẻ tuổi khác, hắn cũng tham gia hoạt động thi tuyển cán bộ lần này của phòng tổ chức thành phố Đông Bộ. Hơn nữa trong quá trình thi tuyển thì hắn thật sự có thực lực không tầm thường, có thành tích thi viết vĩ đại, hơn nữa lại càng đi đầu trong vòng phỏng vấn ở phía sau. Sau khi thông qua thi viết và phỏng vấn thì căn bản xem như đã là sự việc ván đóng thuyền, thế nhưng kết quả cuối cùng chính là không vượt qua vòng kiểm tra sức khỏe. Cậu ta có bệnh tật gì sao? Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn rồi trầm giọng hỏi Triệu Quốc Lương. Cũng không có vấn đề, nhưng dựa theo quy định số 2 khi kiểm tra sức khỏe. Anh ta có một chiếc răng hô, thế là bị loại theo quy định. Triệu Quốc Lương nói đến lý do này thì không khỏi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Một chiếc răng hô, Vương Tử Quân chợt sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt có vẻ tức giận. Chỉ vì một chiếc răng hô mà cắt đứt tương lai của một con người, hắn cảm thấy điều này cực kỳ không công bằng. Vương Tử Quân cũng không lên tiếng, hắn khẽ gõ lên bàn, sau đó khẽ nói với Triệu Quốc Lương. Anh cho cậu ta đến đây. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Triệu Quốc Lương đồng ý một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Vài phút sau một người thanh niên hơn 20 tuổi đi theo Triệu Quốc Lương vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Người này cao hơn Vương Tử Quân một chút, kết hợp với quần áo biểu hiện ra hình tượng hào hoa phong nhã, thật sự làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Sau khi đi đến trước mặt Vương Tử Quân thì người thanh niên này có chút sững sốt, sau đó cười dùng giọng ân cần nói. Chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân cười cười nói. Cậu chính là cán bộ phòng giáo dục huyện Lâm Hoàn sao? Tôi nghe nói cậu muốn gặp tôi, mời cậu ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện. Trần Hào Vũ ở huyện Lâm Hoàn luôn được gọi là tài tử, hắn cũng thản nhiên tiếp cách xưng hô như vậy, thế cho nên lúc công tác cũng có chút tư tưởng xem thường người khác. Đây chính là khuyết điểm của hắn, nhưng người như hắn thật sự có điểm đáng kiêu ngạo, đó chính là trên phương diện học thức, hắn cảm thấy mình căn bản không kém người nào. Nhưng khi thấy vẻ mặt ung dung của Vương Tử Quân, Trần Hào Vũ cảm thấy trong lòng có chút căng thẳng. Loại cảm giác căng thẳng này không biết đã bao năm rồi chưa từng xuất hiện, nhưng ngày hôm nay nó thật sự xuất hiện trong lòng hắn. Chủ tịch Vương, tôi là Trần Hào Vũ, là cán bộ phòng giáo dục huyện Lâm Hoàn, tôi cảm thấy quy trình tuyển chọn cán bộ lần này thật sự không công bình. Vương Tử Quân nhìn Trần Hào Vũ thở phì phì lên tiếng, hắn cười cười nói. Cậu cảm thấy không công bình. Có phải là vì cái răng hô mà người ta vứt bỏ cậu không? Chủ tịch Vương, cũng không phải là như vậy, răng hô chỉ là một phương diện,
tôi cảm thấy khôn công bình nhất chính là có người ngầm thao tác ở bên trong. Trần Hào Vũ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Vương Tử Quân. Chương 598, một bản lĩnh làm việc thật tốt chính là tư bản. Nhìn vào biểu hiện thì Trần Hào Vũ giống như là một người hướng nội, nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy đối phương chỉ là mặt ngoài hướng nội, hoặc là đối phương giả vờ hướng nội. Còn tại sao người này lại cố gắng làm cho người ta thấy mình là người hướng nội? Vương Tử Quân căn bản không thể biết được, hay đây chính là lòng dạ ẩn nhẫn và nhẫn nại, chính là một người bên trong ẩn giấu ngọn lửa mạnh mẽ, Vương Tử Quân bây giờ thật sự muốn nó bùng phát ra xem như thế nào. Vương Tử Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Trần Hào Vũ, hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới trầm giọng nói. Cậu nói có người thao tác trong bóng tối, cậu có chứng cứ gì không? Chủ tịch Vương, tôi có chứng cứ. Tôi và nhân viên văn phòng huyện ủy Ôn Tắc Thuận cùng báo danh cho một chức vụ. Anh ta nói mình không cần phải thi, đã có người khẳng định chức vụ đó là của anh ta. Lúc đó tôi còn không tin, thế nhưng bây giờ thì căn bản đã tin. Vương Tử Quân khẽ hấp một ngụm trà, hắn cẩn thận quan sát người thanh niên đang chậm rãi nói chuyện trong phòng làm việc của mình. Khi vị trí dần lên cao thì Vương Tử Quân dần học cách nhìn người, Trần Hào Vũ này không có bao nhiêu phần diễn trong quan trường. Không phải là vì Vương Tử Quân khinh thường Trần Hào Vũ, mà thanh niên thường vĩnh viễn không bao giờ nắm được hướng gió. Anh thử nghĩ mà xem, nếu như đội một con heo quay đi cúng mà không tìm được cửa miếu, như vậy sẽ bực bội như thế nào? Cho dù những gì Trần Hào Vũ phản ánh là sự thật thì hảo cảm của Vương Tử Quân với Trần Hào Vũ cũng giảm đi rất nhiều. Vì Ôn Tắc Thuận có thể nói ra những lời như vậy với Trần Hào Vũ thì chứng tỏ hai bên có quan hệ khá tốt, có thể thành thật nói với nhau. Trên quan trường người có thể nói thật là rất ít, vì một chức vụ mà người ta có thể đưa ra chứng cứ của người có quan hệ tốt với mình. Thế cho nên những người như vậy căn bản là không đáng tin. Vì sao không thể ngoan ngoãn nhận mệnh? Khi đối mặt với bất công thì rất nhiều người kiên định cho rằng mình là người có tài mà không gặp thời, chưa từng nghĩ rằng cuộc sống có muôn nghìn vẻ, rất nhiều chuyện nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại là tất nhiên. Anh không tin số mệnh thì vận mệnh sẽ trêu cợt anh, nhìn vào điểm này thì thấy vận mệnh giống như một vị hoàng đế bạo quân, giống như hoàng quyền thống trị thần dân. Tất cả những tiểu binh tiểu tốt không phải là người nắm bánh xe quyền lực, thế nhưng bọn họ lại là người đi dưới bánh xe, thế cho nên anh chỉ có thể đi cùng bánh xe về phía trước, không có quyền chủ động lựa chọn quyền lực. Vương Tử Quân biết rõ người thanh niên trước mặt chắc chắn không tin tưởng vào số mệnh, không tin vận mệnh thống nhất tất cả, điều này là cực kỳ bình thường. Anh có thể thống nhất thời gian ăn ngủ, nhưng anh có thể thống nhất người ta suy nghĩ như thế nào sao? Anh có thể thống nhất thời gian người ta đi vệ sinh sao? Tóm lại thì thế giới phải đi về phía trước, công tác cần có người đứng ra gánh vác. Chỉ cần hạ cấp phục tùng thượng cấp là được, căn bản không cần biểu hiện mình là người lập dị, như vậy sẽ là người đầu tiên phải ăn quả đắng. Nhưng Vương Tử Quân cảm khái và không nói ra khỏi miệng, hắn biết rõ tất cả cũng đều vì lợi ích của riêng mình, trên quan trường căn bản không có hữu nghị, tất cả đồng minh đều là cộng đồng cùng chung lợi ích mà thôi. Vương Tử Quân tuy thích dùng người tài, thế nhưng đối với những người những việc không đúng, hắn căn bản cũng không có tư tưởng sử dụng. Ôn Tắc Thuận là người thi viết ở vào hàng thứ ba. Phỏng vấn cũng xếp hạng 3, nhưng vị trí công tác chỉ dành cho một người, phía trước lại có hai người chúng tôi cảm thấy anh ta sẽ không có hy vọng. Nhưng trước khi tôi làm kiểm tra sức khỏe thì anh ấy lại dùng giọng cực kỳ tự tin để khẳng định vị trí đó là của mình. Sự thật giống hệt như những gì anh ta đã nói, tôi và nữ đồng chí xếp hạng thứ hai bị loại, nguyên nhân là tôi có một chiếc răng hô, còn nữ đồng chí kia có hai mắt không đối xứng. Vì vậy, Chủ tịch Vương... Tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng quá trình tuyển chọn có vấn đề, kính xin lãnh đạo có thể kiểm tra sự việc này, để cho những người một lòng tham gia công tác thi tuyển có một câu trả lời rõ ràng. Trần Hào Vũ càng nói càng kích động, hai mắt lại càng lóe lên cái nhìn cực kỳ khẩn thiết. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống, sau đó hắn mới trầm giọng nói. Đồng chí Trần Hào Vũ, tôi nhất định sẽ sắp xếp người xem xét thật kỹ vấn đề mà cậu đã phản ánh, nhưng dù thế nào cũng cần có thời gian. Mong cậu tin tưởng đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ, đồng thời trước khi cho ra kết luận cuối cùng thì mong cậu hãy an tâm công tác. Trần Hào Vũ nhìn Vương Tử Quân ung dung bất động mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác uể oải, hắn thật sự căn bản không thích nghe những lời công khai như vậy. Hắn hy vọng Vương Tử Quân cho mình một câu trả lời thuyết phục, ít nhất cũng phải có tính châm chích và đặc biệt là phải rõ ràng. Hắn đã chạy đến đây, đã mất khá nhiều sức lực, hành động của hắn lần này thật sự cũng có chút không đúng. Vì chính hắn đã mở miệng nói ra việc liên quan đến người bạn đồng hành của mình. Nhưng Trần Hào Vũ tin chắc rằng dù là sự việc gì cũng phải có tính hai mặt, cực kỳ xấu sẽ cực kỳ tốt.
những đám người đẹp đẽ cao thượng chắc chắn sẽ có chất giấu những việc làm dơ bẩn và tội ác, sao có thể tùy tiện nhìn thấy cho được. Trần Hào Vũ vô thức nhìn gương mặt cực kỳ uy nghiêm của Vương Tử Quân, hắn cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, tôi tin tưởng ngài. Khi Trần Hào Vũ đi ra, Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn đi đến cửa phòng. Dù hắn thật sự có cái nhìn không hay với Trần Hào Vũ, thế nhưng trước nay hắn xử lý mối quan hệ với hạ cấp căn bản chưa từng để phát sinh bất kỳ vấn đề gì để người ta có thể nói bậy bạ này nọ. Chủ tịch Vương, chị của Ôn Tắc Thuận là một người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố Đông Bộ, tên là Ôn Tiểu Ngọc. Khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Trần Hào Vũ chợt xoay người nói với Vương Tử Quân. Ôn Tiểu Ngọc, Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cái tên này khá quen thuộc, hơn nữa những năm qua tỷ lệ xuất hiện của Ôn Tiểu Ngọc trên truyền hình là rất cao. Hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, nếu như cũng không biết người dẫn chương trình nổi tiếng nhất thành phố của mình, như vậy cũng có chút gì đó không đúng. Vài phút sau Thái Nguyên Thương vội vàng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Gần đây thư ký trưởng Thái thường suy nghĩ, thế gian này ngoài hai cánh cửa thiên đường và địa ngục, có cánh cửa thứ ba nào khác không? Nếu như không có thì con người vì sao phải phấn đấu? Chỉ vì muốn đẩy cánh cửa địa ngục sao? Sau khi trải qua một thời gian trầm tư suy nghĩ, thư ký trưởng Thái chợt phát hiện trong cuộc sống của mình thì mỗi ngày thật sự phải mở một cánh cửa, đó chính là cửa phòng làm việc của Chủ tịch Vương Tử Quân. Mỗi ngày thư ký trưởng Thái đẩy cánh cửa phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn cảm thấy mình thỏa thuê mãn nguyện, đồng thời trong lâm linh cũng có một chút không yên. Thái Nguyên Thương thầm nghĩ như vậy, thế là hắn đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi thư ký trưởng Thái báo cáo vài hạng mục công tác cho Chủ tịch Vương chợt mở miệng hỏi. Nguyên Thương, tôi nghe nói công tác tuyển chọn cán bộ cho văn phòng thị ủy và khối chính quyền đã xong rồi phải không? Chỉ còn lại hạng mục công tác khảo sát mà thôi. Chủ tịch Vương, lần này thi tuyển chọn ra được 10 đồng chí nhưng số người báo danh lại vượt qua con số 2.000, thật sự cạnh tranh quá khốc liệt. Thái Nguyên Thương hiểu Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ khi hỏi về vấn đề này. Hắn vừa trả lời vừa thẩm định giá xem có việc gì đang xảy ra. Chương 598-2, bản lĩnh làm việc thật tốt chính là tư bản. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi trầm giọng nói. Tôi nghe nói tuyển chọn lần này rất nghiêm khắc ở phương diện kiểm tra sức khỏe có phải không? Vẻ mặt Thái Nguyên Thương khẽ động, cuối cùng cũng biết Vương Tử Quân đang nói về vấn đề gì. Hắn cũng là một thành viên của ban tổ chức, hắn cũng biết rõ sự việc, thế là trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, thư ký trưởng đảng cho rằng đối với những nhân viên được tuyển chọn lần này không những yêu cầu tố chất cao, lại càng phải là bộ mặt của văn phòng đảng ủy chính quyền thành phố, vì vậy mà phương diện kiểm tra sức khỏe là cực kỳ nghiêm khắc. Vương Tử Quân chợt nở nụ cười. Tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm khắc, còn phải là bộ mặt của cơ quan, tôi căn bản không quan tâm đến tiêu chuẩn của các anh, tôi chỉ hỏi các anh một vấn đề mà thôi. Đó là nếu có một người vì một cái giang hồ mà không được tuyển chọn đề bạt, như vậy công tác tuyển chọn của chúng ta lần này có phải là trò đùa không? Thái Nguyên Thương chợt vã mồ hôi, sau khi hắn trở thành thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, Vương Tử Quân luôn bày ra bộ mặt ôn hòa, rất ít khi phát giận. Nhưng Chủ tịch Vương càng không phát giận thì Thái Nguyên Thương càng tỏ ra kinh sợ. Hắn hiểu rất rõ, Chủ tịch Vương hiểu rất rõ nhiều vấn đề, chẳng qua là lãnh đạo không nói ra mà thôi. Bây giờ Chủ tịch Vương dùng giọng điệu như vậy để lên tiếng, điều này nói rõ lãnh đạo căn bản không ủng hộ công tác tuyển chọn của bọn họ lần này. Lúc đó Thái Nguyên Thương căn bản cũng cảm thấy công tác tuyển chọn đề cao công tác khám sức khỏe như vậy là không hay, nhưng cuối cùng cũng không dám trực tiếp bác bỏ. Dù sao thì Tưởng Tuệ Minh và Đảng Hằng chính là hai vị lãnh đạo thường ủy gánh trọng trách chủ yếu của hạng mục lần này, Thái Nguyên Thương tuy đại biểu cho khối chính quyền thành phố, thế nhưng khi hai vị lãnh đạo thường ủy kia đã đồng ý, chính mình dù có ra mặt phản đối cũng không được gì. Thái Nguyên Thương cũng hiểu rất rõ, một cái giang hồ cũng không phải là vấn đề gì lớn, nếu vì nó mà cắt đứt tương lai của người ta, như vậy thật sự là chuyện bé xé ra to. Anh đem đến cho tôi một phần văn kiện về công tác kiểm tra sức khỏe của các ứng viên lần này cho tôi. Vương Tử Quân nhìn Thái Nguyên Thương cúi đầu, hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới mở miệng nói. Nguyên Thương, có đôi khi nên tranh chấp thì nhất định phải tranh chấp, anh nên nhớ cho kỹ, anh không phải chỉ đại biểu cho chính mình, anh còn là đại biểu cho tôi. Vẻ mặt Thái Nguyên Thương chợt trở nên ngưng tụ, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Chủ tịch Vương. Đây là Chủ tịch Vương đang gõ đầu hắn. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy những gì mình đã làm là quá mức cẩn thận. Đúng vậy,
chính mình tuy chỉ là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố với cấp bậc hành chính là cấp cục, thế nhưng mình lại đại biểu cho bộ mặt của Chủ tịch Vương Tử Quân. Phương án tuyển chọn nhân viên lần này là cho Chủ tịch Vương đưa ra, bây giờ sự việc như vậy xảy ra, tất nhiên Chủ tịch Vương sẽ mất mặt. Chủ tịch Vương, tôi nhất định sẽ điều tra thật rõ ràng. Thái Nguyên Thương ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kiên định nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Ừ, chăm chú điều tra, nghiêm túc xử lý, biết sai thì sửa. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng giọng điệu lại cực kỳ khí phách. Thái Nguyên Thương đã hiểu rõ vấn đề, hắn chuẩn bị xoay người bỏ đi, đúng lúc này lại thấy Vương Tử Quân vẫy vẫy tay. Hắn chợt sững sờ, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân, chợt nghe thấy Vương Tử Quân trầm giọng nói. Anh có biết một người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố tên là Ôn Tiểu Ngọc không? Ôn Tiểu Ngọc. Thái Nguyên Thương khẽ gật đầu, hắn biết rõ người phụ nữ này, hơn nữa còn biết người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn kia căn bản không đơn giản chút nào. Em trai của cô ta có tham gia vào sự kiện tuyển chọn cán bộ lần này. Vương Tử Quân dùng giọng trầm thấp nói, sau khi nói xong một câu thì cũng không tiếp tục lên tiếng. Thái Nguyên Thương nghĩ về những lời đồn đãi mình nghe được về Ôn Tiểu Ngọc. Hắn có chút do dự, sau đó mới khẽ nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, Ôn Tiểu Ngọc này rất không tầm thường, trước đó vốn chỉ là phóng viên của đài truyền hình, tôi nghe nói cô ta có quan hệ không tệ với thư ký trưởng đảng. Quan hệ không tệ, bốn chữ này được Thái Nguyên Thương nói ra khỏi miệng rất có tính nghệ thuật, cực kỳ có ý nghĩa, nghe dễ dàng làm cho người ta sinh ra ý nghĩ khác lạ. Nhưng bây giờ Thái Nguyên Thương nói ra rất nghiêm trang, hắn tin tưởng ý nghĩa lời nói của mình thật sự mơ hồ di động. Vương Tử Quân nhất định sẽ nắm bắt được. Vương Tử Quân khẽ híp mắt, hắn không ngờ sự việc lần này lại có liên quan đến Đảng Hằng. Hắn đã từng gặp cô gái Ôn Tiểu Ngọc kia, cô nàng nói tiếng phổ thông rất tốt, nghiệp vụ tinh xảo. Điểm chết người của nàng cũng không nằm ở phương diện này, chủ yếu là nàng có gương mặt hồng hào, lại trắng như trứng gà bóc, dù là nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng cảm thấy cực kỳ chói lọi. Dù người ta có gặp mặt nàng ở bất kỳ trường hợp nào, ai cũng cảm thấy nàng có một vẻ đẹp cực kỳ thu hút. Đảng Hằng là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, cũng không quá liên quan đến công tác tuyên truyền, hai người đáng lý ra phải là ai đường thẳng song song, cho dù kéo dài đến chân trời cũng không bao giờ cắt nhau. Hôm nay hai người bọn họ giao cắt vào nhau, chẳng lẽ? Phụ nữ xinh đẹp thường có tương lai khó thể dự đoán được, vì còn phải xem nàng phát huy phương diện hồng nhan của mình đến mức nào. Vương Tử Quân cũng không nắm quá chặt những sự kiện có liên quan đến tác phong. Dù sao thì chính bản thân hắn cũng không phải là một người đáng khen ở phương diện này. Hơn nữa dùng những lời ngụy biện của Tôn Khải, bây giờ tình nhân và vợ bé xuất hiện lớp lớp, đi bộ trong một con hẻm nhỏ cũng gặp được vài người. Nói thật ra thì Vương Tử Quân cảm thấy lời nói của Tôn Khải là cực kỳ đúng đắn, ý thức trách nhiệm và tình cảm là hai thứ căn bản khó thể nào kết nối lại với nhau. Tình cảm mãnh liệt giống như một tờ giấy, nếu có ánh lửa thì sẽ nhanh chóng thiêu đốt trong chốc lát. Vương Tử Quân biết rõ phụ nữ xinh đẹp chẳng phải chưa từng bao giờ nghĩ về đàn ông, nếu không thì đàn ông cũng đều là Liễu Hạ Huệ, ít nhất thì phần dư ở bên dưới cũng khó thể nào cứng lên được. Hơn nữa khi đã là cán bộ lãnh đạo cao cấp, nếu dựa vào vấn đề nam nữ để đánh ngã một người cũng không quá thực tế. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khoát tay áo nói. Chú ý làm việc chứ không căn cứ vào những tin tức ngoài lề như vậy. Thái Nguyên Thương sờ lên đầu. Chỉ cảm thấy trán mình vã đầy mồ hôi, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Tuy văn phòng thị ủy và văn phòng ủy ban có quan hệ mập mờ, thế nhưng hắn là lãnh đạo văn phòng ủy ban lại có quan hệ khá tốt với Đảng Hằng là người đứng đầu văn phòng thị ủy. Đảng Hằng dù là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, thế nhưng xử lý nhiều sự việc lại rất tôn trọng ý kiến của Thái Nguyên Thương. Nếu như Chủ tịch Vương quyết định điều tra rõ ràng vấn đề của Đảng Hằng, như vậy sau này quan hệ giữa Thái Nguyên Thương và Đảng Hằng sẽ không còn hòa hợp như trước đó được nữa. Tôi biết rồi. Thái Nguyên Thương đồng ý một tiếng, sau đó khẽ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi giao việc cho Thái Nguyên Thương, Vương Tử Quân tiếp tục vùi đầu vào công tác tiếp đãi mùa giáp Tết. Hắn nghĩ rằng chuyện này được mình lên tiếng thì sẽ được điều tra theo đúng hướng, nhưng hắn thật sự không ngờ sự việc đôi khi cũng không phát triển theo đúng quỹ đạo mà chính mình đã vạch ra. Chương 598-3, bản lĩnh làm việc thật tốt chính là tư bản. Khi Vương Tử Quân tiếp đón Phó Phòng Tuyên truyền tỉnh ủy Bùi Đắc Vận đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác, hai bên đang nói về vấn đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đột nhiên Triệu Quốc Lương vội vàng cầm điện thoại đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cuống quýt của Triệu Quốc Lương, hắn có chút sững sốt, cũng hiểu có sự việc không nhỏ đang diễn ra.
Lúc này tuy hắn không sợ xảy ra chuyện, thế nhưng khổ cực một năm, đến bây giờ sắp Tết nhất thì ai cũng mong mình được bình an. Trưởng phòng Triệu, chị báo cáo với trưởng phòng Bùi về công tác của phòng tuyên truyền thành phố Đông Bộ của chúng ta sang năm, đặc biệt là phương diện xây dựng đài truyền hình. Không phải phòng tuyên truyền các chị đã có ý tưởng sơ bộ rồi sao? Bây giờ nói rõ ra với trưởng phòng Bùi, như vậy cũng xem như tranh thủ được sự giúp đỡ của lãnh đạo. Vương Tử Quân ném chủ đề cho Triệu Thúy Bình, sau đó đi về phía Triệu Quốc Lương. Lúc này Triệu Quốc Lương chặn lại nói. Chủ tịch Vương, là điện thoại của chủ nhiệm Trần của văn phòng thị ủy. Chủ nhiệm Trần của văn phòng thị ủy. Vương Tử Quân có chút sững sờ, hắn có thể gọi tên các vị phó thư ký trưởng của văn phòng thị ủy, thế nhưng đối với các vị chủ nhiệm văn phòng thị ủy thì căn bản không nhớ ai ra ai. Lúc này chủ nhiệm Trần gọi điện thoại cho mình, hơn nữa Triệu Quốc Lương còn sợ hãi như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tiếp điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên một âm thanh dồn dập. Chủ tịch Vương, tôi là Trần Tiến Hỷ của văn phòng thị ủy, bí thư Đồng để tôi gọi điện thoại cho anh. Giọng điệu của Trần Tiến Hỷ trong điện thoại rất dồn dập, Vương Tử Quân nghe nói là Đồng Quốc Khánh yêu cầu gọi điện thoại cho mình, trong lòng lại càng có thêm vài phần nghi hoặc. Tuy quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh gần đây đã có chút hòa hoãn, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện vẻ bề ngoài mà thôi, Đồng Quốc Khánh bây giờ để cấp dưới vội vàng gọi điện thoại cho mình, xem ra sự việc cũng không phải nhỏ. Chủ tịch Vương, là thế này, sáng hôm nay Bí thư Đồng và các cán bộ lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Phòng Tổ chức Tỉnh ủy xuống huyện Lâm Hoàn kiểm tra hạng mục đảng viên làm giàu. Tất cả vốn phát triển rất thuận lợi. Nhưng không biết thế nào lại có một cán bộ của phòng giáo dục huyện Lâm Hoàn trà trộn vào trong đội ngũ tiếp đãi, còn trực tiếp phản ánh với lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương về những vấn đề phát sinh trong công tác tuyển chọn cán bộ bằng công tác thi tuyển vừa rồi. Vương Tử Quân biết rất rõ hành tung của Đồng Quốc Khánh, phân công ngày hôm nay đã sớm được quyết định rõ ràng. Lần này cán bộ lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương xuống kiểm tra công tác làm giàu của đảng viên huyện Lâm Hoàn, đây vốn là một sự kiện rất vinh dự. Vì kéo Ban Tổ chức Trung ương xuống thành phố Đông Bộ mà Đồng Quốc Khánh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, hắn dựa vào quan hệ với phòng tổ chức tỉnh ủy, cố gắng cướp đoạt hạng mục tiếp đón này từ trong tay các thành phố khác. Vì làm tốt công tác tiếp đón mà Đồng Quốc Khánh căn bản đã mất rất nhiều tâm sức, nửa tháng qua đã 5 lần chạy xuống huyện Lâm Hoàn, còn 5 lần 7 lượt dặn dò trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh phải ngồi chồm hổm canh giữ ở huyện Lâm Hoàn. Tất nhiên ý nghĩ của bí thư Đồng Quốc Khánh đã quá rõ ràng, đó là phải làm sao cho đẹp, có thể diện. Ngày hôm qua Đồng Quốc Khánh còn mời Vương Tử Quân tham gia nghi thức tiếp đãi, thế nhưng Vương Tử Quân từ chối. Dù sao thì Đồng Quốc Khánh là người đứng ra mời, chẳng qua chỉ là vì vấn đề lễ phép mà thôi, cũng không có thành ý gì lớn, chính mình đi cũng xem như không bía xấu hổ. Vương Tử Quân cũng cho ra không ít giúp đỡ về tài lực trong sự kiện Ban Tổ chức Trung ương xuống nghiên cứu thị sát lần này. Chỉ cần có bất kỳ thứ gì liên quan đến tiền, Vương Tử Quân sẽ cho phòng tài chính cố gắng tìm đủ biện pháp thỏa mãn yêu cầu. Vương Tử Quân thấy sự việc lần này hoàn toàn có thể kết thúc viên mãn, nhưng hắn lại không ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Vị cán bộ của phòng giáo dục huyện Lâm Hoàn kia là ai? Vương Tử Quân căn bản hiểu rất rõ, hắn thầm cảm khái thế sự vô thường, đồng thời trầm giọng hỏi Trần Tiến Hỷ. Tình huống bây giờ là thế nào? Chủ tịch Vương, viên cán bộ của huyện Lô Bắc tuy đã được đưa ra khỏi hiện trường, thế nhưng Phó trưởng Ban Trần là người đứng đầu khối Ban Tổ chức Trung ương xuống tỉnh Sơn Nam lần này lại ra nghiêm lệnh xử lý thật rõ ràng. Trần Tiến Hỷ do dự một chút rồi nói tiếp. Sự việc cán bộ kia báo cáo có liên quan đến thư ký trưởng đảng. Liên lụy đến đảng Hằng, hèn gì Đồng Quốc Khánh mới vội vàng để cho Trần Tiến Hỷ gọi điện thoại cho mình. Vương Tử Quân thầm suy nghĩ về đầu đuôi sự việc, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Đồng còn có chỉ thị gì nữa không? Chủ tịch Vương. Bí thư Đồng nói 4 giờ chiều muốn gặp mặt bàn bạc với anh để xử lý cụ thể chuyện lần này. Trần Tiến Hỷ suy xét một chút, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Gặp mặt thương lượng, thực chất Đồng Quốc Khánh muốn kéo Vương Tử Quân vào sự kiện lần này. Dù thế nào thì sự việc cũng có liên quan đến hắn, nếu kéo hắn vào thì Đồng Quốc Khánh sẽ căn bản không quá cô đơn. Lúc này hắn hiểu rõ tâm tư của Đồng Quốc Khánh thế nhưng vẫn phải đồng ý, nếu không sẽ sinh ra tin đồn đụng việc chạy trốn. Như thế hắn cũng không cần làm chủ tịch thành phố làm gì nữa. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Triệu Quốc Lương. 4 giờ chiều nay tôi có sắp xếp gì không? Nếu như không quá quan trọng thì hủy bỏ cho tôi. Triệu Quốc Lương bây giờ là một thư ký có kinh nghiệm, hắn công tác càng thêm cẩn thận hơn,
càng ghi nhớ rõ ràng chương trình của Vương Tử Quân. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân có sắp xếp vào lúc 4 giờ, hắn khẽ lên tiếng không chút do dự. Chủ tịch Vương, 4 giờ chiều nay ngài phải tham gia tọa đàm của Phòng Văn hóa Thể thao, khách mời đều là danh nhân trong thành phố Đông Bộ chúng ta. Cho Chủ tịch Lữ thay mặt tôi tham gia tọa đàm. Vương Tử Quân vung tay lên quyết định sự việc. Triệu Quốc Lương nhìn Vương Tử Quân đi về phía Bùi Đắc Vận mà thầm kêu khổ, vì mời Vương Tử Quân đến tham gia buổi tọa đàm của Phòng Văn hóa Thể thao, trưởng Phòng Văn hóa Thể thao Tưởng Cẩm Tiêu đã tìm hắn vài chục lần, mỗi lần như vậy đều trò chuyện tươi vui hớn hở. Bây giờ chỉ vì có một sự việc chen ngang mà cắt đứt tất cả những sắp xếp trước đó, hắn sao có thể nói cho rõ với Tưởng Cẩm Tiêu đây? Dù hắn thấy Tưởng Cẩm Tiêu sẽ căn bản không nói gì, cũng không dám nói gì, thế nhưng trong lòng hắn dù sao cũng sinh ra chút cảm giác ngại ngùng. Nhưng sự việc đã tiến triển đến mức này thì không còn nằm trong sự khống chế của Triệu Quốc Lương, hắn có chút do dự, sau đó gọi điện thoại cho Tưởng Cẩm Tiêu. Dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của Vương Tử Quân và Triệu Thúy Bình, Bùi Đắc Vận có thể nói là cảm nhận được tình cảm chân thành ấm áp như ở nhà mình. Đặc biệt là tiệc rượu vào buổi trưa càng làm cho trưởng phòng Bùi cảm thấy rất có thể diện, trong lúc uống rượu lại xưng anh em với Vương Tử Quân, vỗ ngực đảm bảo sẽ báo cáo thành tích tuyên truyền ở thành phố Đông Bộ lên trên. Đồng thời sẽ có chính sách nghiêng đối với những hạng mục tuyên truyền trên tỉnh rót xuống. Bùi Đắc Vận uống rượu vui vẻ nhưng Vương Tử Quân lại thật sự có chút hỗn loạn. Sau khi đưa Bùi Đắc Vận đến khách sạn Đông Bộ nghỉ ngơi, Vương Tử Quân cũng trực tiếp vào một gian phòng nghỉ lại. Chương 599, một giờ roi lên cao rồi khẽ hạ xuống. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện người gọi điện thoại đến chính là Trúc Phu Bình. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó bấm nút nghe. Chủ tịch Vương, bây giờ ngài có rảnh rỗi nói chuyện một chút không? Trúc Phu Bình dùng giọng trầm thấp nói, nhưng bên trong giọng nói trầm thấp lại có vài phần hưng phấn. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi bây giờ đang nghỉ ngơi ở khách sạn Đông Bộ, lãnh đạo phòng tuyên truyền tỉnh ủy không những là người giỏi ăn nói, nếu nói về phương diện uống rượu cũng thật sự làm cho người ta sợ hãi, anh đang ở đâu? Tôi cũng không được uống rượu như ngài. Đáng lý ra bên này đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng sau khi huyện Lâm Hoàn xảy ra chuyện thì trưởng ban Trần và trưởng phòng Tiền luôn giữ bình tĩnh, tuy bí thư Đồng đã chuẩn bị tiệc rượu nhưng nào dám lấy ra, chỉ có thể vội vàng dùng cơm cho xong mà thôi. Trúc Phu Bình nói đến đây thì cười cười nói. Chủ tịch Vương, lần này thật sự là không ngờ. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ cảm khái của Trúc Phu Bình, bây giờ có một cơ hội tốt để đánh ngã Đảng Hằng. Nếu đánh ngã Đảng Hằng, như vậy quyền uy của Đồng Quốc Khánh ở thành phố Đông Bộ lại càng bị áp chế mạnh mẽ. Tôi cũng thật sự không ngờ. Vương Tử Quân khẽ cười rồi nói với đầu dây bên kia. Dưới sảnh dành cho khách quý ở khách sạn Đông Bộ, Đồng Quốc Khánh đang đi qua đi lại cực kỳ ung dung khoan thai, thế nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự nóng như lửa đốt. Hắn biểu hiện cực kỳ trấn định thế nhưng mỗi bước đi lại nặng như ngàn cân, cực kỳ khốn khổ, nhưng người bình thường nhìn vào lại nghĩ rằng bí thư đang nhàn nhã đi qua lại mà thôi. Chỉ cần là người quen thuộc, chỉ cần chú tâm quan sát một lát sẽ phát hiện tình huống của Đồng Quốc Khánh lúc này hoàn toàn khác lạ. Lúc này tuy tiến độ của bí thư Đồng không khác gì trước kia, thế nhưng tốc độ của ánh mắt lại nhanh hơn dĩ vãng rất nhiều, đây chính là một điểm cực kỳ quan trọng phản ánh tâm tình nôn nóng của bí thư. Cốc cốc cốc, âm thanh vang lên bên ngoài cầu thang, Đồng Quốc Khánh nghe được âm thanh này thì ngẩng đầu lên, sau đó hắn nhanh chóng cất bước đi ra. Không đợi người trên cầu thang đi xuống hoàn toàn, Đồng Quốc Khánh đã khẽ nói. Trưởng ban Nhâm, trưởng ban bây giờ nghỉ ngơi thế nào? Trưởng phòng Nhâm chính là một cán bộ lão thành của phòng tổ chức tỉnh ủy, nếu nói về quan hệ thì là hạ cấp của Đồng Quốc Khánh. Khi trưởng phòng Nhâm thấy bộ dạng vội vàng của Đồng Quốc Khánh, hắn nhanh chóng tiến lên hai bước nói. Bí thư Đồng, trưởng phòng Hứa vừa rồi đi ra khỏi phòng của trưởng ban Trần. Trưởng phòng Hứa, trưởng phòng không nghỉ ngơi sao? Đồng Quốc Khánh mở miệng hỏi, giọng điệu có vài phần chờ đợi. Trưởng phòng còn chưa nghỉ ngơi. Trưởng ban Nhâm trả lời một tiếng, sau đó khẽ bổ sung. Nhưng này bí thư Đồng, tâm tình của trưởng phòng Hứa hôm nay giống như không được tốt cho lắm. Đồng Quốc Khánh cười khổ một tiếng, sau đó nói. Tôi biết rõ tâm tình của trưởng phòng Hứa hôm nay không được tốt, tất cả cũng là do tôi, phụ lòng phó thác của lãnh đạo. Trưởng ban Nhâm thấy Đồng Quốc Khánh nói như vậy thì nhanh chóng mở miệng an ủi. Bí thư Đồng, trời không thiếu mưa gió, người có họa phúc sớm tối, ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra được chứ?
Tuy trưởng ban Nhâm chỉ nói ra một lời an ủi cho có lệ thế nhưng điều này lại làm cho Đổng Quốc Khánh giống như tìm được tri âm. Hắn khẽ gật đầu với trưởng ban Nhâm, sau đó mới cất bước lên lầu. Tôi đi quấy rầy trưởng phòng Hứa một chút. Khi Đổng Quốc Khánh gõ cửa phòng làm việc của Hứa Tiền Giang, lúc này Hứa Tiền Giang đang ở trong phòng xem xét văn kiện. Khi thấy Đổng Quốc Khánh đi vào thì Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu, tỏ ý cho đối phương ngồi xuống. Đổng Quốc Khánh cũng không ngồi xuống mà cầm bình trà châm nước vào ly cho trưởng phòng Hứa, lúc này mới cung kính đứng bên cạnh Hứa Tiền Giang không xa, bộ dạng giống như đang chuẩn bị chịu phạt. Quốc Khánh, cậu ngồi xuống đi, bây giờ cậu là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, nếu tôi để cho cậu đứng như vậy, người ta lại nói tôi lắm điều. Hứa Tiền Giang đặt văn kiện xuống bàn, sau đó lão khẽ khoát tay nói với Đổng Quốc Khánh. Trưởng phòng Hứa, tôi là người bôi đen thể diện của công tác tổ chức trong tỉnh Sơn Nam, đáng bị phạt. Đổng Quốc Khánh khẽ cúi đầu trầm giọng nói. Hứa Tiền Giang rất căm tức với sự kiện hôm nay, lần này lão cùng trưởng ban Trần của ban tổ chức trung ương xuống thành phố Đông Bộ xem xét công tác tổ chức, thực tế chính là trưởng ban Trần đến khảo sát công tác tổ chức ở tỉnh Sơn Nam. Sự việc bây giờ lại náo loạn như vậy, tuy lão có quan hệ không tệ với trưởng ban Trần, thế nhưng nếu phát sinh tranh cãi thì sẽ không quá dễ dàng. Cậu ngồi đi, đến đây nói chuyện cũng không cần phải đứng. Hứa Tiền Giang vỗ xuống chiếc ghế salon cách đó không xa rồi trầm giọng nói với Đổng Quốc Khánh. Đổng Quốc Khánh có chút do dự, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa. Hắn nhìn gương mặt vẫn không có nụ cười của Hứa Tiền Giang, thế là vội vàng mở miệng kiểm điểm. Trưởng phòng Hứa, lần này chúng tôi không làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo, cũng không nắm chắc sự việc, thế cho nên mới phát sinh sự việc sai lầm vào sáng nay. Hứa Tiền Giang thấy Đổng Quốc Khánh còn muốn tiếp tục lên tiếng, lão khẽ khoát tay áo nói. Quốc Khánh, chuyện này cũng không phải do các anh không làm tốt công tác tiếp đãi, chính là không làm tốt vấn đề nguồn cội, vì vậy mới phát sinh phiền toái hôm nay. Vâng, trưởng phòng Hứa, chúng tôi trở về nhất định sẽ xử lý vấn đề này thật nghiêm, sẽ cho ngài và phòng tổ chức tỉnh ủy một câu trả lời rõ ràng. Đổng Quốc Khánh nghe lời phê bình của Hứa Tiền Giang thì thở dài một hơi. Hắn đã là trợ thủ của Hứa Tiền Giang không ít năm, hắn biết rõ tính tình của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, chỉ cần trưởng phòng phê bình anh, như vậy sự việc sẽ có cơ hội chuyển mình. Nếu như anh ta không chịu nói bất kỳ lời nào, như vậy mới thật sự coi như có chuyện xấu xảy ra. Hứa Tiền Giang ừ một tiếng, sau đó nâng ly trà lên nhấp một ngụm từ chối cho ý kiến, cuối cùng mới nói. Đối với chuyện này cậu định cho ra phương án xử lý thế nào? Trưởng phòng, chúng tôi quay về sẽ nghiêm khắc xử lý. Nếu như phát hiện có bất kỳ hành vi vi phạm kỷ luật thì sẽ nghiêm trị không tha. Đổng Quốc Khánh đã sớm nghĩ kỹ những lời đối đáp, thế nên lúc này tuy mở miệng cực kỳ nghiêm túc thế nhưng thao tác thực tế thế nào đã có sẵn hết rồi. Tôi hiểu tâm tư của cậu, nhưng này Quốc Khánh, có một số việc phải làm cho tốt, tuyệt đối không được hàm hồ. Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu với Đổng Quốc Khánh rồi thản nhiên nói. Chuyện này nếu không xử lý cho tốt thì thật sự khó ăn nói với trưởng ban Trần. Trưởng phòng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Ánh mắt Hứa Tiền Giang dừng lại trên người Đổng Quốc Khánh hơn 10 giây, sau đó mới nói. Tôi tin tưởng cậu có thể xử lý tốt chuyện này. Chương 599, 2, giờ roi lên cao rồi khẽ hạ xuống. Bầu không khí trong phòng đã bắt đầu tốt hơn một chút, hơn nữa sau vài câu chuyện trò thì Hứa Tiền Giang lại nói. Trong sự kiện này thì Đảng Hằng thật sự có liên quan giống như những gì vị cán bộ kia phản ánh sao? Đổng Quốc Khánh thầm run lên, dù trước khi đi vào phòng của Hứa Tiền Giang thì hắn đã nghĩ kỹ về vấn đề này, thế nhưng cũng không hy vọng là trưởng phòng Hứa sẽ hỏi như vậy. Dù sao thì Đảng Hằng cũng đã đi theo hắn không ít năm, dù không có công lao cũng coi như có khổ lao, hắn không hy vọng Đảng Hằng có liên lụy quá sâu vào sự việc lần này. Hơn nữa Đảng Hằng còn là thư ký trưởng của hắn, nếu Đảng Hằng xảy ra chuyện, như vậy sẽ chẳng có bất kỳ điểm nào tốt với hắn. Đổng Quốc Khánh có chút trầm ngâm. Sau đó hắn nhanh chóng lên tiếng. Trưởng phòng Hứa, trong thành phố thật sự có vài lời đồn đãi, thế nhưng tôi cảm thấy không nên tin vào những điều như vậy. Nếu chúng ta cứ nghe thấy tiếng gió là nói trời mưa, như vậy sẽ đả kích tính tích cực của các đồng chí. Đổng Quốc Khánh dùng giọng mơ hồ nói, thế nhưng lời nói mơ hồ như vậy lại biểu hiện rõ ràng ý nghĩ của mình. Đó chính là tốt nhất sự việc không nên liên quan đến Đảng Hằng. Hứa Tiền Giang lấy từ trong túi áo của mình ra một gói thuốc. Lão rút một điếu cho mình, một điếu ném cho Đổng Quốc Khánh. Đổng Quốc Khánh dùng hai tay nhận thuốc của Hứa Tiền Giang, hắn nhanh chóng lấy bật lửa châm thuốc cho lãnh đạo, sau đó lại tự châm thuốc cho mình.
Quốc Khánh, cậu cảm thấy sự việc lần này có thể áp xuống được không? Vì chưa nói đến trưởng ban Trần, nói về thế cục hiện tại ở thành phố Đông Bộ, anh cảm thấy Đảng Hằng bị viên cán bộ huyện Lâm Hoàn tố cáo chỉ là một sự việc ngoài ý muốn sao? Hứa Tiền Giang nói làm cho Đồng Quốc Khánh khẽ run lên, nếu thật sự có người đứng ở phía sau màn để vung tay thao tác sự việc này, như vậy phương án đưa lên cao rồi khẽ đặt xuống của hắn xem như không còn đất diễn. Đồng Quốc Khánh có chút do dự, đúng lúc này một bóng người xuất hiện trong lòng hắn. Khi bóng người này xuất hiện thì tâm tình do dự của hắn đã nhanh chóng trở nên kiên định. Trưởng phòng Hứa, tôi hiểu rõ vấn đề, nhưng Đảng Hằng cậu ấy. Đồng Quốc Khánh có chút do dự, sau đó khẽ nói. Trời làm bậy thì còn có thể, thế nhưng kẻ bên dưới tự gây nghiệt thì không thể sống. Giọng điệu của Hứa Tiền Giang không cao, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ tuyệt ý. Tuy kẻ tố cáo là đáng hận, thế nhưng phải rèn sắt khi còn nóng, nếu như chính mình thanh bạch thì người ta sẽ cáo trạng sao? Đồng Quốc Khánh dùng ánh mắt cam chịu nhìn vẻ mặt quyết liệt của Hứa Tiền Giang, trong lòng chợt phát lạnh. Hắn biết rõ Hứa Tiền Giang nói những lời này không phải chỉ là vì Đảng Hằng, nó còn là một đòn cảnh cáo với chính mình. Tôi biết rõ Đảng Hằng là một người trợ giúp tốt cho cậu, thế nhưng đôi khi tráng sĩ phải chuẩn bị tâm lý để cắt cổ tay của mình. Hứa Tiền Giang vỗ vỗ vai Đồng Quốc Khánh, lão dùng giọng khuyên nhủ nói. Đảng Hằng đi, thế nhưng chức vụ thư ký trưởng văn phòng thị ủy thành phố Đông Bộ lại không cần phải lo lắng. Trưởng phòng Hứa, tôi biết phải làm như thế nào. Đồng Quốc Khánh đứng lên ghế salon, hắn trầm giọng đảm bảo với Hứa Tiền Giang. Đồng Quốc Khánh rời khỏi phòng của Hứa Tiền Giang. Hắn cảm thấy bước tiến của mình như nhũn ra. Tuy hắn cảm thấy cực kỳ bức bối vì Đảng Hằng có liên quan đến một người phụ nữ mà sinh ra sự kiện khốn khổ như lúc này, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất thương cảm vì một Đảng Hằng trung thành với mình bấy lâu nay. Thế nhưng dù thương cảm thì thương cảm, Đồng Quốc Khánh biết rõ mình cần phải làm thật tốt và thật nghiêm sự kiện lần này, không phải chỉ vì áp lực của trưởng phòng Hứa và trưởng ban Trần, càng vì người giấu tay ở phía sau kia. Nếu mình làm ra bất kỳ hành vi nào khác thường, chỉ sợ sẽ tiếp đón thế công cực kỳ mãnh liệt của đối phương. Đảng Hằng, cũng đừng trách tôi. Đồng Quốc Khánh khẽ lẩm bẩm bằng giọng nói chỉ có chính mình mới có thể nghe được, sau đó nhanh chóng đi xuống bên dưới. Trong một gian phòng ba phòng một gian cực kỳ bình thường ở thành phố Đông Bộ, thư ký trưởng Đảng Hằng đang ngồi hút thuốc, hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt thật sự tan rã mất hồn mất vía. Sự kiện sáng hôm nay thật sự giống như một cơn gió lốc liên tục bốc lên trong đầu Đảng Hằng. Giọng nói tràn đầy lực lượng của viên cán bộ trẻ tuổi kia lại càng văng vẳng trong đầu hắn. Tôi tố cáo cán bộ lãnh đạo thành phố Đông Bộ đã có dự định cho công tác tuyển ẩn chọn lần này, đặc biệt là thư ký trưởng Đảng Hằng. Đảng Hằng nghĩ đến câu nói xuyên tim của viên cán bộ kia, trái tim thật sự giống như bị người ta lấy ra khỏi lồng ngực. Anh Hằng, sao anh lại hút thuốc nhiều như vậy? Cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ hơn 20 tuổi từ bên ngoài chạy vào. Gương mặt nhỏ nhắn phối hợp với áo lông màu hồng càng làm cho người ta nhìn vào và nhanh chóng bị thu hút, có thể nói là hai mắt sẽ nhanh chóng tỏa sáng. Khi thấy Đảng Hằng hút thuốc thì người phụ nữ kia thật sự có chút nôn nóng, nàng đặt áo lông xuống, sau đó chuẩn bị cướp điếu thuốc trong tay hắn. Nhưng lần này Đảng Hằng cũng không cho nàng được như mong muốn, hắn vẫn tiếp tục hút thuốc. Người phụ nữ chợt sững sờ, Đảng Hằng bình thường chỉ cần đến gian phòng này thì cực kỳ sủng ái nàng. Dù nàng có nổi giận một chút thì hắn cũng sẽ bỏ qua. Nhưng lúc này hắn lại hầu như ngoảnh mặt làm ngơ với nàng. Người phụ nữ khẽ nhíu mày, thế nhưng nàng cũng không tiếp tục nói về vấn đề này. Nàng duỗi hai ngón tay mềm mại khẽ xoa xoa hai bên thái dương của Đảng Hằng, sau đó lại khẽ nói. Anh Hằng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì. Đảng Hằng dụi nửa điếu thuốc trong tay vào trong gạt tàn, sau đó khẽ nói. Người phụ nữ này công tác ở đài truyền hình thành phố cũng xem như là người từng trải, cũng có chút thủ đoạn ở phương diện nhìn mặt nói chuyện. Nàng nhìn gương mặt âm trầm của Đảng Hằng, nàng biết hắn không nói thật với mình. Thế là nàng ném cơ thể mềm mại mịn màng của mình vào trong lòng hắn, hai tay càng ôm thật chặt lấy hắn rồi nói. Anh Hằng, anh nói cho em nghe xem, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Trước kia anh đã từng nói nếu có bất kỳ chuyện gì thì hai chúng ta phải cùng nhau đối mặt cơ mà. Lúc này vành mắt của người phụ nữ chợt đỏ lên, thật sự giống như đóa hoa sau cơn mưa, càng thêm kiểu diễm. Lần đầu gặp mặt Đảng Hằng thật sự bị thu hút bởi nụ cười như ánh mặt trời của nàng, lúc này nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, trong lòng hắn tuy rất bực bội mất vui nhưng vẫn phải trầm giọng nói. Hôm nay tuyến trên có người xuống kiểm tra, có người tố cáo anh. Người phụ nữ chợt kinh hoàng,
cơ thể mềm mại chợt ngồi thẳng lên, hai con ngươi tràn đầy quan tâm. Có chuyện gì sao? Mỗi ngày anh đều thành thật đi làm, ngoài những lúc thu chút rượu thuốc của người khác thì căn bản không bao giờ nhận tiền, bọn họ dựa vào cái gì để tố cáo anh? Đàng Hằng nhìn vẻ mặt kích động của người phụ nữ trước mặt, hắn chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, thế là hắn vung tay vỗ vỗ vai nàng nói. Em nói rất đúng, cũng không phải là chuyện gì lớn. Dù đang an ủi người phụ nữ của mình nhưng Đàng Hằng vẫn cảm thấy sự việc lần này là không nhỏ, hơn nữa lại cực kỳ không nhỏ. Nếu có chút sai lầm xảy ra, như vậy tương lai của hắn sẽ chính thức xong đời. Lúc này hắn cảm thấy chỉ có người kia mới có thể nắm lấy sự việc để tấn công mình mà thôi. Nếu thật sự là người kia ra tay, như vậy bí thư Đồng liệu có cứu mình không? Chương 601 cùng chung vinh nhục. 4 giờ chiều Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh. Khi thư ký gõ cửa phòng, Đồng Quốc Khánh từ phía sau bàn làm việc nhanh chóng đi đến, hắn vừa mời Vương Tử Quân ngồi xuống, vừa để cho thư ký lấy trà ngon ra tiếp khách. Đồng Quốc Khánh có vẻ rất nhiệt tình, Vương Tử Quân cũng phản ứng cực kỳ khiêm tốn với sự nhiệt tình của Đồng Quốc Khánh. Sau khi hai bên nói vài câu chuyện phiếm, Đồng Quốc Khánh đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch Tử Quân, sự việc hôm nay tôi tin anh cũng đã nghe nói rõ ràng, sự kiện này thật sự làm cho chúng ta trở tay không kịp. Tuy bây giờ trưởng ban Trần đã quay về tỉnh thành, thế nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải bày tỏ thái độ, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất để cho lãnh đạo một câu trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Đồng, chuyện này ảnh hưởng không tốt, tôi đồng ý với ý kiến của ngài. Chuyện này giải quyết dứt khoát, càng nhanh càng tốt. Đồng Quốc Khánh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân mà thở dài một hơi, tuy hắn đã chuẩn bị sẽ xử lý sự việc lần này cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng khi nghĩ đến những gì mà Đảng Hằng sắp phải đối mặt, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Chủ tịch Vương, anh xem chuyện này ai điều tra thì hay hơn. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó mới nói. Cứ để cho ban ngành giám sát kỷ luật tham gia. Nếu như không có việc gì thì bọn họ cũng có sức thuyết phục cao hơn người khác. Vậy thì cứ xử lý theo ý kiến của Chủ tịch Vương. Đồng Quốc Khánh dừng lại giây lát, sau đó mới chậm rãi nói. Sự kiện tuyển chọn cán bộ thông qua thi tuyển lần này có liên quan đến không ít người, trong đó có hai vị thường ủy, trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh và thư ký trưởng văn phòng thị ủy Đàng Hằng. Đây là hai vị thường ủy có cấp bậc quan trọng, bây giờ cũng bị liên quan. Nếu so với Đảng Hằng thì Tưởng Tuệ Minh thật sự thoải mái hơn nhiều, dù sao thì hắn cũng không phải là người bị người ta đứng ra tố cáo. Thế là lúc này tin tức về tuyển chọn cán bộ thông qua thi tuyển bắt đầu được truyền đi sôi nổi khắp thành phố, một vài người biết quan hệ mập mờ giữa Đảng Hằng và người dẫn chương trình Ôn Tiểu Ngọc của đài truyền hình thành phố Đông Bộ, thế là những lời nghị luận về Đảng Hằng càng thêm náo nhiệt. Đảng Hằng là một người đẹp trai, cao 1m8, anh tuấn tiêu sái, dáng người đẹp đẽ, đi lại nói chuyện đều có khí độ của đàn ông. Đây là loại hình mà phụ nữ yêu mến. Từ khi hắn còn đi học đã tham gia nhiều hoạt động, đều có rất nhiều cô gái yêu mến. Lúc này Đảng Hằng vừa qua 30, là năm tháng phong độ của đàn ông. Vì vậy sau khi sự việc truyền ra ngoài, có người nói Đảng Hằng áp dụng phương án ra ngoài phong lưu nhưng trong nhà vẫn ổn định chỉ là chuyện quá mức bình thường. Hơn nữa Ôn Tiểu Ngọc là một cô gái xinh đẹp, điểm quyết định chính là nàng xuất hiện vào đúng lúc mà thư ký trưởng đảng đang cực kỳ đói khát. Chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp người tìm nguồn vui. Thế cho nên hắn hoàn toàn có thể kéo Ôn Tiểu Ngọc vào trong lòng. Trước nay những tin tức có liên quan đến quan hệ nam nữ luôn là chủ đề được tất cả mọi người quan tâm nhiệt liệt, dù rất nhiều thông tin giống như bịa đặt, có rất nhiều thành phần giả tạo, thế nhưng mọi người vẫn tình nguyện bàn luận say sưa. Vì thế chưa đến 2 ngày thì những lời đồn đãi về Đảng Hằng và Ôn Tiểu Ngọc đã lan truyền khắp nơi. Sinh ra đủ loại phiên bản trong các cơ quan ban ngành đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ. Nếu so sánh với những lời đồn đãi này, có một tin đồn càng được người ta nghị luận sôi nổi hơn, hơn nữa khi nói về tin đồn này thì người nào cũng phải hạ thấp âm thanh, vì nó có liên quan đến một nhân vật mà người ta không dám động vào. Có nghe nói không, tên cán bộ đứng ra tố cáo là Trần Hào Vũ, trước khi tên này đứng ra cáo trạng trước mặt trưởng ban Trần, người này đã từng đến khối chính quyền thành phố để tố cáo. Đã từng được Chủ tịch Vương tiếp đãi một lần. Tôi cũng có nghe nói về vấn đề này, đây cũng không phải là tin đồn nhảm, em trai của tôi công tác ở phòng văn thư ủy ban thành phố, ngày hôm đó là nó trực ban. Nó vốn định đuổi Trần Hào Vũ đi, thế nhưng không ngờ Chủ tịch Vương lại cho thư ký đưa Trần Hào Vũ đến gặp mặt. Như vậy thì, còn không phải sao, anh nghĩ xem, Chủ tịch Vương và Bí thư Đồng luôn đối phó nhau, thư ký trưởng đảng lại là người theo sát Bí thư Đồng.
với tính cách của chủ tịch Vương, bây giờ đang ngủ gật thì có người kê gối, sao không ra tay cho được. Tôi cảm thấy cũng có thể là như vậy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu thư ký trưởng đảng có một chân với người dẫn chương trình Ôn Tiểu Ngọc kia, hì hì, chủ tịch Vương phải ra tay như thế nào? Hì, lãnh đạo cũng là người, đã là người thì sẽ yêu giang sơn yêu mỹ nhân. Biết rõ người tranh chấp với Trần Hào Vũ là ai không? Chính là em trai của Ôn Tiểu Ngọc. Anh nói xem, thư ký trưởng đảng sao không bỏ ra chút tâm tư ở phương diện này, sao không giúp người nhà của mình? Xem ra lần này thư ký trưởng đảng thảm thương rồi. Đủ loại tin đồn truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người làm một trạm thu phát âm thanh cực kỳ hiệu quả. Người ngoại quốc từng nói người Trung Quốc có một nhược điểm chung chính là không có chuyện gì thích xem náo nhiệt, hàng xóm chỉ cần phát ra một âm thanh là kinh động cả người trong thôn. Người dân thường là như vậy, ai không có tâm lý hả hê? Ai không phải là người thích thêm mắm dặm muối? Chỉ cần không liên quan và tổn hại đến lợi ích của mình thì người người đều giỏi bịa đặt, mỗi người đều là một trạm tung tin đồn thất thiệt. Những lời đồn đãi này tuy có nhiều phiên bản không đồng nhất, thế nhưng đại đa số đều cho rằng lần này Đảng Hằng sẽ xảy ra chuyện chủ yếu là vì Chủ tịch Vương sẽ ra tay. Lời đồn cuối cùng cũng truyền vào trong tai Vương Tử Quân, sau khi nghe được thì hai hàng chân mày của Vương Tử Quân khẽ nhíu lại. Tuy những tin đồn này là vô căn cứ và rõ ràng là suy nghĩ lung tung, thế nhưng nó cũng có thị trường riêng của mình. Vương Tử Quân nhìn thân cây tươi tốt trong chậu, sau đó nói với Thái Nguyên Thương ở trước mặt mình. Thư ký trưởng, anh tin tưởng tin đồn kia không? Thái Nguyên Thương có chút do dự, lúc này mới nói. Chủ tịch Vương, tôi không tin. Tôi cảm thấy ngài nếu muốn đối phó với thư ký trưởng đảng thì căn bản không cần dùng thủ đoạn thế này. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, hắn cầm lấy một cây kéo nhỏ trên mặt bàn, dùng nó cắt đi những chiếc lá khô trên thân cây. Lúc này hắn mới khẽ nói. Đảng Hằng là một người tốt, rất tốt. Thái Nguyên Thương cực kỳ thừa nhận những lời của Vương Tử Quân, vì hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền là Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân có chút xích mích và áp chế lẫn nhau, thế cho nên quan hệ giữa hai vị thư ký trưởng hai khối văn phòng cũng cực kỳ quan trọng. Nếu so sánh với một Đảng Hằng là thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy thì Thái Nguyên Thương vẫn còn kém hơn một chút. Tuy hắn cũng là thư ký trưởng nhưng nếu so sánh với địa vị thường ủy của Đảng Hằng thì thật sự có nhiều chênh lệch. Địa vị thư ký trưởng rất đặc thù, dưới một người trên mọi người. Thường thì sẽ là người đại biểu cho lãnh đạo, có quyền lực ẩn giấu. Quyền lực ẩn giấu như vậy còn lớn hơn cả quyền lực thông thường, nó làm cho năng lượng hoạt động và không gian hoạt động của con người càng thêm rộng lớn. Chương 602 cùng chung vinh nhục. Nhưng trước nay Đảng Hằng căn bản chưa từng bày ra cái giá của một thường ủy thị ủy, hai người Thái Nguyên Thương và Đảng Hằng liên hệ với nhau cực kỳ thuận lợi, điều này không khỏi làm cho Thái Nguyên Thương cảm thấy bội phục. Trong lòng Thái Nguyên Thương, dù giả vờ liên hệ hay thật tình liên hệ cũng như nhau, bây giờ hắn không hy vọng Đảng Hằng ảm đạm rớt đài, nhưng lúc này có ai có thể cản được sự thật là Đảng Hằng sẽ phải đi. Đảng Hằng cúi đầu rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Đồng, lúc này tâm tình của hắn rất bức bối, nguyên nhân không phải là Đồng Quốc Khánh có câu trả lời không thuyết phục, không cho ra đáp án hắn cần, mà căn bản chính là cú điện thoại của vợ. Đảng Hằng nghĩ đến giọng điệu vốn dịu dàng hòa nhã của vợ, trong lòng chợt bùng sóng. Lúc bắt đầu hắn còn nhẫn nại vì mình có lỗi, thế nhưng cuối cùng lại không nhịn được phải ồn ào một trận. Ly hôn. Không biết vì sao hai chữ này lại từ trong miệng phát ra, khi bên kia cúp điện thoại thì Đảng Hằng ở bên này càng thêm lo lắng. Thư ký trưởng đảng. Khi Đảng Hằng cất bước về phía trước, trong hành lang có người khẽ lên tiếng chào hỏi. Đảng Hằng liếc mắt nhìn, hắn phát hiện đó là một thư ký trong văn phòng thị ủy, hắn khẽ gật đầu rồi tiếp tục cất bước. Có nghe nói gì không? Thư ký trưởng đảng của chúng ta thật sự quá may mắn, không ngờ một đóa hoa tươi đẹp của đài truyền hình thành phố lại rơi vào trong tay thư ký trưởng. Hi hi, nghe nói năm xưa anh cũng từng theo đuổi một đóa hoa, bây giờ nghe thấy sự kiện của thư ký trưởng đảng, anh có ý kiến gì không? Tôi muốn làm thư ký trưởng. Đi chết đi, loại người như anh mà đòi làm thư ký trưởng. Theo tôi thấy thì anh trước tiên nên làm tốt công tác thư ký, chờ đến khi đúng niên hạn, biết đâu cũng có thể được đề bạt. Khi đó anh hoàn toàn có thể biến thành trâu già gặm cỏ non, nhưng khi đó nữ nhân vật chính căn bản không còn là mối tình đầu của anh nữa rồi. Ha ha ha, tôi thích như vậy. Những âm thanh rì rầm nói chuyện với nhau từ góc khuất hành lang truyền đến, Đảng Hằng nghe những lời như vậy mà cảm thấy tức giận. Hắn không ngờ lúc này lại có người đứng đó nói những lời tùy ý bố trí chính mình. Dưới cơn thịnh nộ hắn định hét lớn một tiếng. Thế nhưng năm chữ trâu già gặm cỏ non lại giống như một cái vòng kim cô cứ liên tục hiện lên và bóp chặt ý nghĩ của hắn.
Mình là một con trâu già sao? Đảng Hằng không khỏi đưa mắt nhìn vào chính mình trong tấm kính cách đó không xa, hắn thấy bên trong là một người đàn ông trung niên suy sụp tinh thần nhìn về phía mình. Lúc này một cảm giác bi thương xuất hiện trong lòng, hắn muốn mở miệng quát lớn một tiếng, thế nhưng lại nhanh chóng nuốt lời vào bụng. Đảng Hằng về phòng mà trong lòng cực kỳ mất vui, hắn đốt một điếu thuốc, khi khói thuốc càng bốc lên mờ mịt thì hai hàng chân mày hắn càng thêm nhíu chặt. Sự kiện lần này đã phát triển quá nhanh, căn bản là hắn không thể nào khống chế trong tay mình được nữa. Đồng thời hiện tại thái độ của Đồng Quốc Khánh khá mập mờ, càng làm cho Đảng Hằng cảm thấy thời gian của mình ở thành phố Đông Bộ không còn dài nữa. Sự việc này cũng không thể trách được Đồng Quốc Khánh, dù sao với tình huống của Đồng Quốc Khánh vào lúc này cũng không thật sự quá tốt. Đảng Hằng nghĩ đến Đồng Quốc Khánh mà không khỏi sinh ra cảm giác thương cảm, vị thủ trưởng này đến thành phố Đông Bộ vốn có ý nghĩ muốn thiết lập kế hoạch lớn, thế nhưng đụng phải một trợ thủ khó chơi như Vương Tử Quân. Lúc này đừng nói là thi triển kế hoạch lớn, chỉ cần Đồng Quốc Khánh có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện cân bằng thì đã là một kết quả quá tốt rồi. Rời khỏi thành phố Đông Bộ đến một đơn vị nào đó nhận một chức quan nhà hạ cũng rất tốt. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Đảng Hằng, tâm tình không yên chợt giảm đi vài phần. Tuy Đảng Hằng vẫn cảm thấy không cam lòng, thế nhưng lúc này sự việc đã rõ rành rành, còn không bằng rời khỏi nơi đây cho rồi. Đảng Hằng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn khẽ đẩy văn kiện trên bàn làm việc, trong đầu hắn chợt lóe lên gương mặt hai người nói chuyện với nhau lúc vừa rồi. Dù hắn không nhìn thấy mặt hai người kia, thế nhưng hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy thời gian không ngắn, hắn vẫn có thể căn cứ vào giọng nói để biết đối phương là ai. Nếu như nói vừa rồi Đảng Hằng làm việc còn có chút kiêng kỵ, bây giờ hắn thật sự không nghĩ quá nhiều như vậy nữa. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó gọi điện thoại cho phó thư ký trưởng chủ quản văn phòng thị ủy Trần Trạch Bân. Sau khi hai bên nói vài câu chào hỏi, hắn khẽ nói. Trạch Bân, công tác văn phòng của các anh làm thế nào vậy? Quản lý hồ sơ khó khăn như vậy sao? Hôm nay lãnh đạo tỉnh ủy đặc biệt gọi điện thoại đến, nói rằng chúng ta quản lý hồ sơ không được tốt. Trần Trạch Bân dù biết Đảng Hằng sẽ phải đi, thế nhưng càng là lúc này hắn càng không dám đắc tội với Đảng Hằng. Dù sao lúc này Đảng Hằng còn là thư ký trưởng, là lãnh đạo trực tiếp của mình, hơn nữa còn là thường ủy thị ủy. Tuy đối phương sắp bị đẩy đi, thế nhưng bây giờ nếu muốn làm khó chính mình, chỉ sợ chính mình khó thể nào tránh né đi đâu được. Vì thế mà Trần Trạch Bân thật sự đặt tư thái của mình xuống rất thấp. Thư ký trưởng, không làm tốt công tác quản lý hồ sơ chính là trách nhiệm của tôi, thật sự là tôi công tác còn chưa suy xét được toàn diện. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm, sẽ chú trọng công tác quản lý hồ sơ. Nhất định sẽ chú trọng công tác quản lý hồ sơ. Trần Trạch Bân vừa nói vừa thầm mắng một câu, cái quái gì mà quản lý hồ sơ. Hừ, bình thường chẳng ai thèm chú ý đến vấn đề này, bây giờ chuyện lớn còn chưa qua, sao lại đề cập đến chuyện nhỏ này làm gì? Đảng Hằng gật đầu nói. À, Trạch Bân, anh nhận thức như vậy là rất tốt. Văn phòng thị ủy chúng ta chính là trái tim của cả thành phố, dù là công tác gì cũng phải được thực hiện cực kỳ cẩn thận. Tôi cũng biết rõ anh quản lý văn phòng thị ủy và rất bận rộn, rất nhiều thứ căn bản là quá bận rộn và cũng không có thời gian chú ý đến. Thư ký trưởng đảng xem như nói một câu tiếng người. Trần Trạch Bân tuy nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng, hắn nhanh chóng chặn lại. Thư ký trưởng đảng vừa rồi phê bình rất đúng, là tôi có vấn đề trong công tác phối hợp. Sau này nhất định sẽ sửa lại, sẽ không để ảnh hưởng đến thể diện của lãnh đạo. À, Trạch Bân, thật ra tôi cũng không phải phê bình anh, nhưng sự việc đều là bị ép. Anh cũng muốn làm tốt công tác của văn phòng thị ủy, điều này là tôi hiểu rõ. Công tác quản lý hồ sơ không được tốt, chẳng phải vì nguyên nhân không có người sao. Thế này đi, tôi sắp xếp cho anh hai người, anh cần phải dùng người đúng chỗ để nắm bắt thật tốt công tác này. Đảng Hằng nói rồi báo ra hai cái tên. Trần Trạch Bân nghe hai cái tên mà Đảng Hằng nói ra, sau khi suy xét một chút thì xem như hiểu có chuyện gì xảy ra. Hai người này chính là những kẻ nổi tiếng lắm miệng và không chú ý ăn nói trong văn phòng thị ủy, không có việc gì chỉ thích bàn luận lung tung. Bây giờ Đảng Hằng sinh chuyện, bọn họ càng bàn luận mạnh mẽ và không xem ai ra gì. Xem ra sự việc đã rơi vào tai Đảng Hằng, xem như thư ký trưởng đảng đã bị chọc giận. Chương 603 cùng chung vinh nhục. Trong văn phòng thị ủy thì nhàn nhã nhất chính là phòng hồ sơ, dù đây là biên chế cấp cục, hơn nữa nghe lại rất êm tai, thế nhưng nơi đây ngoài quản lý hồ sơ thì căn bản chẳng có chút quyền lực nào. Nếu người nào bị sắp xếp vào chỗ này, căn bản không khác nào đi dưỡng lão.
bây giờ hai người kia được sắp xếp vào phòng hồ sơ, ý nghĩa của nó là thế nào thì ai cũng hiểu được. Trần Trạch Bân thầm mắng hai tên khốn xui xẻo kia làm mình bị liên lụy, thế nhưng trong miệng lại nói. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi đang lo lắng nên làm ra để triển khai mở rộng công tác của phòng hồ sơ, ngài sắp xếp như vậy thật sự làm cho tôi tràn đầy niềm tin vào công tác của phòng hồ sơ về sau này. Đàng Hằng cười cười nói một câu khuyến khích rồi trực tiếp cúp điện thoại, bây giờ đối với hắn thì chẳng có gì cần khách khí, dù sao thì hắn cũng sắp đi đến nơi rồi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Đàng Hằng cầm lấy điện thoại alo một tiếng, hắn chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh lo lắng của Ôn Tiểu Ngọc. Hắn cố gắng thả lỏng chính mình, sau khi khuyên nhủ Ôn Tiểu Ngọc vài câu thì trầm giọng nói với Ôn Tiểu Ngọc. Không cần lo lắng, không có chuyện gì cả. Sự việc giết gà dọa khỉ của Đàng Hằng nhanh chóng truyền khắp thành phố Đông Bộ, hai tên cán bộ xui xẻo bị điều đến phòng hồ sơ càng làm cho người ta cảm thấy hả hê, đồng thời cũng phải cố gắng áp chế chính bản thân mình. Tuy thư ký trưởng Đàng Hằng có thể không làm gì được bọn họ, thế nhưng nếu lúc này Đàng Hằng ra tay, nếu không có hậu trường vững thì cũng khó nói. Đàng Hằng rất có thể sẽ ném anh vào trong một cơ quan không có thực quyền, sau này dù anh có nhảy ra khỏi vị trí đáng xấu hổ kia cũng rất mất mặt, còn mang tiếng mở miệng nghị luận về lãnh đạo, đeo thanh danh bỏ đá xuống giếng, thế cho nên xoay người phát triển là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là sự kiện thi tuyển cán bộ, hầu như không còn mấy người thảo luận về vấn đề này, dù có người nghị luận thì cũng không còn được như trước. Ngày mốt trưởng ban Trần sẽ rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Kết quả của sự việc ở huyện Lâm Hoàn sẽ phải báo cáo cho lãnh đạo vào ngày mai. Trong phòng họp của thành phố Đông Bộ, các vị thường ủy thị ủy đều tập trung đông đủ, cả đám cực kỳ nghiêm túc nghe bí thư ủy ban kỷ luật La Kiến Cường báo cáo về sự kiện thi tuyển cán bộ. Dựa theo quy định, Đàng Hằng là người trong cuộc phải không được tham gia, thế nhưng đại đa số đều nghĩ đây là một hội nghị đi ngang sân khấu, cũng không ai nói ra điều này. Dù sao thì người ta cũng sắp đi. Cũng không ai muốn đâm thêm một đao để người khác nói này nói nọ. Sự việc rất đơn giản, hơn nữa người trong cuộc cũng thừa nhận có chào hỏi, chuyện này sẽ không còn tranh luận gì lớn. Sau khi La Kiến Cường lên tiếng thì từng ánh mắt chuyển lên người Đàng Hằng. Đàng Hằng là người trong cuộc, lúc này ai cũng chú ý đến hắn. Từ sau khi đi vào phòng họp thì hắn luôn ngẩng cao đầu, hắn biết rõ đây là hội nghị thường ủy cuối cùng của mình ở thành phố Đông Bộ, thế cho nên cần phải để lại ấn tượng tốt một chút. Từ khi đi vào thành phố Đông Bộ đến nay thì Đàng Hằng luôn cực kỳ ẩn nhẫn, vì công tác mà hắn không thể không cúi đầu xuống thấp, thế nhưng bây giờ hắn ú ôn ngẩng cao đầu một chút, dù sao thì cũng sắp đi, không có gì cố kỵ. Bí thư Đồng, các vị thường ủy, tôi là người phụ trách công tác tuyển chọn cán bộ lần này, tôi thật sự không thể trốn tránh trách nhiệm. Sở dĩ tạo nên cục diện bị động như vậy, tôi cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là công tác tổ chức không được làm tốt. Vì vậy tôi yêu cầu thường ủy đề xuất phê bình công tác của chúng tôi, bản thân tôi càng phải gánh trách nhiệm. Dưới bầu không khí trầm mặc, Tưởng Tuệ Minh lên tiếng phá vỡ tình huống khó xử. Đàng Hằng nghe lời của Tưởng Tuệ Minh mà thầm cười lạnh, hắn đã xác định mình sẽ đi, thế cho nên nghe những lời phê bình của Tưởng Tuệ Minh, dù đối phương nói rất hay nhưng thực tế lại nói cho tất cả mọi người biết mình không có vấn đề, cũng không phải gánh trách nhiệm. Xem ra trong mắt Bí thư Đồng Quốc Khánh thì Tưởng Tuệ Minh quan trọng hơn so với mình, Đàng Hằng chợt sinh ra ý nghĩ như vậy, thế là ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đồng Quốc Khánh. Lúc này Đồng Quốc Khánh đang đưa mắt nhìn tất cả mọi người, đồng thời cũng nhìn về phía Đàng Hằng. Khi ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Đàng Hằng không thấy được chút biểu cảm nào trong ánh mắt của Bí thư Đồng. Tôi đồng ý với lời nói của trưởng phòng Tưởng, phòng tổ chức thật sự cần phải xem xét lại sau sự kiện lần này. Âm thanh của Đồng Quốc Khánh tuy không cao nhưng vang lên trong bầu không khí bị đè nén lại giống như tiếng chuông vào buổi sáng sớm, tác động vào sâu trong màng nhĩ mỗi con người. Ngoài ý kiến của trưởng phòng Tưởng, còn ai có ý kiến gì không? Đồng Quốc Khánh nói, tiếp tục đưa mắt nhìn các vị thường ủy thị ủy. Đám thường ủy thị ủy đều biết hội nghị hôm nay được mở ra vì mục đích gì, thế cho nên cả đám đều giống như biến thành con tò he bằng kim cương, căn bản là câm như hến. Dù trong mắt đại đa số mọi người thì sự kiện Đàng Hằng rời khỏi thành phố Đông Bộ căn bản không còn là gì cần nghi vấn, ai cũng biết bây giờ có đập thêm một viên gạch lên đầu Đàng Hằng cũng không có tác dụng gì, thế cho nên cũng không ai muốn đắc tội Đàng Hằng. Dù sao thì con người cũng ba chìm bảy nổi, luôn có thời điểm sẽ gặp lại nhau, giữ lại một phần tình cảm dù sao cũng tốt hơn vạch mặt làm khó. Ánh mắt Đồng Quốc Khánh vẫn tiếp tục quét một vòng, lúc này vẫn không ai mở miệng. Hắn cũng không thu hồi ánh mắt. Nhưng sau đó ánh mắt rơi lên người Đàng Hằng. Dù không mở miệng,
thế nhưng Đảng Hằng là người đi theo Đổng Quốc Khánh nhiều năm, hắn biết rõ ý nghĩ của Đổng Quốc Khánh vào lúc này, hắn hiểu bí thư Đổng đang ép mình phải tỏ thái độ. Lúc này hắn phải đứng ra gánh vác trách nhiệm của chính mình. Trước khi tham gia hội nghị thì Đảng Hằng đã có chuẩn bị rất đầy đủ và kỹ càng, nhưng lúc này khi hắn sắp sửa mở miệng, hắn mới cảm nhận được trong hội nghị thường ủy hôm nay, mình mở miệng thật sự cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó chịu. Đảng Hằng không sợ rời khỏi thành phố Đông Bộ, nhưng nếu rời khỏi nơi này với bộ dạng chó nhà tang như vậy thật sự khó thể nào chịu đựng được. Nhưng tình hình vào lúc này là như vậy, ai có thể cứu vãn được hắn đây? Đổng Quốc Khánh có thể sao? Đảng Hằng khẽ lắc đầu, hắn cắn cắn môi, cảm giác cay đắng làm cho hắn thật sự rất khổ sở. Nhưng lúc này dù có khổ sở thế nào cũng không được gì cả, hắn vẫn phải nuốt răng vào trong bụng mà thôi. Tuy Đảng Hằng không muốn ảm đạm rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế nhưng tình thế ép buộc, dù hắn rời đi vẫn cần có tôn nghiêm của mình. Bí thư Đổng, tôi muốn nói hai câu. Khi Đảng Hằng chuẩn bị mở miệng thì không ngờ trong phòng họp lại vang lên một âm thanh như vậy, Đảng Hằng nghe thấy âm thanh trong sáng này mà trái tim chợt run lên. Chương 604 cùng chung vinh nhục. Không phải sao, còn gì cần phải sợ. Đảng Hằng nhìn gương mặt trẻ tuổi và tràn đầy sức sống ở phía bên kia mà cảm thấy trong lòng không biết từ khi nào sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn cố gắng áp chế cảm giác của mình. Hắn trừng mắt nhìn người phía bên kia, đó là người làm cho Đổng Quốc Khánh kiêng kỵ 10 phần, hắn cố gắng áp chế chính mình, chỉ sợ mình sẽ nổi giận. Vương Tử Quân mở miệng làm cho bầu không khí trầm lắng trong phòng chợt có thêm vài phần sức sống. Đám người Trúc Phu Bình và vài vị thường ủy thân cận với Vương Tử Quân vốn tham gia hội nghị thường ủy lần này chỉ là có ý xem náo nhiệt, bây giờ cả đám mở vở ra, giả vờ chăm chú lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Vương Tử Quân. Lúc này hai hàng chân mày của Đổng Quốc Khánh cũng khẽ nhíu lại, hắn nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng thầm kêu khổ. Thật sự sợ gì sẽ gặp đó, Đổng Quốc Khánh vốn thông qua hội nghị thường ủy lần này để cho Đảng Hằng gánh chịu tất cả, lại không ngờ Đảng Hằng có bộ dạng như vậy. Hơn nữa Vương Tử Quân lại muốn lên tiếng. Đối phương chẳng lẽ không chịu bỏ qua như vậy sao? Đổng Quốc Khánh lúc này cực kỳ tức giận, cảm giác nổi nóng lên đến tận đỉnh đầu. Hắn tuy cực kỳ nổi giận nhưng cũng chỉ có thể áp chế chính mình, vì bây giờ hắn căn bản không có thủ đoạn gì có thể áp chế được Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi cũng đang muốn hỏi ý kiến của anh, bây giờ là lúc thành phố chúng ta đang ở vào giai đoạn khó khăn, các đồng chí đang khổ sở xử lý vấn đề. Dù thế nào cũng không thể tự tạo nên ấn tượng xấu được. Lời nói của Đổng Quốc Khánh rõ ràng là có ý uy hiếp, thế nhưng Vương Tử Quân nghe thấy rất rõ ràng, đó chính là yêu cầu mình không nên làm phức tạp vấn đề, khinh người quá đáng, nếu không thì chẳng ai có được chỗ tốt. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí thư Đổng chỉ thị như thác đổ, tôi sẽ nhất định chứng thực chỉ thị của lãnh đạo. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn đẩy văn kiện trước mặt mình lên rồi nhàn nhạt nói tiếp. Năm nay thành phố Đông Bộ chúng ta dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đổng mà có thành tích phát triển không nhỏ, đặc biệt là phương diện phát triển kinh tế và công tác tổ chức càng có nhiều đổi mới, lấy được nhiều thành tích làm cho người ta coi trọng. Đổng Quốc Khánh nghe được những lời tâng bốc của Vương Tử Quân mà thiếu chút nữa giận đến mức miệng mũi sai lệch, nếu như là người khác đề cao và tán dương mình như vậy thì Đổng Quốc Khánh biết đâu sẽ tỏ ra cực kỳ vui sướng. Thế nhưng lúc này những lời nịnh nọt của Vương Tử Quân rơi vào trong tai lại làm cho hắn sinh ra cảm giác rất khó chịu, sinh ra hương vị khác thường. Dưới sự dẫn dắt của mình, hi hi, Vương Tử Quân anh nào có bao giờ dưới sự lãnh đạo của tôi? Nhưng những lời như vậy Đổng Quốc Khánh chỉ có thể đặt trong lòng, căn bản không thể nào nói ra khỏi miệng. Đổng Quốc Khánh nổi giận thì Đảng Hằng lại có chút run rẩy, Vương Tử Quân lúc này đang mở miệng khẳng định công tác trong năm qua. Thế nhưng hắn biết rõ ràng là như vậy thì tội của mình sẽ càng lớn. Nếu hắn gánh trách nhiệm lớn, như vậy tình huống rời khỏi thành phố Đông Bộ sẽ càng thêm ảm đạm. Nhưng chính lúc này Đảng Hằng có thể nói được gì? Dù hắn thật sự không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể lắng nghe mà thôi. Trúc Phu Bình híp mắt nhìn Vương Tử Quân, nhưng cũng không phải chỉ nhìn bình thường, cây bút trong tay vẫn liên tục hoạt động. Tôn Quốc Lĩnh ngồi cách đó không xa thấy rõ Bí thư Trúc đang ghi lên hàng loạt con số. Xem ra Trúc Phu Bình sắp phát động thế tấn công theo Vương Tử Quân, Tôn Quốc Lĩnh tuy không thấy rõ Trúc Phu Bình ghi thêm những thứ gì, thế nhưng biết rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì, vì vậy chợt cảm thấy một lát nữa mình cũng cần lên tiếng. Có được thành tích là nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người, nhưng chuyện xảy ra vào hai ngày gần đây lại kéo hình tượng của thành phố Đông Bộ chúng ta xuống dốc. Nếu như chúng ta không xử lý tốt vấn đề này, chỉ sợ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến thành phố Đông Bộ chúng ta.
Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng, Đảng Hằng nghe lời nói của Vương Tử Quân, tuy hắn vẫn quật cường ngẩng đầu, thế nhưng cũng biết rõ sắp có cái mũ chụp xuống đầu mình. Bây giờ là lúc gánh vác trách nhiệm, Vương Tử Quân đã đề cao thành tích trong năm qua, thế cho nên trách nhiệm của Đảng Hằng cần phải gánh vác sẽ càng thêm lớn. Đồng Quốc Khánh cũng không mở miệng, những người khác cũng không dám nói lời nào, bọn họ đang chờ Vương Tử Quân nói tiếp. Cũng có người đang chuẩn bị từ ngữ để lên tiếng sau Vương Tử Quân, sẽ nói ra những lời rạch mặt với Đảng Hằng. Điều chúng ta cần làm bây giờ, tôi cho rằng chúng ta cần phải loại trừ ảnh hưởng của sự việc lần này. Vương Tử Quân nói rồi nhìn thoáng qua Đảng Hằng, lại nói tiếp. Mà không phải là xử lý người. Vương Tử Quân nói ra 7 chữ cuối cùng, thế nhưng 7 chữ này lại làm cho trái tim người ta phải run lên, đặc biệt là Đảng Hằng. Sau khi hắn nghe được 7 chữ của Vương Tử Quân, hắn thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình, khoảnh khắc này hắn thật sự không tin đó là thật. Loại trừ ảnh hưởng mà không phải là xử lý người, tuy chỉ là một quan điểm thế nhưng lại làm cho Đảng Hằng cảm thấy lệ nóng dâng trào. Tuy tính mẫn cảm chính trị làm cho hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy, thế nhưng đối phương vào thời điểm này có thể lên tiếng giúp đỡ chính mình, điều này thật sự làm cho hắn sinh ra cảm động. Đồng Quốc Khánh cũng cực kỳ khiếp sợ, hắn giật mình và không khỏi đưa mắt nhìn đám người chung quanh. Khi thấy vẻ mặt lắp bắp sợ hãi của mọi người, còn có vẻ mặt biến đổi bất định của Đảng Hằng, trong lòng hắn xem như hiểu rõ vấn đề. Chính mình hiểu rõ thì như thế nào? Đồng Quốc Khánh lúc này cảm thấy trong lòng chua xót, hắn tuy hiểu ý đồ của Vương Tử Quân, thế nhưng dù hắn hiểu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tử Quân áp dụng mà thôi. Đồng Quốc Khánh căn bản không thể nào cản lại được, điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ khổ sở. Chủ tịch Vương có biện pháp loại trừ ảnh hưởng của sự việc lần này sao? Đồng Quốc Khánh khẽ ho khan một tiếng, giọng điệu của hắn có vẻ nặng nề lên vài phần. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt khiêu khích của Đồng Quốc Khánh, hắn bình tĩnh nói. Trưởng Ban Trần lần này đến thành phố Đông Bộ chúng ta, tôi cho rằng Trưởng Ban Trần rất hứng thú với công tác thi tuyển cán bộ của thành phố chúng ta, đồng thời cũng rất quan tâm đến phương diện có người tố cáo chúng ta đang thao tác phía sau. Vương Tử Quân nói, hắn cũng không quá khẳng định, thế nhưng đám người ngồi đây trầm ngâm giây lát rồi đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Bọn họ có thể ngồi trên vị trí hôm nay, bọn họ hiểu được ý nghĩ của Vương Tử Quân. Trưởng Ban Trần là lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương, đối với hắn thì phương pháp tuyển chọn cán bộ mới mẻ và chút thao tác bên trong sẽ căn bản không thể giống nhau. Chương 600, năm cùng chung vinh nhục. Trưởng Ban Trần đang cố gắng thúc đẩy đám cán bộ chúng ta tiến lên trong hàng ngũ lãnh đạo, phương pháp tiến cử cán bộ cơ sở vào cơ quan thật sự là một tiêu đề rất hay với Trưởng Ban Trần. Bây giờ tuy chúng ta có xảy ra chút vấn đề, thế nhưng tôi cảm thấy vấn đề này không có gì là xấu. Đảng Hằng cảm thấy da mặt có hơi run, hắn thầm nghĩ trong lòng. Chủ tịch Vương, anh đứng nói chuyện không cảm thấy đau lưng, nếu anh thấy sự việc không phải là xấu, như vậy có lẽ cũng vì sự việc không phát sinh trên người anh mà thôi. Phát sinh trên người Vương Tử Quân. Đảng Hằng lắc đầu vì ý nghĩ không hiểu nguyên nhân của mình, tuy hắn hiểu thế nhưng dù sự việc phát sinh trên người Vương Tử Quân, chỉ sợ sẽ có người ngồi nơi đây đứng lên gánh vác, sẽ không giống như hắn bị người đẩy ngã. Dù là phương án cải cách nào cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ có thất bại và ngăn trở thì chúng ta mới tổng kết được kinh nghiệm, mới có thể tiến đi xa hơn. Chúng ta không sợ xuất hiện vấn đề, chỉ sợ khi xuất hiện vấn đề thì không tìm cách giải quyết mà cố tình lảng tránh mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi dùng ánh mắt tự tin nhìn qua đám người trong phòng, lúc này nói tiếp. Vì vậy tôi cảm thấy chúng ta cần phải loại trừ ảnh hưởng, dù thế nào cũng phải chung tay giải quyết vấn đề này. Chủ tịch Vương, ngài nói xem vấn đề lớn nhất tồn tại trong sự kiện thi tuyển cán bộ lần này là gì? Tưởng Tuệ Minh đặt cây bút trong tay xuống rồi trầm giọng hỏi Vương Tử Quân. Quần chúng quan tâm đến vấn đề gì? Mọi người tranh luận về vấn đề kia là nhiều nhất, chúng ta có thể nhận định đó là vấn đề tồn tại lớn nhất. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tưởng Tuệ Minh, hắn cười cười rồi nói tiếp. Lúc này toàn thành phố đang tranh luận về tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe, như vậy đầu tiên chúng ta bắt tay vào phương diện này. Giải quyết vấn đề tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe, Đồng Quốc Khánh nghe lời đề nghị của Vương Tử Quân thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Lúc này tuy hắn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân rất đúng, thế nhưng hắn giải quyết vấn đề này thế nào? Làm sao có thể để cho trưởng phòng Hứa và trưởng ban Trần thỏa mãn? Chỉ giải quyết vấn đề kiểm tra sức khỏe trong thi tuyển cán bộ thì sẽ giải quyết được vấn đề này sao? Nếu Vương Tử Quân đã cho ra cao kiến như vậy, sao mình còn không ném chuyện này ra? Làm tốt thì hai bên sẽ vui vẻ,
làm không xong sẽ chẳng có tổn hại gì với mình. Đồng Quốc Khánh thầm hạ quyết tâm, thế là hắn cười cười nói. Nếu Chủ tịch Vương đã có lòng tin giải quyết vấn đề này như vậy, tôi cho rằng nên để cho Chủ tịch Vương nắm ấn soái, tôi và các vị thường ủy sẽ nghe theo chỉ thị của Chủ tịch Vương, sẽ loại trừ những ảnh hưởng của sự kiện lần này với thành phố Đông Bộ chúng ta. Đồng Quốc Khánh nói ra một câu như vậy thật sự xem như ném tất cả quyền lợi cho Vương Tử Quân, thế nhưng đám người ngồi đây đều hiểu vấn đề, đó chính là ném quyền lợi và đặt trách nhiệm lên người Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân làm không xong, như vậy trách nhiệm lớn nhất sẽ thuộc về Vương Tử Quân. Vẻ mặt Trúc Phu Bình chợt biến đổi, hắn chuẩn bị mở miệng, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị lên tiếng thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói. Cảm ơn Bí Thư Đồng đã tín nhiệm, nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách khí. Sự việc diễn biến như một vở kịch, làm cho người ta thật sự không kịp phản ứng. Đảng Hằng là người trong cuộc, hắn cảm thấy không tin tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Hắn biết rõ tình huống này nếu Vương Tử Quân làm tốt công tác giải quyết vấn đề, như vậy hắn sẽ không bị xử lý nặng tay. Hội nghị thường ủy kết thúc rất nhanh, trước khi chấm dứt hội nghị thì một tổ lãnh đạo giải quyết lực ảnh hưởng của sự kiện vừa rồi được thành lập vội vang với Vương Tử Quân là tổ trưởng, Đồng Quốc Khánh là bí thư tổ lãnh đạo, các vị thường ủy khác là thành viên. Khi nhắc đến vị trí chủ nhiệm văn phòng tổ lãnh đạo, Vương Tử Quân chỉ vào Đảng Hằng nói. Thư ký trưởng đảng, anh là quản gia lớn nhất trong thành phố Đông Bộ, lúc này tất cả công tác hậu cần của tổ lãnh đạo đều đặt lên người anh. Đảng Hằng thật sự không ngờ Vương Tử Quân lúc này lại bổ nhiệm mình vào một vị trí quan trọng như thế, dù chức vụ chủ nhiệm văn phòng tổ lãnh đạo này chỉ là hư danh, thế nhưng Vương Tử Quân có thể giao nó cho mình, điều này đã nói rõ Chủ tịch Vương vẫn còn tin tưởng vào mình. Chủ tịch Vương, tôi sẽ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đảng Hằng do dự giây lát, sau đó hắn ngẩng đầu lên và suy nghĩ thông suốt tất cả. Kẻ đáng chết sẽ phải chết, nếu chính mình đã bị ép vào kết cục phải ảm đạm xuống đài, không bằng đi theo Vương Tử Quân mở một đường máu cho chính mình. Sau khi kết thúc hội nghị thì Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, còn chưa ngồi vững thì Tôn Quốc Lĩnh đã đi đến. Tôn Quốc Lĩnh không chờ Vương Tử Quân lên tiếng đã dùng giọng gấp gáp nói. Chủ tịch Vương, chuyện này vốn không liên quan gì đến chúng ta, ngài cần gì phải ôm vào người cho mệt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp của Tôn Quốc Lĩnh, hắn biết Tôn Quốc Lĩnh tỏ ra vội vàng như vậy là có vài phần ý nghĩ muốn lấy lòng mình. Nhưng nếu nhìn vào nhiều khía cạnh khác, Tôn Quốc Lĩnh lại đang thể hiện lòng trung thành với mình. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn vừa cho Tôn Quốc Lĩnh ngồi xuống vừa cười nói. Quốc Lĩnh, chuyện này tôi cũng đã suy xét qua rồi, tuy sự việc không liên quan đến chúng ta, thế nhưng thành tích của thành phố Đông Bộ sẽ vì nó mà bị phủ quyết đi vài phần. Chúng ta đã khổ sở công tác một năm mới có được thành tích, tuyệt đối không thể nào cắt xén đi được. Tôn Quốc Lĩnh nhìn gương mặt chăm chú của Vương Tử Quân. Hắn thở dài một hơi nói. Chủ tịch Vương, tâm tư của anh thật sự rất tốt, thế nhưng tôi cảm thấy không phải tất cả đều tiếp nhận lòng tốt của anh, đặc biệt có một số người sẽ chơi trò bỏ đá xuống giếng. Điều này anh cứ yên tâm, tôi đã đồng ý xử lý sự việc này, tôi sẽ luôn nắm chắc vấn đề. Vương Tử Quân nở nụ cười tự tin với Tôn Quốc Lĩnh, sau đó khẽ nói. Tôn Quốc Lĩnh nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn không phải không tin Vương Tử Quân không xử lý được vấn đề. Nhưng hắn cảm thấy vấn đề này quá lớn, thật sự khó giải quyết cho xong. Vương Tử Quân uống một ngụm trà, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ như thủy triều. Tuy vừa rồi hắn nói rất hay, thế nhưng thật ra hắn còn có một ý nghĩ khác, cũng vì ý nghĩ này mà hắn mới quyết định tiếp nhận nhiệm vụ. Kiếp trước cũng tổ chức nhiều cuộc thi tuyển cán bộ, thế nhưng ngay từ đầu căn bản không ai thống nhất tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe, thế cho nên không ít người vì nguyên nhân này mà trước đó cố gắng biết bao nhiêu lại xem như đổ sông đổ biển. Kiếp trước Vương Tử Quân cũng tỏ ra cực kỳ căm phẫn về vấn đề kiểm tra sức khỏe như vậy, nhưng đó là sự việc ván đóng thuyền, căn bản không thể nào cứu vãn được. Tuy sau này có thống nhất tiêu chuẩn, thế nhưng những người trước đó bị loại bỏ vẫn không chút nào thay đổi, tương lai chính trị bị chôn vùi. Bây giờ Vương Tử Quân có cơ hội, hắn cảm thấy bọn họ Trần rất coi trọng công tác thi tuyển cán bộ của thành phố Đông Bộ, sự kiện lần này càng làm cho hắn cảm thấy có cơ hội. Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân làm việc gì cũng phải suy xét cho mình, thế nhưng có vài sự kiện xảy ra, chỉ cần nguy hiểm không quá lớn, hắn sẽ dùng lực của mình để thúc đẩy thay đổi vài thứ. Tôn Quốc Lĩnh nhìn gương mặt trầm mặc của Vương Tử Quân, hắn há miệng định nói gì đó, thế nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Quốc Lương đi vào nói. Chủ tịch Vương, thư ký trưởng đảng đến. Đảng Hằng đến, Vương Tử Quân cười cười nói. Trực tiếp cho thư ký trưởng đi vào.
sao lại để cho thư ký trưởng phải chờ? Chương 601 một có thực lực thì thích ngụy trang, không có thực lực thì giỏi đóng gói. Khoảng thời gian này Đảng Hằng luôn mãi suy nghĩ, đều nói làm đàn ông thật sự khó, thế nhưng muốn làm một người đàn ông thành công lại càng khó hơn. Thật ra nghĩ lại thì thấy đàn ông ở phương diện này rất may mắn, phụ nữ cần phải giữ thân như ngọc, đàn ông thì chẳng cần. Cảm tạ Thượng Đế khi tạo ra con người đã sớm suy xét đến vấn đề này, vì giữ gìn lợi ích vụng trộm của đàn ông, Thượng Đế đã chế tạo ra con người cực kỳ hoàn thiện, dù đàn ông có làm thế nào cũng không sinh ra bất kỳ dấu vết gì khác. Vì thế mà có rất nhiều đàn ông, đặc biệt là loại người ỷ mình có chút bản lĩnh, có chút tướng mạo, có chút chức vụ và khí độ, tất nhiên còn phải có cơ thể cường tráng một chút thường không an phận ở phương diện này. Có hôn nhân dù bình thản thế nhưng cũng phải có thân tình, đó là cảm giác ấm áp không thể nào thiếu đi được, ngay sau đó chính là phải có tình nhân, vì một người phụ nữ sẽ làm cho người đàn ông sinh ra đủ mọi thứ tân kỳ trong cuộc sống, hơn nữa lại có đầy đủ cảm giác khoái hoạt và kích thích. Đảng Hằng lúc đầu cũng thật sự rất thương cảm với vợ mình, thế nhưng đàn ông là một loại động vật trời sinh giỏi so sánh, nếu so sánh vợ với Ôn Tiểu Ngọc, rõ ràng là vợ mình quá nghiêm trang, mỗi lần động vào đều không rền rỉ, không điên cuồng. Anh làm việc của anh, nàng ngủ là việc của nàng, càng khoa trương chính là đôi khi còn thích nghiêng người đọc sách giống như hai người đang làm gì căn bản là không liên quan, tất cả chỉ là gió thổi bên tai mà thôi. Ôn Tiểu Ngọc là một người phụ nữ dẫn dắt Đảng Hằng đi vào một thế giới mới. Hắn cảm nhận được phụ nữ thì ra có hương vị như vậy, đó mới gọi là điên cuồng, có thể nói là điên cuồng và khoái hoạt đến tận xương tủy. Lúc này những cảm giác áy náy với vợ lại biến thành đồng tình với mình, vì sao mình lại không tìm được một người vợ tốt như vậy? Cơ thể Ôn Tiểu Ngọc thật sự quá đẹp, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, có lồi có lõm, đầy đặn mà không mập, trắng nõn tinh xảo lại có hương vị khác biệt. Động tác của nàng trên giường rất đặc sắc, phối hợp rất ăn ý, giống như trời sinh một cặp hai người bọn họ là vợ chồng. Mỗi lần như vậy Đảng Hằng đều vã mồ hôi đầm đìa, trong lòng luôn nghĩ đến câu nói lao động là vinh quang. Sau khi có Ôn Tiểu Ngọc thì hắn mỗi lần nghĩ đến câu nói kia đều cảm thấy buồn cười, điều này làm cho hắn ghi khắc trong lòng. Nhưng sự kiện vừa rồi bùng phát, Đảng Hằng chợt cảm thấy khá vọng chờ mong làm cho người ta cảm thấy lo lắng và nhớ nhung giữa mình và Ôn Tiểu Ngọc căn bản trở nên nhạt nhẽo vô vị. Ngoài vài phần thanh xuân ra thịt thì chẳng có gì hấp dẫn được mình, giống như cũng có lúc ổ khóa bị rỉ sét và rơi xuống. Đảng Hằng vốn như đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trong quan trường có lưu hành một câu như thế này, nếu không quản được thắt lưng quần của mình, như vậy còn làm được chuyện gì lớn nữa chứ? Đảng Hằng nghĩ như vậy mà tâm tình bùng phát như thủy triều, hắn hầu như cảm thấy rất bức bối. Dù hắn cố gắng an ủi chính mình, nhưng chỉ có tự hắn biết được, tất cả mọi thứ chỉ là cố gắng bày vẻ ra mà thôi. Hắn thầm báo cho chính mình biết phải cố gắng đứng vững, tương lai chính trị của hắn mới là thứ cực kỳ quan trọng, đừng nói là những thứ tình cảm linh tinh, những trò thư giãn ở bên ngoài dù thế nào cũng cần phải che đậy lại. Tình thế trước mắt vô cùng cấp bách, người phụ nữ kia đã không còn gì quan trọng nữa rồi, quan trọng là triệt để giải quyết những vấn đề phát sinh từ cô nàng này là được. Trong mắt Đảng Hằng thì Vương Tử Quân luôn là người cực kỳ khó thể nào suy xét cho rõ ràng, khó thể nào nhìn được ý nghĩ, người này dù khó chịu cũng có thể nhìn. Khó đi có thể làm, dù bị bắt chẹt cũng có thể vượt qua. Chỉ cần nhìn vào phía những điểm này thì có thể thấy Vương Tử Quân là một người cực kỳ có khả năng, chỉ là khi Đảng Hằng rơi vào tình huống nước sôi lửa bỏng thì Vương Tử Quân sẽ có thái độ gì? Bàng quan sao, hay là bỏ đá xuống giếng, hay đứng nhìn bằng ánh mắt hả hê? Đảng Hằng đi vào phòng thư ký của Vương Tử Quân, Triệu Quốc Lương cũng không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, luôn khách khí với hắn. Trong mắt Đảng Hằng thì viên thư ký trẻ tuổi kia gần đây càng thêm trầm ổn, bình thường cũng không nói nhiều, lại là người tai thính mắt tinh, trong lòng tươi sáng. Trong quan trường thì thư ký và lãnh đạo luôn cùng chung vinh nhục, mọi người thường có thói quen suy nghĩ theo kiểu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, vì thế mọi người hầu như đều có thái độ nịnh nọt với Triệu Quốc Lương. Thế nhưng tiểu tử Triệu Quốc Lương này rất thông minh, hắn là người cực kỳ an phận, chỉ cần là những gì có liên quan đến công tác thì sẽ cực kỳ cẩn thận và kín miệng. Hơn nữa cách đối nhân xử thế lại là khách khí với mọi người, điều này làm cho danh tiếng của hắn trong thành phố Đông Bộ là rất cao. Có đôi khi Đảng Hằng nghĩ mình căn bản không có cơ hội làm thư ký trưởng cho Vương Tử Quân vài năm, điều này cũng thật sự đáng tiếc. Đừng nghĩ mình lớn hơn Triệu Quốc Lương vài tuổi mà đắc ý, thế nhưng nhìn vào những phương diện khác thì thấy Triệu Quốc Lương căn bản có nhiều tư chất hơn chính mình. Thân phận thư ký của chủ tịch thành phố là rất đặc thù, tiểu tử này lại không phải hạng người hất hàm sai khiến bừa bãi. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn quan trường nhiều năm của Đảng Hằng, hắn thấy tiểu tử kia đang nằm gai nếm mật,
đang cố gắng ẩn nhẫn, nhất định trong lòng cũng có ý nghĩ của riêng mình nhưng chẳng qua chưa từng đơn giản biểu hiện ra mà thôi. Vương Tử Quân là một người chú trọng cơ duyên, xưa nay luôn có câu ở gần ban công thì sẽ thấy ánh trăng đầu tiên, Triệu Quốc Lương có được điều kiện tốt như vậy, sau này nhất định sẽ thăng chức, hơn nữa tương lai cũng không phải chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Trước khi đi vào báo cáo với Vương Tử Quân thì Triệu Quốc Lương đã nói Đảng Hằng cứ trực tiếp tiến vào phòng làm việc của Chủ tịch Vương là được, thế nhưng Đảng Hằng dù thế nào cũng yêu cầu Triệu Quốc Lương phải đi vào báo cáo cho Chủ tịch Vương. Một phút sau Đảng Hằng đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này hắn đã khôi phục lại trạng thái ung dung như thường. Hắn dùng giọng cung kính chào hỏi Vương Tử Quân và Tôn Quốc Lĩnh, sau đó lại dùng giọng kính cẩn nói. Chủ tịch Vương, tôi đến để nhận nhiệm vụ. Ngày mốt trưởng ban Trần sẽ rời khỏi tỉnh Sơn Nam, bây giờ ngài có gì cần tôi chuẩn bị không? Vương Tử Quân cười cười mở miệng nói. Thư ký trưởng đảng nếu không đến thì tôi cũng sẽ đi tìm, thật sự có việc cần phải làm phiền thư ký trưởng tự mình sắp xếp. Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình ra một bản danh sách vừa viết xong, hắn phân phó. Thư ký trưởng đảng, anh dựa theo bản danh sách này mà cho ra chuẩn bị, đồng thời cũng phải thương lượng với đài truyền hình tỉnh Sơn Nam. Phải trực tiếp cho ra phương án tốt nhất. Đảng Hằng nhìn danh sách nhận từ tay Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng kiên định nói. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chương 601-2 có thực lực thì thích ngụy trang, không có thực lực thì giỏi đóng gói. Đảng Hằng đến nhanh mà đi cũng nhanh, có thể nói là đi và đến rất vội vàng. Sau khi Đảng Hằng rời khỏi phòng thì Tôn Quốc Lĩnh dùng giọng tò mò hỏi. Chủ tịch Vương, ngài thế nào lại còn tìm đến đài truyền hình tỉnh? Thế nào, ngài có tiết mục gì cần đài truyền hình tỉnh đến ghi hình sao? Thật sự là có, nhưng này chủ tịch Tôn, anh cũng đừng gấp gáp, cơm ngon không sợ muộn, ngài chỉ cần chờ đợi xem cuộc vui là được. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế rồi dùng giọng vô cùng tự tin nói. Vương Tử Quân đi đến cổng khu văn phòng tỉnh ủy Sơn Nam. Hắn nhìn lên hàng chữ vì nhân dân phục vụ to lớn bắt mắt ở bên trên mà giống như nhớ lại khoảng thời gian mình đến công tác ở tỉnh đoàn. Lại nói tiếp, thời gian hắn ở tỉnh đoàn tương đối bận rộn, thế nhưng dù sao cũng còn nhàn nhã hơn đến thành phố Đông Bộ nhận công tác. Trung Lạc Lạc, đi làm đấy à? Một cô gái đi xe đạp qua bên cạnh Vương Tử Quân, nàng dừng xe lại theo thói quen, sau đó đưa xe vào trong nhà để xe. Vương Tử Quân nhanh chóng mở miệng mỉm cười chào hỏi. Chào anh! Cô gái còn chưa ngẩng đầu lên, nàng nở nụ cười mà chào hỏi theo thói quen. Khi nàng ngẩng đầu lên thấy Vương Tử Quân đang nở nụ cười, thế là nàng dùng giọng không thể tin nói. Bí thư Vương, là ngài sao? Ngài đến đây khi nào vậy? Cũng không phải là tôi sao? Vương Tử Quân mỉm cười gật đầu với Trung Lạc Lạc, sau đó hắn nói tiếp. Đi đường cũng không nên thất thần như vậy, tuy chiếc xe này mã lực nhỏ, thế nhưng nếu có gì xảy ra thì cũng không quá tốt. Vương Tử Quân nói rồi nở nụ cười, Trung Lạc Lạc nghe được câu nói vui đùa của Vương Tử Quân thì tâm tính căng thẳng cũng biến mất, nàng cười khanh khách nói. Bí thư Vương, hôm nay ngài đến tìm ai vậy? Tìm lãnh đạo bàn chút chuyện. Vương Tử Quân khẽ cười rồi nói. Trung Lạc Lạc nghe thấy Vương Tử Quân nói đến hai chữ lãnh đạo, thế là nàng chợt mạnh mẽ ý thức được Vương Tử Quân lúc này không còn là bí thư của mình nữa rồi, hắn đã là một vị chủ tịch thành phố Đông Bộ. Lúc này người được Vương Tử Quân gọi là lãnh đạo chỉ có thể là các vị ở trong khu văn phòng tỉnh ủy phía bên kia. Ngài đây là muốn. Trung Lạc Lạc vừa nói vừa chỉ về phía sau lưng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Trung Lạc Lạc nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Vương, nếu ngài muốn đi vào bên trong đó thì phải nhanh lên, vì mỗi ngày số người vào đó báo cáo công tác là rất đông. À, tôi sẽ đi ngay. Trung Lạc Lạc. Khi nào có rảnh thì các vị đồng sự trong tỉnh đoàn tụ họp gặp mặt một lần, tôi cũng muốn gặp mặt mọi người. Đúng lúc này đi đến một ngã rẽ, Vương Tử Quân vung tay áo với Trung Lạc Lạc, sau đó hắn bước về phía con đường bên kia. Trung Lạc Lạc cũng cười cười tạm biệt Vương Tử Quân, nhưng nàng đưa mắt nhìn hình bóng dần biến mất ở phía bên kia mà cảm nhận được chênh lệch giữa hai người bây giờ là quá lớn. Chưa nói đến những thứ gì khác. Khi nàng còn mới chỉ là một cán bộ cấp phòng thì nhân vật kia đã là một trong những lãnh đạo có quyền lực trong đơn vị rồi. Trung Lạc Lạc, mày nhất định phải cố gắng mới được. Khi bóng hình Vương Tử Quân khuất sau một bụi hoa, Trung Lạc Lạc siết chặt nắm đấm không quá lớn của mình, sau đó thầm lên dây cót tinh thần cho mình. Trung Lạc Lạc không biết vì sao lại phải thầm khuyến khích chính mình như vậy, thế nhưng nàng không hy vọng lần sau gặp mặt sẽ không có cơ hội được nhìn hình bóng của đối phương.
đằng sau khu văn phòng thị ủy chính là một tòa nhà 4 tầng, tòa nhà này nếu so sánh với khu văn phòng cao hơn 10 tầng ở đối diện thì có chút an phận, thế nhưng người nào đi qua khu văn phòng tỉnh ủy đều phải đưa mắt nhìn về phía nó. Vì tòa nhà kia chính là hạch tâm của tỉnh ủy Sơn Nam, là khu văn phòng của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong cũng không sử dụng phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân để lại, lúc này lão đang cầm một chiếc thùng ô doa để tưới một cây cảnh trong phòng, nhìn qua cực kỳ nhàn nhã. Tiền Giang, trồng cây cũng thật sự rất tốt, thế nhưng loại cây này vài ngày mới phải tưới một lần, hôm nào vui vẻ có thể tưới tắm cho nó, dù không tưới nó cũng không thể chết được. Hứa Tiền Giang đang ngồi trên ghế salon nghe thấy bí thư Hào Nhất Phong nói như vậy thì cười cười lên tiếng. Bí thư Nhất Phong, tôi đồng ý với quan điểm của ngài, vì thế mà công tác của phòng tổ chức chúng tôi luôn tìm đúng bệnh hốt thuốc, đưa nhân tài đến đúng vị trí cần. Cũng đừng nói về phương diện công tác, trưởng phòng Hứa, lúc này không phải là thời gian công tác, những lúc nên buông lỏng thì cũng cần thả lỏng một chút. Hào Nhất Phong đặt thùng nước xuống. Thư ký đã sớm đứng hầu bên cạnh nhanh chóng đưa khăn mặt khô ráo đến cho lãnh đạo. Bí thư Hào dùng khăn lau lau tay, sau đó đặt trên kệ. Đó cũng chỉ là thói quen của tôi mà thôi, nếu bí thư Nhất Phong cảm thấy thói quen này là không hay, biết đâu tôi có thể nhanh chóng sửa đổi. Khi Hào Nhất Phong tiến lên làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam thì Hứa Tiền Giang nhanh chóng đi đến dựa vào. Hào Nhất Phong cũng hy vọng thông qua Hứa Tiền Giang để chứng thực ý đồ của mình ở tỉnh Sơn Nam. Thế nên càng vui vẻ tiếp nhận những lời nịnh nọt của Hứa Tiền Giang. Vì vậy mà mối quan hệ dưới sự cố gắng của hai người càng nhanh chóng ấm lên. Đây là chức trách quyền hạn của trưởng ban Dương, tôi thật sự không trông nom được. Hào Nhất Phong cười cười, lão nâng ly trà đang bốc khói nghi ngút trên bàn nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp. Có phải anh đang phiền lòng vì chuyện xảy ra ở thành phố Đông Bộ không? Còn không phải sao, tỉnh Sơn Nam chúng ta vốn đi đầu trong công tác tổ chức. Thế nhưng vì sự kiện ở thành phố Đông Bộ mà xem như kiếm củi 3 năm đốt cháy 1 giờ, bây giờ lại xem như chẳng có gì. Hứa Tiền Giang dù nở nụ cười thế nhưng lại tràn đầy không cam lòng. Tính ra thì độ tuổi của Hứa Tiền Giang so với các vị lãnh đạo tỉnh ủy cũng không tính là quá lớn, chính lão còn có không gian tiến lên. Vì thế gần đây lão nắm chặt công tác, cố gắng tìm thành tích và thanh danh cho mình. Hứa Tiền Giang rất tự tin với đợt kiểm tra cuối năm nay. Lão cảm thấy mình đã tạo ra được thành tích tốt. Hơn nữa cuộc kiểm tra theo thông lệ cũng không làm lão thất vọng, trưởng ban Trần rất thỏa mãn, các vị đồng chí tham gia công tác khảo hạch cũng tỏ ra rất hài lòng. Đây vốn là một chương trình cực kỳ hoàn mỹ, thế nhưng khi mà bài thi sắp cho ra kết quả viên mãn thì lại có chuyện xảy ra, điều này làm cho Hứa Tiền Giang cảm thấy tức giận không thôi. Dù khi ở thành phố Đông Bộ thì lão tỏ ra cực kỳ rộng lượng, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ nén giận. Cũng không có vấn đề, chẳng qua là hy vọng không lớn mà thôi. Hào Nhất Phong xem như hiểu ý của Hứa Tiền Giang, lão đặt ly trà xuống rồi dùng giọng trầm trầm nói một câu. Hứa Tiền Giang đến nơi này chủ yếu là muốn báo cáo chuyện này cho Hào Nhất Phong, bây giờ nghe Hào Nhất Phong nói như vậy thì trong lòng lão rất thoải mái. Tuy ai cũng hy vọng và mơ tưởng về vị trí cao hơn, thế nhưng khi không có hy vọng quá lớn thì Hứa Tiền Giang vẫn muốn ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng tổ chức tỉnh Sơn Nam. Không nhất thiết phải chạy đến các đơn vị khác để rồi khó thể ngóc đầu lên được. Chương 6013 có thực lực thì thích ngụy trang, không có thực lực thì giỏi đóng gói. Hứa Tiền Giang cũng không nghi ngờ với lời nói của Hào Nhất Phong, lão biết rõ người đứng sau lưng Hào Nhất Phong là ai, đồng thời Hào Nhất Phong không phải là người thích nói suông. Nếu người này đã nói không có hy vọng quá lớn, căn bản sẽ không thể nào thành công được. Bí thư Hào, có những lời của anh thì tôi cũng an tâm hơn. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến hình tượng của tỉnh Sơn Nam mà thôi. Nói thật, tôi cảm thấy sự kiện ở thành phố Đông Bộ khá ác liệt, ngoài trừ kẻ cả gan làm loạn, kẻ thúc đẩy phương án chọn người qua thi tuyển cũng không trưởng thành chính trị. Nếu anh muốn áp dụng dân chủ thì phải làm sao hiểu rõ về dân chủ cái đã, một sự việc quan trọng như vậy mà buông tay mặc kệ, như vậy kết quả không rối loạn sao được. Đúng là thành sự không có nhưng bại sự có dư. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Lão mở miệng nói ra một câu chưa trưởng thành chính trị thì làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như một lời định luận cực kỳ đúng đắn. Hào Nhất Phong hiểu rõ người bị Hứa Tiền Giang nói không trưởng thành chính trị kia là ai, lão cũng biết Hứa Tiền Giang sở dĩ nói như vậy chủ yếu là chĩa về phía mình, cố ý làm cho mình vui vẻ. Nếu như không phải lão có ân oán với người kia, trưởng phòng Hứa chắc chắn sẽ không cho ra những lời như vậy. Hào Nhất Phong nghĩ đến người kia mà trong lòng thật sự sinh ra oán niệm. Nhưng đúng vào thời điểm này lão cũng sinh ra cảm giác ái tài với một cán bộ ra bài không bao giờ tuân theo quy luật như vậy.
Tuy lão không có chứng cứ, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm để cho ra phán đoán, lão loáng thoáng thấy cục diện ở tỉnh Sơn Nam rơi vào tình huống lúc bấy giờ đều không thể không liên quan đến kẻ kia vung tay thúc đẩy sau lưng. Thật lòng thì Hào Nhất Phong căn bản không thích trong tỉnh Sơn Nam có xuất hiện một con thiên lý mã như vậy, điều này luôn làm lão cảm thấy canh cánh trong lòng, đặc biệt là vào thời Hào Nhiếp Quân đang còn trị vì ở tỉnh Sơn Nam. Lãnh đạo là gì? Chính là một người tập trung đủ mọi loại người khác xuống dưới trướng của mình, để cho bọn họ trung thành tận tụy xuất lực cống hiến cho mình, vì thế mà kéo cả tỉnh Sơn Nam phát triển mạnh mẽ. Nếu nhìn từ góc độ như vậy thì căn bản không thể nào không tìm kiếm nhân tài về phụ giúp cho mình được. Lúc này đám cán bộ lãnh đạo đều cực kỳ bảo thủ, trong đầu luôn nghĩ thế nào để tốt cho chính mình, ai cũng trăm phương ngàn kế tô son thiếp vàng lên mặt mình, nhưng những kẻ chính thức làm việc đại sự thì có được mấy. Hào Nhất Phong nghĩ như vậy mà sinh ra oán hận đám người suốt ngày cứ vo ve quanh mình. Hào Nhất Phong cảm thấy những người kia tuyệt đối là tâm phúc nói gì nghe nấy của mình, thế nhưng đám người này căn bản không thể nào ủy thác trách nhiệm được. Tại sao vậy? Nói trắng ra thì bọn họ căn bản không hiểu thế nào là phục vụ cho lãnh đạo, không nghĩ đến những lo nghĩ của lãnh đạo, không nôn nóng vì những điều lãnh đạo đang cảm thấy gấp gáp. Đám người này chỉ biết cường điệu ý nghĩ của chính mình, biểu hiện tài hoa của mình, nhưng không biết biến ý nghĩ của mình thành một công cụ giải quyết ý nghĩ của lãnh đạo, không cống hiến tài hoa của mình cho lãnh đạo. Đám người này chỉ cố gắng biểu hiện mình là kẻ cao minh, thế nhưng anh sao có thể cao minh bằng Hào Nhất Phong tôi cho được. Nếu Hào Nhất Phong tôi không bằng các anh, tôi làm sao có thể là lãnh đạo của các anh. Đám người kia lúc nào cũng chỉ biết nhìn vẻ mặt lão để làm việc, chưa từng nghĩ sẽ đổi mới công tác, cải cách sự việc, ai cũng chỉ nhìn vào hai chữ danh lợi. Căn bản không có tâm tư mở ra một con đường máu để phát triển. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, tuy Hào Nhất Phong không thích người này, thế nhưng lão cũng không thể không thừa nhận đối phương thật sự có tài. Người kia giống như một con trâu đất, căn bản không bao giờ mệt mỏi và suy sụp tinh thần, tinh lực dồi dào vô hạn, khí thế mạnh mẽ khó bì, nghị lực không kém bất kỳ một ai. Người này đối diện với sự thật luôn có sức mạnh xử lý tốt đẹp, năng lực chấp chính không thua kém bất kỳ ai. Điều đáng quý là luôn chú trọng công tác hiện thực, giải quyết các vấn đề khó khăn, đánh mạnh vào tư tưởng quan liêu, ưu hóa tác phong cán bộ. Đây là điển hình của cán bộ muốn xóa bỏ câu nhận định xấu của nhân dân về cơ quan nhà nước, cửa khó vào, mặt khó coi, nói khó nghe, làm việc khó khăn. Tất nhiên cũng có không ít người nói đây chỉ là làm dáng, nhưng nhìn vào hành động thì đã quá rõ ràng rồi. Hào Nhất Phong coi trọng người kia còn vượt qua cả những thường ủy tỉnh ủy bình thường, nhưng hôm nay đại cục đã thành. Chính mình nếu muốn động vào người kia, căn bản cũng không phải quá dễ dàng. Phương pháp thi tuyển cán bộ cũng không tệ. Trưởng phòng Tiền Giang, những năm qua từ trung ương đến địa phương luôn thảo luận để thay đổi cơ chế tuyển chọn cán bộ, tuy công tác thi tuyển lần này có vấn đề, thế nhưng phương hướng của nó là không tệ. Hào Nhất Phong nói đến đây rồi có chút trầm ngâm. Trưởng Ban Dương rất đồng ý với công tác thi tuyển cán bộ của thành phố Đông Bộ. Vẻ mặt Hứa Tiền Giang tuy vẫn rất bình thường thế nhưng trong lòng lại sôi lên, vừa rồi mình mở miệng rõ ràng là vuốt mông ngựa, thế nhưng bây giờ xem ra đã vuốt xuống đùi ngựa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Hào Nhất Phong đang uống trà chợt trở nên có chút ngưng trọng, lão trầm giọng nói. Mời vào. Sau khi Hào Nhất Phong lên tiếng, cửa bị đẩy ra. Thư ký Tạ Vinh Kim được Hào Nhất Phong đặc biệt tuyển chọn từ Nhật báo Sơn Nam khẽ đi vào trong phòng. Tạ Vinh Kim hơn 30 tuổi, là một người giỏi văn chương, xem như là một trong những cán bút chủ lực ở Nhật báo Sơn Nam. Lần này hắn được Hào Nhất Phong ưu ái, trở thành đệ nhất thư ký tỉnh Sơn Nam, điều này đối với hắn thật sự là một bước phát triển quá mức. Dù sao cũng mới nhận chức chưa bao lâu, Tạ Vinh Kim còn rất nhiều điều chưa quen thuộc, vì thế ở nhiều phương diện căn bản là chưa thể nào thả lỏng tay chân. Sau khi đi vào phòng làm việc của Hào Nhất Phong, hắn vừa giúp châm trà cho hai vị lãnh đạo, vừa suy tư nên báo cáo thế nào với bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong cũng không cho Tạ Vinh Kim thời gian suy nghĩ quá lâu, lão dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi. Vinh Kim, có chuyện gì sao? Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Vương của thành phố Đông Bộ muốn báo cáo công tác với ngài. Tạ Vinh Kim có chút do dự, cuối cùng cũng dùng giọng cung kính nói với Hào Nhất Phong. Hứa Tiền Giang đang mỉm cười nhìn Tạ Vinh Kim. Lúc này nghe thấy Tạ Vinh Kim mở miệng báo cáo thì hai tay chợt run lên không hiểu nguyên nhân, hai mắt vốn híp lại chợt mở lớn ra. Cái gì, Vương Tử Quân đến báo cáo công tác cho Hào Nhất Phong. Một vị chủ tịch thành phố chịu khó đến báo cáo công tác cho bí thư tỉnh ủy thường là chuẩn bị để dọn đường cầu tiến.
Sau khi Hào Nhất Phong làm bí thư tỉnh ủy thì có không ít các vị chủ tịch thành phố đến báo cáo công tác, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân lại đến báo cáo công tác cho Hào Nhất Phong, người này có ý gì? Chương 6014 có thực lực thì thích ngụy trang, không có thực lực thì giỏi đóng gói. Vương Tử Quân muốn để cho Hào Nhất Phong tán thưởng, muốn bí thư để bạt sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng thì Hứa Tiền Giang đã nhanh chóng xóa bỏ, với quan hệ giữa Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong không giúp chức vụ chủ tịch thành phố đông bộ của Vương Tử Quân cũng là vì cố kỵ thế cục vào lúc này, sợ ném chuột vỡ bình mà thôi, nào có chuyện đề bạt. Nếu không phải là đề bạt thì là gì? Hứa Tiền Giang lúc này cực kỳ nghi hoặc, Hào Nhất Phong lại có chút khiếp sợ, Vương Tử Quân đến báo cáo công tác với mình. Trước đó đối phương luôn tìm đến báo cáo với chủ tịch tỉnh mà thôi. Lần này hắn đến đây làm gì? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hào Nhất Phong. Thế là có nhiều ý nghĩ khác xuất hiện, bầu không khí nhàn nhã trong phòng đột nhiên trở nên khẩn trương. Tạ Vinh Kim nhìn bộ dạng ngưng trọng của hai vị lãnh đạo mà trong lòng sinh ra chút lo lắng không yên, thầm nghĩ đáng lý ra mình không nên báo cáo chuyện này cho bí thư Hào Nhất Phong thì hay hơn. Tạ Vinh Kim đã nhiều lần nghe nói về những thông tin liên quan đến vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi kia, nhưng mãi đến lúc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được vị trí của tên chủ tịch trẻ tuổi kia trong thế cục tỉnh Sơn Nam. Bình thường đừng nói là một chủ tịch thành phố, dù là bí thư thị ủy, thậm chí là phó chủ tịch tỉnh đến tìm báo cáo công tác, nếu bí thư Hào không vui thì sẽ phất tay trực tiếp không gặp. Nhưng vị chủ tịch Vương của thành phố đông bộ đến báo cáo công tác lại làm cho bí thư Nhất Phong tỏ ra cực kỳ cố kỵ. Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn, bí thư Nhất Phong vừa nhận chức ở tỉnh Sơn Nam, thậm chí còn chưa kịp đốt lửa đã bị người ta dập tắt tất cả, chẳng lẽ nó thật sự có liên quan đến Vương Tử Quân này sao? Vương Tử Quân bây giờ đang ở đâu? Hào Nhất Phong cuối cùng cũng mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Vinh Kim rồi trầm giọng nói. Bí thư Hào, chủ tịch Vương đang chờ ngoài phòng. Tạ Vinh Kim nói chờ ngoài phòng chính là phòng thư ký của mình, bình thường người muốn đến gặp mặt báo cáo với bí thư Hào đều phải chờ trong phòng thư ký của hắn. Hào Nhất Phong vô thức hít vào một hơi thật sâu, sau đó lão đưa mắt nhìn Hứa Tiền Giang. Trưởng phòng Hứa, anh nói xem lần này chủ tịch Vương đến tìm tôi là vì vấn đề gì? Hứa Tiền Giang thật sự không thể nào suy đoán được thái độ của bí thư Hào Nhất Phong vào thời điểm này, đồng thời lão cũng không dám cho rằng ý nghĩ của mình là đúng, thế nên dùng giọng hàm hồ nói. Tiểu tử kia làm việc căn bản luôn làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, biết đâu lập này đến là thật sự có chuyện gì đó quan trọng. Hào Nhất Phong cười cười, lão biết rõ Hứa Tiền Giang đang nói nhảm, thế nhưng lão cũng không vạch mặt Hứa Tiền Giang mà cười cười nói. Bây giờ có mấy người chờ bên ngoài. Còn có trưởng phòng đồng của phòng công thương và bí thư trình của thành phố La Nam. Tạ Vinh Kim dùng giọng không chút do dự báo cáo với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nghe nói đến thành phố La Nam thì hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, lão khoát tay áo với Tạ Vinh Kim. Cậu nói cho trình tự học của thành phố La Nam, anh ấy muốn khóc than thì đến tìm chủ tịch Thạch, tôi căn bản không có tiền. Tạ Vinh Kim khẽ đồng ý, hắn cũng không bất ngờ với kết quả như vậy. Bí thư Trình kia hai ngày qua là khách quen ở nơi này, hắn cũng hiểu rõ ràng thái độ của bí thư Hào. Nếu không phải là vừa rồi bí thư Hào hỏi còn có những ai đang chờ bên ngoài, hắn sẽ dựa theo chỉ thị của thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ, trực tiếp không báo cáo với Hào Nhất Phong. Trình tự học này không có bản lĩnh phát triển kinh tế, nhưng bản lĩnh kêu khóc lại rất cao siêu. Những năm qua cứ đến dịp lễ Tết là suốt ngày chạy đến đây. Tôi thiếu chút nữa thì biến thành thành hoàng mất rồi. Hào Nhất Phong nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó nói với Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang cũng không xa lạ gì thành phố La Nam, lão cười cười nói. Bí thư Nhất Phong, ngoài của phòng tôi còn có người chờ nói gì là ngài. Tôi nghe nói năm vừa rồi trình tự học sắp xếp nhiệm vụ cho các vị thường ủy trong thành phố rất nặng nề, dùng anh ấy làm đại biểu, tất cả phải thực hành phương án theo sát một chọi một. Phương án một chọi một, hừ. Biện pháp như vậy mà cũng nghĩ ra được. Hào Nhất Phong mỉm cười mắng một tiếng, nhưng vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Trình tự học nà tuy có vị trí kém xa Hào Nhất Phong, thế nhưng lại là cán bộ bản địa tỉnh Sơn Nam, lý lịch rất sâu sắc, trong tỉnh có hơn phân nửa đám phó chủ tịch tỉnh và thường ủy tỉnh ủy có quan hệ với người nà. Đôi khi người này mở miệng đùa giỡn, nếu là cán bộ bình thường trong tỉnh thì thật sự khó thể nào chịu được. Nói chung bọn họ đều là bạn bè của nhau, cũng không tình nguyện vạch mặt nhau. Trong số đó có cả Hào Nhất Phong. Anh Trình cũng xem như bị ép mà thôi, thành phố La Nam của bọn họ có 7 huyện 1 quận, trong số 7 huyện kia có 5 huyện nghèo cấp quốc gia,
hai huyện nghèo cấp tỉnh, dù là quận nội thành cũng ăn cơm tài chính miễn cưỡng sống qua ngày. Nghe nói năm nay vấn đề khất nợ tiền lương giáo viên ở thành phố La Nam là rất khủng khiếp, anh Trình là lãnh đạo thành phố cũng khó thể nào kháng cự được. Hứa Tiền Giang nói đến đây thì trên mặt tràn đầy đồng tình. Hào Nhất Phong nghe lời cảm khái của Hứa Tiền Giang mà không khỏi lắc đầu, lão hỏi. Trưởng phòng Hứa, anh nói thành thật cho tôi xem, có phải anh đã bị khuất phục dưới thế công của anh Trình rồi không? Bí thư Nhất Phong, tôi thật sự không gạt anh, thật sự tôi đã khuất phục. Phòng tổ chức chúng tôi tuy không có bao nhiêu tài chính, thế nhưng mỗi năm vẫn tình nguyện giúp bọn họ 2 triệu. Hứa Tiền Giang nói đến đây thì mở miệng cảm khái. Nhưng qua năm nay anh Trình có lẽ cũng không cần phải cố sức vì thành phố La Nam, vì anh ấy đã đến tuổi nghỉ ngơi rồi. Vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt trở nên ngưng trọng, bàn tay cũng khẽ đưa lên vuốt tóc. Phòng làm việc của Tạ Vinh Kim là không lớn nhưng có 6-7 chiếc ghế salon. Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc ghế salon như vậy, hắn đang tươi cười nghe bí thư Trình tự học của thành phố La Nam và trưởng phòng Đồng phòng công thương trò chuyện với nhau. Vương Tử Quân từng dùng cơm với Đồng Đắc cùng một lần, cũng từng tham gia họp với Trình tự học một lần. Trình tự học là người có cơ thể cao lớn, gương mặt vuông vức đẹp đẽ, thế nhưng trên người lại mặc một bộ trang phục trung sơn bạc màu làm cho hình tượng giảm xuống rõ rệt. Chương 601 năm có thực lực thì thích ngụy trang, không có thực lực thì giỏi đóng gói. Nhưng lúc này chủ nhân của gương mặt vuông vức kia đang cười tươi hớn hở hóa duyên với Đồng Đắc Cùng, hy vọng trưởng phòng công thương có thể coi trọng công tác xây dựng phát triển kinh tế của vùng giải phóng cũ, giúp đỡ một lần. Đồng Đắc Cùng cũng là một kẻ dối trá, tuy trong miệng nói những lời dễ nghe, thế nhưng vừa động vào vấn đề tiền thì nhanh chóng di chuyển chủ đề, chạy xa đến vạn dặm. Dù Trình tự học có ba hoa trích chòe như thế nào thì cũng căn bản không thể đi vào trọng điểm, không làm gì được. Trưởng phòng Đồng, tôi đến cửa nhà ngài xin cơm, ngài cũng không thể nào để cho chúng tôi đói bụng rồi chết đi được, dù ít dù nhiều thì ngài cũng phải giúp thành phố La Nam chúng tôi một chút, nếu không thì những ngày sau tôi sẽ đến phòng công thương dùng cơm đấy. Trình tự học tuy đã nói hết lời thế nhưng so ra vẫn kém với một Đồng Đắc Cùng luôn khôn khéo chạy đi xa ngàn dặm. Đồng Đắc Cùng căn bản không sợ những uy hiếp nho nhỏ của Trình tự học, hắn nâng ly nước ở bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó cười nói. Bí thư Trình, nếu như ngài đến phòng công thương chúng tôi dùng cơm, thật sự là tôi cầu còn chưa được. Tôi nói cho ngài biết, vài ngày trước phòng công thương có tìm được một đầu bếp nấu món tứ xuyên rất ngon, đặc biệt là món cá, có thể nói là ngon nhất tỉnh Sơn Nam. Tôi xem hay là thế này, khó có được cơ hội gặp một lãnh đạo địa phương như ngài, dứt khoát hôm nay mở tiệc, tôi làm chủ mời khách, ngài mài dao sắc một chút, coi như hai bên đều vui vẻ. Trình tự học nhìn gương mặt cáo già của Đồng Đắc Cùng mà trong lòng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ vì đánh vào bông, khi thấy không thể tác động gì được Đồng Đắc Cùng, thế là ánh mắt lão nhìn về phía Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, kinh tế của thành phố Đông Bộ năm nay phát triển rất mạnh. Tôi đã xem qua số liệu của Cục Thống kê. Tăng trưởng kinh tế của thành phố Đông Bộ vào 6 tháng cuối năm thật sự dẫn đầu toàn tỉnh, nghe nói tài chính thu vào còn có dấu hiệu sắp vượt mặt thành phố An Dịch. Vương Tử Quân cũng hiểu vài chuyện về Trình tự học, hắn cũng rất đồng tình với vị bí thư thị ủy này. Dù Trình tự học là bí thư thị ủy, thế nhưng lại là một bí thư thị ủy nổi tiếng khắp tỉnh Sơn Nam, sở dĩ nổi tiếng cũng là vì cực kỳ giỏi khóc than. Thành phố La Nam quá nghèo, thật sự rất nghèo, toàn thành phố có 2/3 đất đai là núi. Thành phố La Nam giao thông kém, kinh tế càng kém. Vương Tử Quân chưa từng đến thành phố La Nam, thế nhưng có lần nói chuyện với Trúc Phu Bình, khi đó Trúc Phu Bình có nói đến La Nam, thành phố này có nội thành, thế nhưng đừng nói là so sánh với nội thành của thành phố Đông Bộ, dù so sánh với một huyện thành thì vẫn còn kém một chút. Thành phố La Nam thật sự quá nghèo, thế cho nên Trình tự học là một bí thư thị ủy, những năm qua cũng cố gắng cho ra nhiều phương án thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng vì điều kiện hạn chế nên vẫn như lấy trứng chọi đá, căn bản không có gì khởi sắc. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ lời nói của Trình tự học, hắn cười cười nói. Bí thư Trình, những người làm quan dưới địa phương như chúng ta không phải là đại ca cũng là nhị ca, ai cũng phải quản lý một khối công tác rối loạn mà thôi. Trình tự học hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, lão đưa mắt nhìn thoáng qua vị chủ tịch thành phố bằng một nửa tuổi của mình rồi cười nói. Chủ tịch Vương, anh nói vậy là quá khiêm nhường rồi, với năng lực công tác của anh, có lẽ sau này sẽ là xuân phong đắc ý, phát triển lên đến trời xanh. Khi Trình tự học chuẩn bị nói tiếp thì Tạ Vinh Kim đi đến, hắn nhìn về phía Trình tự học rồi cười cười nói. Bí thư Trình, bí thư Nhất Phong mời ngài vào. Trình tự học chợt sững sờ, lão đã nhiều lần bị bắt phải chờ đợi,
cũng không ngờ lần này Bí thư Hào lại sảng khoái cho mình vào gặp mặt như vậy. Trước kia khi Hào Nhất Phong còn là chủ tịch tỉnh, lão cũng không ít lần đấu trí đấu dũng với chủ tịch Hào, năm xưa nếu không ép lão chờ vài ngày thì chủ tịch Hào sẽ căn bản không cho vào gặp mặt. Không phải lần này chủ tịch Hào tiến lên làm bí thư thì lòng dạ khoáng đạt hơn đấy chứ. Trình Tự Học thầm nghĩ về lãnh đạo trực tiếp của mình, sau đó lão cất bước đi vào phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Tạ Vinh Kim châm trà cho Đồng Đắc Cùng và Vương Tử Quân, sau đó đi ra khỏi phòng. Đồng Đắc Cùng nhìn Trình Tự Học đi vào phòng làm việc của Hào Nhất Phong, hắn lắc đầu nói. Anh Trình là một bí thư thị ủy cũng không dễ dàng gì. Vương Tử Quân cười cười, hắn và Đồng Đắc Cùng tuy từng uống rượu chung với nhau một lần, thế nhưng chỉ là quan hệ sơ giao. Hai người có quan hệ như vậy mà mở miệng bàn luận sau lưng một người khác cũng không hay, thế cho nên hắn chỉ mở miệng dùng giọng pha trò nói. Thật sự không dễ dàng. Đồng Đắc Cùng cười cười, cũng không vì sự qua loa của Vương Tử Quân mà bỏ qua đề tài này. Hắn nói tiếp. Anh Trình năm nay đã 60, sau nhiệm kỳ lần này sẽ về nghỉ ngơi, cũng không biết sang năm ai sẽ là người tiếp nhận vị trí của anh ấy. 60 nên về nghỉ ngơi, đề tài này thật sự còn xa vời với Vương Tử Quân, thế nhưng đối với những cán bộ như Đồng Đắc Cùng và Trình Tự Học thì lại là khá cấp bách, thật sự cần phải suy xét. Ai tới tiếp nhận vị trí của Trình Tự Học, Vương Tử Quân thật sự không quan tâm đến vấn đề này. Hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, nếu quan tâm đến chuyện của thành phố La Nam, chẳng khác nào chó đi bắt chuột. Tuy thành phố La Nam rất nghèo, thế nhưng Vương Tử Quân biết vị trí bí thư thị ủy cũng không phải khó tìm. Dù sao trong quan trường cũng có rất nhiều người muốn cầu tiến, thế cho nên vị trí bí thư thị ủy La Nam sẽ có nhiều người tranh giành nhau vỡ đầu chảy máu. Sẽ luôn có người tiếp nhận. Vương Tử Quân dùng giọng nhàn nhạt nói một câu, sau đó thay đổi chủ đề. Trưởng phòng Đồng, ngài có quan hệ khá tốt với bí thư Trình thì phải. Hai người chúng tôi năm xưa từng công tác với nhau. Đồng Đắc Cùng cười cười nói tiếp. Anh Trình là người rất tốt, thế nhưng lại có chút cứng nhắc, vì vậy mà những năm qua thật sự gặp nhiều chuyện xấu. Đồng Đắc Cùng nói xong những lời này cũng không tiếp tục nhắc đến Trình Tự Học, hắn cùng bàn bạn với Vương Tử Quân về những chuyện khác. Khi hai người đang sinh ra cảm giác gặp mặt quá muộn thì Trình Tự Học đã đi ra với nụ cười trên môi. Cảm tạ cậu Tiểu Tạ, thật sự cảm ơn cậu, lần này Bí Thư Hào đồng ý sảng khoái, có lẽ đã làm phiền nhiều đến cậu. Khi nào cậu đến thành phố La Nam thì anh nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Trình Tự Học vừa kéo tay Tạ Vinh Kim nói lời cảm tạ vừa nói với Đồng Đắc Cùng. Trưởng phòng Đồng, trưa nay tôi sẽ đến khách sạn phòng công thương ăn món cá tứ xuyên, đến lúc đó hai anh em chúng ta làm nhảm vài câu cho vui. Được, Bí Thư Trình cứ đi trước mở đường, sau khi tôi gặp mặt Bí Thư Nhất Phong sẽ đến khách sạn tìm anh. Đồng Đắc Cùng tuy nói đến tiền thì chạy xa vạn dặm. Thế nhưng trên phương diện dùng cơm lại đồng ý cực kỳ sảng khoái, nhanh chóng gật đầu mà không nói hai lời. Sau khi đồng ý với Trình Tự Học thì hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân giống như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng hắn lại không mở miệng. Vương Tử Quân đã sống hai kiếp người, hơn nữa những năm qua còn lăn lộn trốn quan trường, nếu nói về khả năng suy đoán tâm tư con người cũng không kém so với đám cán bộ lão thành như Trình Tự Học và Đồng Đắc Cùng. Lúc này hắn nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Đồng Đắc Cùng. Tất nhiên hắn hiểu rõ ý nghĩ của đối phương là gì. Đồng Đắc Cùng lúc bắt đầu cũng muốn kéo mình đi dùng cơm cho vui, thế nhưng cuối cùng lại bỏ qua, có lẽ nguyên nhân là vì vị chủ nhân của gian phòng kia. Nếu nói chuyện với Vương Tử Quân trong phòng của Tạ Vinh Kim thì căn bản không có gì đáng trách, thế nhưng nếu cùng nhau uống rượu, bị Hào Nhất Phong nghe được thì không biết sẽ phát sinh vấn đề gì. Đồng Đắc Cùng cũng không muốn mình bị Bí Thư Hào suy đoán lung tung. Vì thế hắn dù có tâm tư muốn kết giao với vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi tài cao như Vương Tử Quân, thế nhưng nghĩ đến Hào Nhất Phong thì đành áp chế ý nghĩ kia vào sâu trong lòng. Chủ tịch Vương, Bí Thư Nhất Phong mời anh vào. Sau khi tiến chân Trình Tự Học, Tạ Vinh Kim khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn trực tiếp đứng lên, nói một câu hẹn gặp lại với Đồng Đắc Cùng, sau đó đi về phía phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Đồng Đắc Cùng nhìn Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nghi hoặc. Chưa nói đến phương diện thứ tự trước sau, bây giờ có rất nhiều người nói Vương Tử Quân không được Bí Thư Hào Nhất Phong chào đón, chẳng lẽ điều này có gì đó giả sao? Vì sao mình đến sớm hơn đối phương, lại có quan hệ tốt với Bí Thư Hào Nhất Phong, thế nhưng Bí Thư lại tiếp kiến Vương Tử Quân trước, bắt mình chờ ở chỗ này. Khi Đồng Đắc Cùng đang cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì Vương Tử Quân đã đi vào phòng làm việc của Hào Nhất Phong.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.